Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 29 của Băng Hỏa Ma Trù. Nếu nói trước hành trình địa băng đối với Tích Lỗ còn có một tia nghi hoặc, giờ khắc này nghi hoặc đã hoàn toàn tan biến mất. Địa băng bội phục nhất, thích nhất một loại người, đó là người hiếu thuận. Hắn từ nhỏ không cùng cha mẹ ở một chỗ, không có thể phụng dưỡng cha mẹ là tiếc nuối lớn nhất trong lòng của hắn. Vừa nghe Tích Lỗ nói như vậy, nhất thời hảo cảm đối với ái nhân này tăng lên rất nhiều. Lúc này đã cách ly, lại không cần phân tâm chống đỡ cơn lốc ma pháp, Địa Băng cũng có thể quan sát một chút ái nhân trước mặt. Thiên nhãn huyệt tinh thần lực mở rộng ra, mặc dù địa huyệt bên trong ánh sáng hôn ám nhưng cũng không có ảnh hưởng đến thị giác của hắn. Ái nhân trước mặt, người cao tựa hồ chỉ có 1 thước 2, đầu có vẻ rất lớn, có lẽ là bởi vì râu mép nhiều nên người hắn mặc dù thấp bé nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác thực rắn chắc. Song trường lộ ra bên ngoài gân guốc chẳng chịt cũng rất tráng kiện, quần áo trên người mặc tựa hồ là da thú chế thành. Mặc dù Địa Băng cũng không nhận biết đây là cái da thú gì, nhưng áo quần da thú trên người Tích Lỗ lại dị thường tinh xảo, thậm chí nhìn không ra một dấu vết khâu vá, cả kiện quần áo kín đáo tự nhiên. Ở Thần Chi Đại Lục mà còn có nơi có thứ quần áo tinh xảo như thế, Địa Băng thật là không ngờ. Địa Băng huynh đệ, ta dẫn người đi gặp mộ mộ cùng tộc nhân của chúng ta. Ải nhân chúng ta ở trong thánh sơn này đã sinh tồn trên ngàn năm rồi. Nếu bọn họ biết người mang đến bánh ngọt trong truyền thuyết, nhất định sẽ xem ngươi là ân nhân của chúng ta. Thực không nghĩ tới Tích Lộ ta lúc còn sống có thể gặp lại cái thứ này, giống như là quả quê hương. Vừa nói hắn bước nhanh hướng ở chỗ sâu trong địa huyệt đi đến. Điều này làm khốn khổ cho Địa Băng. Mặc dù thân thể của hắn được cải tạo tốt, nhưng cứ lom khom đi đường thật sự không phải là một việc nhẹ nhàng. May mắn thân thể cương thi khiến hắn không có cảm giác cơ thể đau nhức, mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp Tích Lỗ không ngừng hướng phía dưới địa huyệt mà đi. Điều làm cho Địa Băng phi thường kinh ngạc chính là ở trong địa huyệt hắn cũng không có thấy cửa thông gió, nhưng địa huyệt như thế nào cũng không có cảm giác bực bội. Không khí nơi này tựa hồ là trải qua tinh lọc, so với ngoại giới ma pháp nguyên tố ba động rất bất ổn trong không khí, hít thở còn có thoải mái hơn. Lối đi dưới địa huyệt kiến thiết rất khoa học, vách động bóng loáng không chút tỉ vết, cầu thang xếp đá tỉ mỉ, cảm giác trên tựa hồ muốn đi vào một tòa cung điện ở dưới đất. Chỉ là cung điện dưới đất này khí là hơi thấp. Căn cứ cảm giác, Niệm Băng ước chừng mình đã đi vào trong lòng núi. Tích Lỗ mới dừng lại, cảnh tượng trước mắt đã có biến hóa. Không còn là một thông lộ đơn độc nữa, mà là một lối đi phức tạp. Lối đi không ngừng thông ra phương hướng bất đồng, bởi vì lối đi nhìn qua thực sự dày đặc, hơn nữa tựa hồ còn không có ít ngã ba. Niệm Băng nghĩ thầm, nếu một mình đi vào, muốn đi ra được chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tích Lỗ quay đầu hướng về Địa Băng nói, xem bộ dáng của ngươi có vẻ khó chịu muốn nghỉ ngơi trong chốc lát hay không? Để có thể kiến tạo chỗ ngồi quy mô hiện đại này trong địa huyệt, tộc nhân của chúng ta hao phí rất nhiều công phu. Ta dám nói ngoại trừ 4 tiền lão bất tử ra, trên Thần Chi Đại Lục chưa một chỗ gì từng thoải mái như địa huyệt của chúng ta. Địa Băng mỉm cười nói, người nói 4 tiền kia, sợ rằng đó là 4 vị chân thần. Tích Lỗ hừ một tiếng nói, ngoại trừ bọn họ thì còn có ai? 4 tên kia ỷ vào thực lực cường đại của mình, không việc gì mà không làm. Nếu không do bọn hắn thì chúng ta làm sao mà phải mất đi quê nhà của chính mình cơ chứ? Niệm Băng nói, nghe lời ý tứ của ngươi, tựa hồ thực hoài niệm Di Thất Đế Quốc là thế hệ đời sau. Người đối với lúc trước phát sinh, hết thảy nhất định rất rõ ràng. Mặc dù ta cũng biết một chút nhưng mà khẳng định không tường tận bằng ngươi. Tích Lỗ ngồi xuống một bên dũng đạo, từ trong lòng lấy ra một miếng vải đem bánh ngọt bọc lại cẩn thận. Lúc này mới hậm hực nói, ta đương nhiên biết là đã xảy ra cái gì. Ái nhân tộc chúng ta có ghi lại rất chi tiết. Cuộc chiến thần di vốn là chủ thần khởi xướng. Bọn họ sợ Di Thất Đế Quốc chúng ta vô cùng cường đại, không hề bị bọn họ khống chế. Khi đó bọn họ quả thật đã không hề là đối thủ của chúng ta. Nếu không phải cuối cùng mấy lão già kia dùng thực lực cường đại đem cả Di Thất Đại Lục tới một không gian khác, có lẽ Thần Chi Đại Lục đã biến mất. Nói tới đây trong mắt hắn không toát khỏi ý hận mãnh liệt. Niệm Băng trong lòng rất lạ hỏi, nói như vậy tiền bối của ngươi tại Thần Di Đại Chiến trước khi bắt đầu không có mặt ở Thần Chi Đại Lục, tổ tiên các ngươi về sau sao lại đến nơi này mà không đi theo Di Thất Đế Quốc biến mất đi? Tích Lỗ nặng nhọc thở dài một tiếng nói, lúc trước kia một hồi đại chiến cũng không chỉ là tiến hành ở Di Thất Đế Quốc chúng ta. Vì có thể đem Thần Chi Đại Lục tiêu diệt hoàn toàn, Di Thất Đế Quốc phái ra quân đoàn mới cực mạnh tiến vào Thần Đại Lục săn bắt, trong đó mấy 12 vị anh hùng là chính. Bọn họ muốn làm là căn bản hủy diệt Thần Chi Đại Lục, khiến cho thần nhân tiến vào Di Thất Đại Lục mất đi căn cơ. Niệm Băng hiểu ý nói, đây quả thật là một biện pháp cũng được. Ta nghĩ khi đó Di Thất Đại Lục còn không biết là tồn tại chân thần. Tịch Lộ bật đặc dị nói, đúng vậy. Khi đó căn bản không ai biết chân thần tồn tại, cho nên số lượng này, mặc dù chỉ có mấy trăm, các anh hùng Di Thất Đế Quốc tinh nhuệ nhất lặng lẽ tiến trên đất của Thần Chi Đại Lục. Vì không hề mệt nhọc, bọn họ trong lòng tràn ngập dũng khí, đối mặt với địch nhân, triển khai giết chóc vô tình. Sau đó lại, nếu Thần Chi Đại Lục thực sự bị bọn họ công kích uy hiếp, có lẽ 4 vị chân thần kia sẽ không ngồi nhìn à? Tịch Lộ nói, đúng là bởi vì hành động lần nọ, Di Thất Đế Quốc mới chính thức mất đi cơ hội. Trước đó, có ai lại ngờ đến trên phiến đại lục tự nhiên này lại có thể còn tồn tại cái loại nhân vật cường đại như thế. Không ai biết 4 vị chân thần kia từ đâu mà đến. Thần Chi Đại Lục này là chủ thần, bán thần, số lượng lúc đó lưu lại vốn không có nhiều lắm. Tất cả dồn vào công kích tinh nhuệ, nhanh chóng đẩy lực lượng bọn họ còn sót lại vào tử địa. Đang lúc này chân thần xuất hiện, bọn họ hướng về 12 anh hùng Di Thất Đế Quốc mà hạ lệnh, ra lệnh bọn họ lập tức rời khỏi Thần Chi Đại Lục, vĩnh viễn không được phản hồi. Mất nhiều khí lực như vậy mới đi đến kết quả, 12 anh hùng mặc dù cảm nhận được trước mặt là địch nhân cực đại, nhưng bọn hắn vừa có chút chiến thắng, lại làm sao phải lùi bước chứ? Bọn họ lựa chọn chiến đấu. Nhưng khi đó, bọn họ mới biết được cái gì là lực lượng chân chính, cái gì là lực lượng của thần. Nói tới đây, Tịch Lỗ trên mặt toát ra một tia thần sắc kinh hãi. Hắn chỉ biết mấy cái này là theo lịch sử ghi lại, song những gì ghi lại này hiển nhiên để lại cho hắn ấn tượng phi thường sâu sắc. Tử vong, giống như thiêu thân lao vào lửa tử vong, cho dù là 12 anh hùng cường đại nhất liên thủ cũng không có cách nào gây chút thương tổn gì đối với mấy tên chân thần kia. Chỉ là trong vòng 10 hơi thở, 200 chiến sĩ Di Thất Đế Quốc còn lại đã chết hơn phân nửa, mà mấy tên chân thần kia thì lại như chưa bao giờ di động, như trước dùng ánh mắt bình thản nhìn bọn họ. Rõ ràng cảm nhận được nội tâm của Tích Lỗ sợ hãi, Niệm Bằng nhịn không được hỏi, 12 anh hùng Di Thất Đế Quốc cùng với các chủ thần đại lục so sánh thực lực như thế nào? Tích Lỗ nói, chủ thần 1 chọi 1, đối mặt một người trong 12 anh hùng đều có thể dễ dàng chiến thắng, 1 đối 2 đã có thể miễn cưỡng chiến thắng, 1 đối 3 nhiều nhất chỉ có thể chiến tay ngang, mà 1 đối 4 vị chủ thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi chúng ta 12 anh hùng vĩ đại đi vào Thần Chi Đại Lục đều ôm hẳn quyết tâm phải chết, bọn họ căn bản sẽ không lùi bước, vĩnh viễn cũng sẽ không. Địa Băng hít sâu một hơi, thực lực kém đã vậy còn quá tự đại. Theo như ý của Tích Lỗ phán đoán, có lẽ một chân thần có thể dễ dàng hủy diệt mấy lần chủ thần cấp khác. Điều này đã không phải chỉ đơn giản là chênh lệch, không cùng cảnh giới, căn bản không có gì có thể chống lại. Về sao thế nào, các chiến sĩ Di Thất Đế Quốc đều đã chết sao? Tích Lỗ lắc đầu. Trên Thần Chi Đại Lục có 4 đại chân thần, lúc ấy chỉ có 3 ra tay. Lúc 3 chân thần kia sắp sửa hủy diệt hoàn toàn các chiến sĩ Di Thất Đế Quốc chúng ta, một vị chân thần khác vẫn không có ra tay. Mở miệng, hắn ngăn trở hành động của chân thần khác, vừa lại ra mệnh lệnh, chúng ta phải lập tức rời đi. Hơn nữa nói cho chúng ta biết, đây là cơ hội cuối cùng. Kỳ quái chính là 3 chân thần khác tự hồ đối với hắn dường như rất kiêng kỵ, đối với sự can thiệp của hắn cũng không có phản đối. Lúc này 12 anh hùng chỉ còn lại cuối cùng 3 người. Bọn họ không có tiếp tục hy sinh. Bọn họ đều biết trên Thần Chi Đại Lục đột nhiên xuất hiện cường giả, như thế chỉ có đem tin tức mau truyền trở về mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Vì vậy các anh hùng vĩ đại chủ tính chiến lược lui lại, mà một trong 3 vị anh hùng còn lại chính là người chúng ta yêu thích, cố gắng khuyên can, chiến sĩ cực mạnh Tích Ma. Hắn cũng là tổ tiên của ta. Nói tới đây, Tích Lỗ vóc dáng không cao, cố gắng thẳng trong ngực, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu hãnh. Địa Băng suy nghĩ rồi nói, nhân các ngươi, sở dĩ ở tại chỗ này là vì lưu lại giám thị tình huống bên này. Tích Lỗ hướng Địa Băng giơ ngón tay cái liền nói, huynh đệ, ngươi thật thông minh. Anh hùng Tích Ma của nhân tộc chúng ta quyết định dẫn 10 mấy tên tộc nhân còn thừa chúng ta lưu lại, không vì chiến đấu, chỉ giám thị. Địch nhân đã quá mạnh mẽ, chỉ cần nắm được kỹ càng hướng của địch nhân di chuyển, chúng ta mới có thể có thắng lợi. Vì vậy chúng ta ở lại Thần Chi Đại Lục. Điều kế tiếp có thể ngươi cũng biết. Lúc chiến tranh trên Di Thất Đại Lục, không biết chủ thần cùng với các thần nhân dùng phương pháp gì lại còn thuyết phục 3 cha thần kia đối với tổ quốc chúng ta động thủ. Khi đó trời nứt ra, đất sụp đổ, tất cả hết thảy đều thay đổi, trở nên hư ảo. Chúng ta tại đây trên đất của địch nhân, trơ mắt nhìn thấy quốc gia của mình cứ như vậy mà biến mất hoàn toàn. Người có thể tưởng tượng được lúc ấy chúng ta là cái dạng gì, loại tâm tình gì. Sắc mặt hắn kích động hẳn lên, ánh mắt màu vàng đồng đã có chút đỏ lên. Địa Băng thở dài nói, vậy sao lại các ngươi tại đây trên phiến đại lục này sinh tồn tới bây giờ sao? Chẳng lẽ chủ thần cùng với các thần nhân cũng không có phát hiện các ngươi tồn tại? Tích Lỗ lắc đầu nói, nào có đơn giản như vậy. Đám hỗn đản này chắc chắn sẽ không bỏ qua chúng ta. Bọn họ làm sao lại để cái lực lượng ái nhân tộc là lực lượng trung kiên của Di Thất Đế Quốc lưu lại chứ. Sau một màn thiên hôn địa ám, hết thảy một lần nữa khôi phục bình ổn, hoàn cảnh tại Thần Chi Đại Lục này trở nên càng thêm ác liệt. Ngay lúc ấy, các tên ở Thần Chi Đại Lục còn sót lại đã nghĩ tới chúng ta có thể lưu lại. Chúng bắt đầu lùng chúng ta khắp nơi. Thời điểm mới bắt đầu, chúng ta dựa vào khả năng đặc biệt của ải nhân tộc đối với địa hình tránh thoát hết đợt này tới đợt lục soát khác. Không lâu sau khi cơn lốc ma pháp xuất hiện, nguyên lai trên Thần Chi Đại Lục cũng có cơn lốc ma pháp. Nhưng lần đó, cơn lốc ma pháp xuất hiện so với trước kia mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Chúng ta có 74 gã tộc nhân, chừng 20 người ở trong cơn lốc ma pháp biến mất hoàn toàn. Mà sau khi cơn lốc chấm dứt, tộc nhân không chết cũng đều chịu thương tổn không nhẹ. Thật là họa vô đơn chí. Trong lúc này, các người còn sót lại của Thần Chi Đại Lục lại tìm được tung tích của tộc nhân chúng ta và đánh giết tới. Địa Băng trong lòng dùng mình, tiền bối của các người đúng là gặp phải tuyệt cảnh. Nếu đúng như theo lời nói của Tích Lỗ, tại tình huống này, bọn họ cơ hồ không có may mắn thoát nạn. Tích Lỗ lắc đầu, vốn là thế. Nhưng vận mệnh của chúng ta lại bởi vì một người mà thay đổi. Người này duy nhất mà nhân tộc chúng ta tại Thần Chi Đại Lục muốn cảm kích. Hắn đúng là chân thần lúc trước ngăn cản 3 chân thần khác đối với chiến sĩ Di Thất Đế Quốc chúng ta hạ độc thủ. Trong lòng ả nhân chúng ta, cũng chỉ có hắn mới xứng danh hiệu thần. Niệm Băng suy nghĩ một chút trong lòng vừa động. Người nói vị chân thần này có đúng là Sinh Mệnh Chi Thần Tạp Áo không? Tịch Lộ ngơ ngác nhìn thấy Niệm Băng nói. Người làm sao lại biết? Chẳng lẽ ngay cả điều này người cũng có thể đoán được? Niệm Băng mỉm cười nói. Người nói là chân thần giải cứu các ngươi, mà các ngươi ở ngọn núi này lại tiếp cận cùng với Sinh Mệnh Chi Thần Tạp Áo. Khả năng hắn có thể cứu các người tự nhiên là lớn nhất. Nếu đúng là hắn, vậy thì lúc trước chuyện đem Di Thất Đế Quốc nói tới cho một không gian khác, hắn cũng không có tham dự. Tích Lỗ trong mắt toát ra quang mang tôn kính. Đương nhiên, Sinh Mệnh Chi Thần như thế nào lại làm việc xấu xa đó? Địa Băng huynh đệ, có vấn đề ngươi không nghĩ tới. Lúc trước 3 chân thần khác đã có năng lực đem Di Thất Đại Lục di chuyển đi. Đồng dạng bọn họ tự nhiên có năng lực đem Di Thất Đại Lục hủy diệt. Phá hư, có lẽ so với ném đi càng thêm khó khăn đi. Niệm Băng trong lòng chấn động nói. Ý của người nói Tạp Áo mới là một nguyên nhân đại lục bị đưa đến một không gian khác mà không phải là hủy diệt sao? Tích Lỗ gật đầu nói. Thật sự là như thế. Mặc dù trên lịch sử tận tộc ta có ghi lại không rõ ràng, nhưng theo dấu biểu hiện đúng là vì nguyên nhân này Di Thất Đại Lục chúng ta mới có một cơ hội cực kỳ nhỏ bé. Nếu không, 3 chân thần khác căn bản không cần phải hao phí lực càng nhiều đem quốc gia của chúng ta đến địa phương khác. Hủy diệt đơn giản không phải thực dễ dàng sao? Niệm Băng gật đầu đồng ý, nói. Người nói cũng thực có chút đạo lý, bây giờ ta hiểu được một ít. Mặc dù chính hắn cũng không nghĩ được Tạp Áo thiện lương như thế nào, nhưng nghe Tích Lỗ vừa nói như vậy, tự hồ là đúng, bởi vì có tồn tại trên vật thể cố định mới khiến cho Ngưỡng Quang Đại Lục thủy chung vẫn duy trì hình dáng vốn có, mà Di Thất Đại Lục cũng không bị chính thức hủy diệt. Hắn cũng không rõ đây là vì cái gì, nhưng nếu hết thảy đều là như thế, chính mình quả thật nhìn lầm Tạp Áo. Sinh Mệnh Chi Thần này thật đúng với danh xưng à? Tích Lỗ nói. Huynh đệ, chúng ta đi thôi. Nhắc tới chuyện trước kia, ta nhịn không được có chút lê thế. Được rồi, ngươi vì cái gì mà đến Thần Chi Đại Lục? Lại làm thế nào mà thông qua được kết giới để tiến vào Thần Chi Đại Lục? Tích Lỗ đứng lên. Niệm Băng vừa khôi phục hình dáng lom khom, theo hắn hướng một chỗ trong địa huyệt đi vào. Vừa đi hắn vừa trả lời câu hỏi của Tích Lỗ. Ta quả thật là người Ngưỡng Quang Đại Lục. Bản thân là nhân loại, hơn nữa là một ma pháp sư. Biến thành như vậy bởi vì ta sử dụng vượt cấp một ma pháp cường đại, khiến cho sinh mệnh lực bản thân tiêu hao quá độ. Nhờ bằng hữu trợ giúp, lấy cương thi thuật mới miễn cưỡng bảo trì thần trí tỉnh táo. Nhưng ta bây giờ lại như là xác chết biết đi, không thể gọi là người nữa. Ta không muốn lừa ngươi, chỉ là ta không thể nói cho ngươi quá trình tới Thần Chi Đại Lục. Ta tới nơi này là vì chữa bệnh, có thể giúp ta khôi phục lại sinh mệnh lực, sống lại làm người. Đúng là Sinh Mệnh Chi Thần Tạp Áo ngươi vừa mới nói. Nghe Địa Băng nói xong, Tích Lỗ nhất thời dừng bước hưng phấn nói. Theo người nói, như vậy ngươi đã từng gặp Tạp Áo đại sư hả? Hắn có dáng vẻ thế nào? Niệm Băng mỉm cười nói. Ta đã nói rằng hắn là cái dạng gì đâu, nhưng năng lực của hắn ta nghĩ là một trong những người cực đại nhất. Hắn nói với ta, nếu muốn khôi phục lại sinh mệnh lực phải tìm được mấy quả cây, cho nên ta mới có thể đi ngang qua lãnh địa các ngươi. Được rồi, ngươi còn không nói, lúc ấy Tạp Áo làm thế nào cứu các ngươi? Tịch Lộ nói, tình huống lúc ấy phi thường hỗn loạn, khi tộc nhân chúng ta đang chuẩn bị liều mạng, Tạp Áo đại sư xuất hiện. Hắn ra lệnh, bất luận kẻ nào không được đối với chúng ta ra tay, đồng thời đã lệnh cho tổ tiên chúng ta không được rời khỏi ngọn núi này nửa bước. Sự tình giải quyết chỉ như vậy, rất đơn giản thôi. Câu đầu tiên làm tất cả chủ thần nghe theo. Quả thật đơn giản hả? Niệm Băng hít sâu một hơi. Hắn hiểu được sâu sắc, thực lực cường đại mới là chân chính có quyền nói chuyện, nếu không các chủ thần này vì cái gì mà phải nghe lời Tạp Áo chứ? Tích Lỗ nói, nếu băng huynh đệ, ngươi muốn đi đâu mà tìm cỏ cây hả? Là Tạp Áo đại thần chỉ cho ngươi, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi. Nếu băng trong lòng vui vẻ nói, tốt lắm rồi, ta đối với thần đại lục cũng không quen thuộc, nếu có sự trợ giúp của ngươi, ta nghĩ hết thảy nhất định phải đơn giản hơn. Tạp Áo nói, chỉ cho ta theo phương hướng hắn chỉ bay qua ba ngọn núi lớn, sau đó tại mặt sau ngọn núi cuối cùng tìm được một cái thác nước. Mặt sau thác nước chính là thứ người muốn tìm đó. Tích Lỗ trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ, không thể nào, thác nước phía sau ba ngọn núi kia không phải là thác nước tử thần sao? Nếu băng thoáng giật mình, thác nước tử thần, ý của ngươi là trong thác nước kia một người sinh sống tự xưng là tử thần sao? Nghĩ vậy Địa Băng trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ. Tạp Áo thật sự là chơi kham mình, để cho chính mình đi đối mặt với một cao thủ cấp bậc chủ thần, đừng nói là bây giờ, cho dù chính là thời kỳ toàn thịnh cũng tuyệt đối không có khả năng thành công. Tích Lỗ lắc đầu nói, không, ở đó cũng không có người sinh hoạt, sở dĩ gọi là thác nước tử thần, ý là thần đến nơi đây cũng sẽ chết đi. Địa Băng kinh ngạc nhìn hắn, không thể nào giải thích như vậy chứ, nơi đây có cái gì đặc thù sao? Tích Lỗ nói, địa phương kia ta đã từng đi qua một lần, quả thực là phi thường đặc thù. Cái thác nước có sắc nước màu đen, đừng nói tiến vào sau thác nước, chỉ cần vừa mới đến hồ nhỏ phía dưới thác nước kia, xung quanh trong vòng trăm trượng, thân thể đã bị tử vong khí thức ăn mòn mãnh liệt. Nghe nói trước kia có một thần nhân thần bí đụng phải một giọt nước trong thác nước, thân thể của hắn lập tức bị tử vong khí tức bên trong thác nước khổng lồ hoàn toàn bao phủ bên trong. Không bao lâu sau đã biến thành chất lỏng màu đen giống như ở hồ nước. Người nói có lời hại hay không? Tử vong khí tức. Niệm Băng nhíu mày, hắn đương nhiên không sợ khung cảnh Tích Lỗ mô tả, mà trong lòng có một phán đoán khác. Nếu theo như lời Tích Lỗ, thác nước tử thần kia quả thực có thể xông vào, chính bản thân mình là cương thi, khí tức tử vong đối với những người khác mà nói có nguy hại rất lớn, đối với chính mình không chừng lại sẽ là thuốc bổ. Đúng lúc này bọn họ chạy tới cuối dũng đạp, phía trước trở nên sáng sủa. Niệm Băng rút cuộc không cần lom khom đi nữa, mặc dù thạch thất bên trong núi này vẫn không đủ để hắn thẳng lưng, nhưng chỉ cần cúi đầu đã là miễn cưỡng có thể đứng thẳng rồi. Mụ mụ, còn đã trở lại. Tích Lỗ tiến vào thạch thất không thể chờ được hô to. Địa Băng đi theo Tích Lỗ đi vào trong thạch thất. Bên trong thạch thất bố trí rất đơn giản, hai giường đá không lớn, một thạch bàn, trên mặt đất còn có một chút công cụ đơn giản. Ở trên giường đá ngồi một lão phụ, nhìn qua so với Tích Lỗ còn thấp hơn một ít. Vừa thấy Tích Lỗ vào cửa, trong mắt liền toát ra ánh mắt nhu hòa. Trên mặt lão phụ đã tràn đầy nếp nhăn, thời gian tăng thương để lại dấu vết thật sâu trên người, tóc đã biến thành màu trắng bạc, nhưng lão phụ có một đôi mắt trong suốt, khi nhìn thấy đứa con của chính mình trong mắt không khỏi toát ra ý cười ôn hòa, nhưng khi ánh mắt dừng ở trên người Niệm Băng liền đọng lại. Tích Lỗ, ngươi làm sao đem một thần nhân trở lại? Lão phụ có vẻ có chút giật mình, nhưng mà cũng không có gì sợ hãi, thân thể mạnh mẽ từ trên giường nhảy xuống, sờ tay dưới giường một cái, nhất thời lôi ra một cây búa ngắn. Hình dáng búa ngắn thật đặc biệt, không dùng kim loại để chế tạo, toàn thân phủ màu đen, trên cán búa điêu khắc đường vân tinh tế mà phức tạp. Niệm Băng có thể cảm giác rõ ràng được năng lượng trên búa ngắn ba động mãnh liệt. Ở lưỡi búa cũng không có hàn quang lóe ra mà là âm u. Niệm Băng cảm nhận một cỗ áp lực mãnh liệt trên thân búa, thật sự là một cây binh khí tốt, chỉ sợ so với cấp bậc thần khí cũng không kém bao nhiêu. Tích Lỗ bị mẫu thân làm cho hoảng sợ, bước lên phía trước giữ chặt tay mẫu thần nói: Mẹ, đừng hiểu nhầm, Niệm Băng huynh đệ không phải là thần nhân đâu, hắn là mới từ Ngưỡng Quang Đại Lục tới, đến thần đại lục chữa bệnh. Vừa nói hắn vừa đem sự tình mình cùng với Niệm Băng như thế nào nhận biết để giải thích một lần. Niệm Băng nghe giải thích xong hắn mới biết được, chính mình cùng với Tích Lỗ đụng nhau cũng không phải là ngẫu nhiên. Tại thời điểm tự mình giết chết Lục Tích Nọ khiến cho Tích Lỗ phụ trách tuần tra Thánh Sơn chú ý, vừa lúc gặp phải cơn lốc ma pháp, Tích Lỗ từ trong địa huyệt đi ra mới có thể gặp được mình. Nghe Tích Lỗ nói xong, mẫu thân hắn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, nhưng khi nhìn thấy Tích Lỗ từ trong lòng lấy ra bánh ngọt, nhất thời kích động lại nổi lên, chỉ có điều lần này là kích động vừa hưng phấn. Bánh, thật là bánh hả? Không nghĩ tới lúc ta còn sống, còn có thể nhìn thấy bánh ngọt trong truyền thuyết này. Hưng phấn của nàng so với Tích Lỗ còn mạnh hơn, thân thể không ngừng run rẩy, trong ánh mắt chỉ có mấy bánh ngọt kia. Niệm Băng trong lòng âm thầm cảm thán, bánh ngọt. Tại trên Ngưỡng Quang Đại Lục, bánh ngọt không đáng kể chút nào, tới thần đại lục thì lại biến thành cái thứ chân quý như thế. Thần đại lục, quả nhiên là chỗ địa ngục ha. A Di, ngài có khỏe không? Bánh này là lễ vật ta tặng cho các người, ta rất vui khi có thể quan tâm đến các người. Mẫu thân của Tích Lỗ ngẩng đầu lên nói, kêu ta là Lạp Đạt A Di đi, cảm ơn người đã cho chúng ta cảm nhận được cảm giác cố hương. Nhân chúng ta ở chỗ này sở dĩ có thể vẫn sống sót, đúng là bởi vì chúng ta kiên tính. Một ngày nào đó, quốc gia của chúng ta còn có thể trở về. Chúng ta một đời lại một đời sinh tồn. Đúng là tại đây duy trì tín niệm. Nếu không, sợ tộc nhân của chúng ta đã sớm biến mất. Ta có dự cảm, mấy cái bánh ngọt này biểu thị thời tươi sáng của chúng ta sắp đến rồi. Tổ quốc của chúng ta nói không chừng cũng trở về rồi. Nhìn thấy bộ dáng của Lạp Đạt, lòng của Nệ Băng có chút mơ hồ. Lúc trước chính mình từng nỗ lực tính mạng để bảo vệ mặc áo Đạt Tư phong ấn chi bình này. Nhưng ngay lúc đó nhìn thấy Lạp Đạt, hắn lại không biết mình làm đúng hay không. Tốt xấu cũng khó mà phân định. Có tốt cho Lạp Đạt và mấy cái tên hải nhân này, có tốt với người của Di Thất Đại Lục hay không? Tịch Lộ nói, Mẹ mau nếm thử bánh ngọt này xem mùi vị như thế nào. Mỗi ngày đều ăn Lục Tích, ta đã không chịu được nữa rồi. Lạp Đạt sắc mặt trầm xuống nói, hỗn đản, ta giáo dục người như thế nào, quên rồi sao? Ta đã dạy qua người, có thứ tốt, phải trước hết nghĩ đến người khác. Nếu tộc nhân của chúng ta chỉ nghĩ đến mình, có lẽ đã sớm hủy diệt tại trong ngọn núi này. Chỉ có đoàn kết trợ giúp cho nhau, chúng ta mới có thể duy trì tới ngày quốc gia chúng ta trở về. Tích Lộ biến sắc trận lại nói, mụ, con biết sai rồi. Nhìn mẫu tử này đối thoại, Niệm Băng trong lòng một trận cảm động. Chậm lại nói, gì, ngài không cần phải như vậy. Bên trong không gian chi giới, ta còn có một chút thực vật từ Ngưỡng Quang Đại Lục mang đến. Các người muốn thì ta sẽ đưa cho các ngươi. Tích Lỗ trong mắt toát ra một tia sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh biến mất. Đều tặng cho chúng ta được sao? Tự người cũng sẽ phải ăn cái gì? Ngươi phải biết rằng, tại trên Thần Chi Đại Lục, thực vật đúng là trân quý nhất. Thật xin lỗi, ta đã quên người không cần thực vật. Nói tới đây, trên mặt không khỏi toát ra một tia hổ thẹn. Niệm Băng cười khổ nói, kỳ thật, có thời điểm cả ta chính mình cũng quên. Này, không trách ngươi. Đáng tiếc, bây giờ ta không thể sử dụng ma pháp, nơi này lại có không gian bịt kín. Nếu không, ta có thể làm cho các ngươi một ít mỹ thực ở trên Ngưỡng Quang Đại Lục mời các ngươi nhấm nháp. Tịch Lộ trong mắt sáng ngời nói, ai nói không thể nhóm lửa, nơi này mặc dù là bịt kín, nhưng mà nhân chúng ta là am hiểu nhất đúng là kiến thiết. Chúng ta tại nơi này, đừng nói là nhóm lửa. Hết thảy những thứ bên ngoài có thể làm thì chúng ta nơi này cũng có thể mà. Niệm Băng huynh đệ, người có mệt hay không? Nếu không mệt ta bây giờ đã muốn thấy một chút người làm gì đó. Niệm Băng mỉm cười nói, ta không mệt, vậy bây giờ đi, ta nghĩ ta làm gì đó để các ngươi vừa lòng. Không biết trong ghi chép của tổ tiên các ngươi lưu lại có hay không từng nhắc tới cái chức nghiệp trù sư này. Tích Lỗ nhìn Niệm Băng mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghe qua hai từ này. Lạp Đạt thì có chút do dự nói, ta dường như nghe mẫu thân ta nói qua. Trù sư là một chức nghiệp rất thần thánh, chuyên môn phụ trách chế tạo thực vật. Niệm Băng mỉm cười nói, cũng được, quá trình trù sư chế tạo thực vật tên là nấu nướng, mà ta chính là một trù sư chính thức. Gì, ta bây giờ làm cho các người một ít thực vật đơn giản nhấm nháp một chút, không biết các người còn có bao nhiêu tộc nhân, chỉ bằng xin mời bọn họ đến, càng náo nhiệt thì càng vui. Lạp Đạt mỉm cười nói, tiểu tử, người có một trái tim thiện lương, ta thay thế các đồng bạn ải nhân tộc cảm ơn người. Tích Lỗ, người đi gọi tất cả mọi người đến đây. Thần tình Tích Lỗ tràn đầy hưng phấn, vội vàng đáp ứng một tiếng chạy như bay nhanh ra ngoài. Nhìn nhi tử rời đi thì Lạp Đạt trong mắt lại toát ra hiền lành lúc trước. Niệm Băng, mau ngồi xuống đi. Vóc dáng của ngươi cao, tại chỗ chúng ta mà đứng thì nhất định rất khó chịu. Niệm Băng than nhẹ một tiếng nói, ta bây giờ hy vọng có thể cảm giác được khó chịu. Đáng tiếc biến thành cương thi, từ nay về sau ta đã mất cảm giác. Gì, ta trên người có độc, không biết ngài tại nơi này có cái bao tay không? Ta muốn sử dụng khi chế tác đồ ăn cho các ngươi. Lạp Đạt lắc đầu nói, không cần. Tại đây trên phiến thần đại lục có thể nói là không có một chỗ không độc, trải qua không ngừng tiến hóa, chúng ta từ lâu cũng không phải những ải nhân tộc trước kia. Đừng nói là chúng ta, đúng là trên phiến đại lục này, một thần nhân hoặc là sinh vật gì đó cũng đều không sợ hãi độc tố, thi độc không đáng kể chút nào. Niệm Băng gật gù, nguyên lai là như thế, vậy thì ta cũng an tâm. Lạp Đạt nói, Niệm Băng, sau khi ngươi chuẩn bị rời khỏi nơi này, đi tìm thác nước tử thần sao? Tích Lỗ đã nói qua cho ngươi, ở đó là một địa phương phi thường nguy hiểm mà. Niệm Băng gật đầu, cho dù nguy hiểm nữa, ta phải muốn đi xông vào một lần. Đây là cơ hội duy nhất, huống hồ thân mình ta là thân thể cương thi, tử vong khí tức đối với ta vị tất có tác dụng. Lạp Đạt nói, có lẽ vậy. Niệm Băng, ta thỉnh cầu ngươi giúp ta một việc, có thể không? Niệm Băng ngẩn người nói, hỗ trợ. Gì, ngài nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ hết sức giúp ngài thành toàn. Hắn có thể cảm nhận được Lạp Đạt cùng với Tích Lỗ trong đó tình cảm mẫu tử thật là sâu. Hắn nguyện ý trợ giúp Lạp Đạt cũng không có mục đích gì. Lạp Đạt mỉm cười nói, ngươi quả là nhân loại thiện lương, mà dù ngươi chẳng biết vì cái gì đến nơi đây, Nhưng ta nghĩ người có thể đến, không nhất định có năng lực trở về. Nếu ngươi có thể khôi phục sinh mệnh lực, hơn nữa muốn trở lại Ngưỡng Quang Đại Lục, ta thỉnh cầu ngươi mang Tích Lỗ đi có được không? Niệm Băng giật mình nhìn Lạp Đạt. Mặc dù hắn cũng đoán rằng thỉnh cầu Lạp Đạt có lẽ không dễ dàng làm được, nhưng đã không nghĩ tới nó khó khăn đến như thế. Trong mắt không khỏi toát ra một tia do dự. À gì? Ngài chỉ có một đứa nhỏ Tích Lỗ, hắn đi rồi, ngài... Lạp Đạt lắc đầu nói. Không cần phải xen vào chuyện của ta, ta không có việc gì. Tính mệnh ái nhân của chúng ta thực dài dằng dặc, mặc dù so ra kém bán thần, nhưng lại trên nhân loại, có thể sống đến 1.200 tuổi, ta năm nay đã chừng 1.300 tuổi, ta đã là người đáng chết. Mà Tích Lỗ năm nay chỉ có 300 tuổi, tựa như hơn 20 trong nhân loại các người thôi, cho nên ta không muốn hắn phải lưu tại đây, cái địa phương không hề có hy vọng này. Niệm Bằng khẽ nhíu mày, à gì? Lúc trước ngài không phải còn nói tại chỗ này mọi người là vì tín niệm mà sống sao? Lạp Đạt cười tự giễu nói, vì tín niệm, đúng vậy, vì tín niệm. Nếu không có tín niệm, sợ là chúng ta ở tại chỗ này đã sớm diệt vong. Ta sở dĩ phải nói như vậy cho Tích Lỗ, nói cho hắn ải nhân tộc chúng ta từng huy hoàng, chính là muốn để cho hắn trở thành một ải nhân anh hùng, đỉnh thiên lập địa. Nhưng ải nhân vĩnh viễn ở trong huyệt động sẽ trở thành anh hùng sao? Người đến, đối với chúng ta mà nói, là một kỳ ngộ. Ta không muốn đứa nhỏ mình ở tại chỗ này nữa, giống cuộc sống của ta hơn 1.000 năm tịch mịch. Ta hy vọng hắn có thể đi ra ngoài, đi gặp thế giới bên ngoài. Có lẽ người nghĩ thỉnh cầu của ta thực đường đột, nhưng người biết không, ải nhân chúng ta bây giờ còn lại, còn sống, kể cả ta cùng với Tích Lỗ ở bên trong, cũng chỉ có 7. Mà giữa 7 chúng ta, chỉ có Tích Lỗ là tráng niên ải nhân, nữa chỉ còn có một mình ta. Nói cách khác, chúng ta không có khả năng sinh sản nữa. Cứ tiếp tục suy vi, kết quả cuối cùng chỉ có thể là diệt tuyệt. Tích Lỗ chỉ có rời khỏi nơi này mới có thể có một tia cơ hội. Niệm Băng rốt cuộc hiểu được ý tứ của Lạp Đạt, gật gật nhẹ nhàng đầu, nói, à gì, ta hiểu được nên làm như thế nào. Nếu ta có thể sống sót, có còn cơ hội sống rời đi, vậy ta nhất định sẽ mang Tích Lỗ đi. Chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ bảo vệ hắn. Lạp Đạt mỉm cười nói, bảo vệ thì không cần, là dòng dõi ải nhân anh hùng Tích Ma, Tích Lỗ hoàn toàn có năng lực bảo vệ chính mình. Cảm ơn Niệm Băng, mặc dù chỉ là một lời hứa, nhưng ta tin tưởng rằng người có thể làm được. Người có yêu cầu gì có thể đưa ra, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn người. Ôi, có lẽ người còn không biết, ải nhân chúng ta trời sinh đúng là giỏi nhất chú tạo công tượng. Sinh sống ở trong ngọn núi này trên 1.000 năm, thời điểm chúng ta nhàm chán chỉ có thể nghiên cứu chú tạo. Ta nghĩ cho dù tổ quốc chúng ta trở lại thế giới này, chỉ sợ không ai có thể so với mấy cái lão già còn lại này về am hiểu chú tạo, có thể làm ra đồ tốt. Đối mặt với sự hấp dẫn, Niệm Bằng chỉ mỉm cười lắc đầu nói, à gì, ta giúp ngài không có yêu cầu gì, đã không cần yêu cầu gì. Nếu ngài có cơ hội thì trang bị tốt cấp cho Tích Lỗ đi. Ta nghĩ đối với hắn mà nói, thứ này mới có ích lợi lớn hơn. Lạp Đạt sửng sốt một chút nói, Niệm Bằng, có lẽ người không rõ đồ vật ải nhân chúng ta chú tạo chân quý cỡ nào. Lấy kỹ nghệ của chúng ta bây giờ mà toàn tâm chú tạo ra cái gì, cái đó tuyệt đối có thể tính là trên thần khí. Chẳng lẽ người không hy vọng có thể có được sao? Đây là vì ngươi nên có được. Niệm Băng lắc đầu nói, ta là bằng hữu của Tích Lỗ, ngài là trưởng bối của bằng hữu, đã là bằng hữu, trợ giúp lẫn nhau là đúng. Nếu ta nhận ngài cái gì đó, vậy biến thành quan hệ thuê mướn sao? Trong đó tình hữu nghị của chúng ta sẽ không hề thuần khiết. Ta cũng không có cần vật gì, vì ta nghĩ vật gì đối với tu luyện mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, ngược lại dẫn đến phản hiệu quả. Chỉ có tu luyện không ngừng tăng mạnh tự thân mới có thể trở nên càng mạnh, không phải sao? Hảo, có thể hiểu được đạo lý này, người đã có thể trở nên càng mạnh. Quả thật tiểu tử nhân loại thật là tốt, có trách Tích Lỗ đối với người tôn sủng như thế. Bất quá nếu có thể khống chế tâm thần chính mình, dưới tình huống đang không ngừng tu luyện có vũ khí tốt trợ giúp nữa, đối với thực lực tăng lên càng mới mau có lợi. Mau, Lạp Đạt đại tỷ, để cho ta xem bánh ngọt trong truyền thuyết kia đến tột cùng là cái bộ dáng gì nữa. Vừa nói một hàng 6 người theo bên ngoài đi đến. Theo bề ngoài, Địa Băng chỉ nhìn một cách đơn thuần, tuổi 6 người này khác nhau. Theo như Lạp Đạt nói, 6 người này đều là nam, ngoài trừ Tích Lỗ ra, còn 2 trong 5 người có 3 người tóc giống như Lạp Đạt, tất cả đều là màu trắng. 2 người đi xuống cũng đều một đầu tóc hoa râm. Mấy lão ải nhân này đều cũng có vẻ mặt nhăn nhúm, râu ria uốn khúc, trên người bọn họ mặc áo quần đều dùng lân giáp động vật mà làm thành, hình thức phi thường tinh xảo. Lạp Đạt mỉm cười, cầm bánh ngọt trong tay lần lượt đi tới. Một vị ải nhân tộc lão già đi đằng trước nhận được, gặp lại bánh ngọt trong truyền thuyết, năm lão ải nhân già nua giống như là Lạp Đạt nhưng mà hưng phấn cực kỳ, vừa nhìn thì vừa nghe, xong vừa nghị luận không ngừng. Tích Lỗ cười hắc hắc, thấp giọng hướng Đệ Băng nói: "Huynh đệ, mấy người này là trưởng bối trong tộc ta, người vừa rồi nói chuyện là ma pháp sư trong tộc, bối phận ngang hàng với mẫu thân ta, Tích Dùng đại thúc. Truyền thừa trải qua nhiều đời như vậy, tộc nhân chúng ta chỗ này đều là thân thích. Ải nhân chúng ta bây giờ cũng chỉ còn có 7 người. Vừa rồi ngươi cùng mẹ ta nói chuyện tựa hồ rất là sôi nổi á." Địa Băng nhìn thoáng qua Lạp Đạt mỉm cười nói: "Không có gì, Lạp Đạt. À gì nói cho ta biết, ải nhân các ngươi ở phương diện luyện kim kỹ năng có cấp bậc cao siêu." Nghe xong Tích Lỗ nói, hắn dần dần hiểu được, thân thích cưới nhau vốn không phải là chuyện tốt. Mặc dù các ngọn núi này làm căn cứ, nhưng mấy ải nhân này vẫn cùng trực hệ cưới nhau để sinh sản đời sau. Chung quy gặp phải vấn đề, cho nên nhân số mới có thể càng ngày càng ít. Vừa nghe lời này thì Tích Lỗ nhất thời lại ưỡn ngực nói: "Đó là đương nhiên, ải nhân ma pháp sư chúng ta cực giỏi phương diện luyện kim, chú tạo và chế tạo. Người tặng cho chúng ta bánh ngọt trong truyền thuyết này, ta tặng ngươi một kiện quần áo, thế nào hả? Tại đây trên phiến thần đại lục, ma thú cường đại quả thật là không ít đâu. Chúng nó vòng ngự lực thì tự thân cường đại, chủ yếu là cho lân giáp đắc lực trên người. Mấy cái lân giáp này nếu chúng ta tìm được, trải qua cải tạo luyện chế đặc thù, có thể biến thành khối phòng ngự cực tốt đấy. Ta bây giờ có không ít tài liệu, quay lại ta làm cho ngươi một món đồ nào." Địa Bằng mỉm cười nói: "Điều này thì không gấp, các người cũng đến đủ rồi, để ta trước hết nấu cơm cho các người đi." Vừa nghe đến Địa Bằng muốn nấu cơm cho bọn hắn, các cả nhân nhất thời hưng phấn đứng lên. Mấy lão niên đang cầm bánh ngọt đi đến bên cạnh Địa Bằng, cũng đợi xem hắn làm như thế nào ra thực vật mỹ vị. Địa Bằng hướng Tích Lỗ nói: "Người bao giờ nói có thể nhóm lửa, nhiệm vụ nhóm lửa kia ra cho người." Vừa nói hắn vừa từ không gian chi giới chính mình lấy ra một nồi to, ngay sau đó lấy ra vài loại chủ cụ, kế đó rút ra một đống bình gia vị các loại để ở một góc ở trên thạch bàn. Nhìn thấy Địa Bằng xuất ra nhiều thứ mới lạ như vậy, làm cho các ải nhân trên thần đại lục nhất thời hiếu kỳ. Tuy rất ý tư đứng xem, nhưng quang mang hy vọng trong mắt bọn hắn làm cho Địa Bằng trong lòng có cảm giác rất mạnh. Tình huống không có ma pháp như vậy, hắn đương nhiên không thể chế ra thức ăn tốt nhất, nhưng đồng thời hắn cũng không muốn làm ra đồ tốt nhất. Mấy ải nhân này ăn thịt ma thú quen rồi, nếu làm cho bọn họ ăn thực vật ngon, chỉ sợ sau này bọn họ không có chịu không được. Nghĩ tới đây, Địa Băng lấy ra 2 cây cải trắng đặt ở trên thạch bàn. Vừa thấy đến cải trắng xuất hiện, ải nhân lại một trận kinh hô, đều hô to: "Này, chẳng lẽ đúng là rau cỏ trong truyền thuyết?" Địa Băng mỉm cười lấy bánh ngọt, hắn bắt đầu quá trình nướng. Hắn làm rất đơn giản, đem cải trắng cắt thành từng khúc chỉnh tề, từ lửa của Tích Lỗ nhóm, lấy cải trắng và bánh ngọt kẹp lại, làm thành một loại bánh chiên cho ải nhân. Phương pháp Tích Lỗ nhóm lửa rất kỳ quái. Hắn lấy ra một loại tinh thể màu vàng thả trên mặt đất, ngón tay miết một cái, nhất thời ngọn lửa bùng lên. Độ nóng của lửa rất cao, đầu bếp bình thường gặp phải ngọn lửa nhiệt độ cao như vậy có lẽ không thích ứng được, nhưng đối với Niệm Băng mà nói, điều này lại không coi là cái gì. Hắn bắt đầu quá trình tự mình nấu nướng. Tự do chi phòng đích khi ngầm dẫn một đạo quang mang màu xanh xuất hiện trong tay của Nệ Băng, nhất thời chiếu sáng cả thạch thất. Lạp Đạt trong mắt sáng ngời, hắn không có xem đao, ánh mắt dừng ở trên khối phong ngâm thạch kia. Ánh mắt nhìn Nệ Băng, lại nhìn xem bảo thạch, tựa hồ lại định làm cái gì khác. Mấy vị ải nhân nhìn thấy ngạo thiên đao, bọn họ đồng dạng rất kinh ngạc, nhưng trong kinh ngạc, ánh mắt của họ lại bao hàm vài phần vẻ hèn mọn cùng với tiếc hận. Dầu mỡ là đồ dùng nấu nướng trọng yếu nhất, Địa Băng luôn luôn mang ở trên người. Lúc đầu tại trong nồi phát ra mùi thơm, tất cả ái nhân đều trầm mặc, hít mũi thật mạnh, tựa hồ chỉ sợ cái loại hương vị này đột nhiên sẽ biến mất. Động tác của Địa Băng rất nhanh, 3 miếng bánh chiên lớn qua một đoạn công phu ngắn ngủi cũng đã xuất hiện tại phía trên thạch bàn. Làm một địa bộ mời mọc, đến đây đi, các vị ái nhân tiền bối, xin mời nhấm nháp một chút tay nghề của ta. Mặc dù chỉ là bánh chiên, mặc dù Địa Băng mất đi cảm giác của nhân loại, thậm chí không thể ngửi được hương vị, nhưng vốn là một đỉnh cấp chủ sư, thứ hắn vừa làm, há có thể bình thường sao? Nhìn lượt bánh vàng óng kia, nhìn thấy cải trắng xanh biếc kia, ải nhân nuốt từng ngụm nước bọt, nhưng không ai trong bọn họ động thủ trước. Lạp Đạt động thủ trước hết, mỉm cười nói: "Đến đây đi, đừng làm cho ý tốt của Địa Băng thất bại." Nói xong hắn đầu tiên là ra tay, đã không để ý đến độ nóng của bánh chiên, chộp một cái bỏ vào miệng. Hắn vừa động, ải nhân nhất thời khác đều động lòng. Niệm Bằng chỉ cảm thấy hoa mắt, người thứ nhất bắt đầu nhai. Quá trình ải nhân nhai rất lâu, hoàn toàn đắm chìm trong hưởng thụ mỹ thực. Dần dần trên mặt của bọn họ đã giàn rộn nước mắt, Khi bọn hắn ăn xong bánh chiên, toàn bộ quỳ xuống nằm sấp bái lại, không biết nói cái gì đó. Thật lâu sau thì Lạp Đạt mới dẫn các ải nhân một lần nữa đứng lên, lau khô nước mắt trên mặt, nhìn Địa Băng thật lâu rồi mới nói: "Cảm ơn ngươi, Địa Băng, trợ giúp của ngươi đối với ải nhân tộc chúng ta sẽ vĩnh viễn không quên." Địa Băng chặn lại nói: "A Di, ngài đừng có khách khí như vậy, một chút này chỉ là đơn giản một bữa cơm." Lạp Đạt sắc mặt trầm xuống nói: "Có lẽ đối với ngươi mà nói, cái này quả thật là không có cái gì, nhưng là đối với ải nhân tộc chúng ta mà nói, mấy cái bánh chiên này ý nghĩa cũng hoàn toàn không giống. Người biết không, mặc dù chúng ta là ải nhân, nhưng chúng ta lại sinh sống lâu đời ở chỗ này, nhận thức đối với ngoại giới cũng chỉ có chung quanh chỗ Thánh Sơn này, phương viên mấy trăm dặm mà thôi. Chúng ta từ trong truyền thuyết đều biết mình từng có cố hương, nhưng chúng ta lại không có ai từng thấy qua cố hương như thế nào. Chúng ta từng hoài nghi, từng trăn trở, nhờ tín niệm chống cự bất khuất chúng ta mới sống tới bây giờ. Mấy cái thực vật này đã không còn là thực vật đơn giản, nó cho chúng ta biết tất cả đều thật sự tồn tại. Ngưỡng Quang Đại Lục tồn tại, Di Thất Đại Lục chúng ta tương tự cũng tồn tại. Nó làm cho chúng ta càng tự tin sống sót, càng tự tin hơn đợi thời khắc trở về Tổ quốc." Địa Băng không ngừng gật đầu: "A Di, ý tứ của ngài ta hiểu được, thực xin lỗi vừa rồi là ta làm không tốt." Lạp Đạt lắc đầu nói: "Không, điều này không có gì. Đến đây đi, tộc nhân của ta, hãy để cho chúng ta một bữa ngon được nấu nướng như quê nhà của chúng ta, khiến cho chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ hương vị này." Bốn đĩa bánh chiên nhanh chóng biến mất dưới động tác rất nhanh của bảy ải nhân. Bọn họ thậm chí còn không cứ lưu lại một dấu vết, cả mỡ dính trên chén đĩa cũng liếm thực sạch. Gặp lại cảnh này, trong lòng của Địa Băng không có chút cảm giác trào phúng, ngược lại hắn đối với mấy ải nhân này càng thêm tôn trọng. Đúng vậy, giống như lời chính bọn họ, có thể kiên trì chống đỡ là tín niệm bất khuất nhất của bọn họ. Các ải nhân lục tục rời đi, trong thạch thất chỉ còn lại có mẫu tử Lạp Đạt và vị ải nhân kia, Tích Dùng lão giả. Tích Dùng nói: "Thời tiết bên ngoài rất xấu, cơn lốc ma pháp có lẽ còn vài ngày nữa mới có thể chấm dứt. Lúc này lôi nguyên tố bộc phát phi thường nghiêm trọng, thậm chí bên ngoài Thánh Sơn của chúng ta cũng bị ảnh hưởng không ít. Địa Băng, xem ra người còn phải ở lại nơi này một ít thời gian, chỉ chờ sau khi cơn lốc ma pháp chấm dứt mới có thể rời đi khỏi nơi này. Tuy nhiên, người thật sự muốn đến Thác Nước Tử Thần sao?" Địa Băng gật đầu nói: "Cho dù là hy vọng xa vời đi nữa, không có thử qua làm sao mà biết không được. Thác Nước Tử Thần ta nhất định phải đi, sinh tồn là trên hết." Lạp Đạt mỉm cười nói: "Nói rất đúng, Địa Băng, ta tin tưởng rằng người sẽ thành công." "Được rồi, tại thời điểm vừa rồi ngươi làm bánh, ta thấy được chuôi đao của ngươi, có thể đem nó lấy ra một lần nữa để cho ta xem một chút được sao?" Địa Băng trong lòng vừa động, nhanh chóng từ bên trong không gian chi giới lại một lần nữa gọi ra tự do chi phong đích khi ngâm ngạo thiên đao. Quang mang màu xanh chiếu sáng cả thạch thất, nhưng trong mắt của ba gã hải nhân trong phòng đều không có chút tham tâm, mà cơ hồ bọn họ đều nhíu mày, nhất là Tích Lỗ. Hắn liếc nhìn ngạo thiên đao, lại nhìn Địa Băng, thở dài một tiếng nói: "Thật sự là phí của trời hả? Địa Băng, đao này ngươi làm sao mà luyện được? Lãng phí, thật sự là lãng phí." Địa Băng giật mình một chút thì mới nói: "Lãng phí? Chuôi đao này là người khác đưa cho ta, cũng không phải là ta luyện chế. Như thế nào, nguyên liệu không tốt sao? Nhưng ta nghe nói chuôi đao này chỉ dùng đá ra trời tốt nhất luyện chế mà thành, mà bảo thạch trên đao cũng là phong ngâm thạch tốt nhất trong phong hệ mà." Lạp Đạt lắc đầu nói: "Ngươi không hiểu được ý của hắn. Hắn không phải nói chuôi đao này của ngươi không tốt, mà là nói luyện chế không tốt. Đao này chất liệu không thể nghi ngờ, đều là trên cả tuyệt vời, nhưng phương pháp luyện chế có vấn đề. Căn bản là không có hoàn toàn phát xuất linh tính của đao, thậm chí không thể khiến cho khối phong ngậm thạch này hoàn toàn phát huy tác dụng vốn có. Cho nên hắn ở trong tay người chỉ là một thanh đao mà thôi. Theo ta phỏng chừng, hắn nhiều nhất chỉ phát huy một nửa pháp lực mà thôi." Địa Băng nhíu mày nói: "Nói như vậy, chuôi đao này nếu một lần nữa luyện chế có thể trở nên rất tốt, nhưng đã là thần khí rồi, lại còn có thể đột phá nữa sao?" Tích Dung mỉm cười nói: "Địa Băng à, xem ra người đối với luyện chế phương diện thật đúng là một chút đều không hiểu à. Đây không chỉ là vấn đề luyện chế, hơn nữa thần khí cũng không phải là khí cụ tốt nhất. Tại phương diện luyện chế giống như là tu luyện, vĩnh viễn đã không có cuối. Nếu có thể đem mấy cái vật liệu này hoàn toàn phát huy ra, ít nhất có thể trở thành một thanh siêu thần khí. Đáng tiếc, bây giờ đã rất khó rồi." Siêu thần khí, ba chữ này nhất thời khiến cho Địa Băng một trận tâm động. Tại trong một thời gian rất dài, thực lực hắn đại bộ phận là tới từ ma pháp đao. Nếu uy lực ma pháp đao có thể tăng cường, vậy xét chính là thực lực của mình tất nhiên có thể là tăng thêm rất nhiều, thậm chí ngay cả khôi lỗ này của mình cũng có thể đạt tới một cảnh giới mới. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nói: "Tích Dung tuyển bối, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Cải hướng cũng không được sao?" Tích Lỗ cướp lời: "Địa Băng, Chuôi đao này đã dung hợp huyết khí, bản thân các loại chất liệu của đao đã hoàn toàn dung hợp một chỗ, muốn sửa đổi được cơ hồ không có khả năng. Đáng tiếc vật liệu tốt như vậy, thế nhưng cả đao hồn đều không có, thật sự là rất đáng tiếc cả. Cho nên ta vừa rồi mới nói, người tàn phá trời đất là như vậy đó. Đao hồn, đó là cái gì? Địa Băng tò mò hỏi. Tích Lỗ đáp, đao hồn đúng là chỉ thần khí đã ngoài khí cụ, nếu luyện chế thích đáng, đều gặp phải hồn phách của chính mình. Chỉ có được hồn phách, khí cụ mới có thể gọi là thần khí chân chính, thậm chí là siêu thần khí. Nghe hắn nói xong, Địa Băng không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình tại lần đầu tiên nhìn thấy tra cực, cái được xưng là bằng hữu tiểu phá đao. Theo như lời hắn, linh hồn của đao xem ra chính là một loại, nhưng mà mấy cái ma pháp đao của mình rõ ràng có linh tính, vì cái gì mà Tích Lỗ lại nói trong đao không có hồn chứ? Tích Dùng nói, Địa Băng, phương pháp chú tạo của hải nhân chúng ta so với nhân loại các người có chỗ khác nhau rất lớn. Nếu ta nói phương pháp chúng ta là chú tạo là tốt nhất, có lẽ người sẽ không phục. Nhưng ta cũng có thể nói cho ngươi, có ải nhân chúng ta từng luyện chế ra siêu thần khí. Lúc trước, cũng là dựa vào ải nhân của chúng ta, hy sinh 167 tên công tượng cấp luyện chế đại sư, làm ra 12 kiện siêu thần khí, mới có thể khiến cho Di Thất Đế Quốc dựa vào đó đối kháng với Thần Đại Lục. Luyện chế siêu thần khí chân chính là phải dùng chính tâm hồn của mình để luyện chế. Chuôi đao này của ngươi, nếu chỉ là vật liệu ở trong tay ta, nói không chừng ta thật sự lại nhịn không được, lấy mạng của mình đánh bạc một phen. Địa Băng theo Tích Dung trong mắt thấy được sự hưng phấn nóng rực, hắn có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh bình thường trở lại. Đúng vậy, là một gã chú tạo sư, có cái gì đó so với luyện chế ra binh khí tốt làm cho người hưng phấn chứ? Vì truy cầu đỉnh cao, tính mệnh đã không còn quan trọng nữa. Nghĩ sáng tỏ điểm này, hắn đối với các ải nhân trước mặt kính ý không khỏi càng tăng thêm mấy phần. Tích Lỗ nói, đáng tiếc, mấy cái đao này không có hồn phách chính thức, chỉ đơn thuần là linh tính cũng không có đủ. Nếu có thể từ linh tính bồi dưỡng thành đao hồn và có thể tiến hành cải tạo, cho nên có thể thành công hay không sẽ rất là khó nói. Địa Băng nói, ta nơi này còn có mấy cây đao, chúng nó vừa là thái đao của ta, đồng thời cũng là ma pháp trận trước kia của ta. Lần này gặp được các ngươi coi như là cơ duyên, không thể không giúp ta nhìn xem mấy cái đao này trình độ luyện chế đến mức nào. Nếu có thể không làm tổn hại gì đối với các ngươi thì cải tạo một chút là tốt nhất. Từ khi đi vào Thần Đại Lục đến nay, Địa Băng càng ngày càng cảm giác được chính mình thực lực không đủ. Tự mình tu luyện mặc dù là trọng yếu, nhưng mà như Tích Dung nói như vậy, nếu có thể có vũ khí phối hợp tốt với tu vi của mình, tất nhiên là có tác dụng còn tốt hơn. Từng đạo quang mang xuất hiện lại trên thạch bàn. Bằng Tuyết Nữ Thần đích Than Tức, Hỏa Diễm Chi Thần đích Bảo Hao, Tự Do Chi Phong đích Khinh Âm, Đại Địa Tô Tỉnh địa Toàn Luật, Thần Cơ Bách Biến Lục Mang, Dĩ Cập Quán Xuyên Thiên Địa đích Tự Quang cùng với Vĩnh Thế Địa Ngục đích Chớ Chú đều xuất hiện. Trong lúc nhất thời, cả thạch thất bào quang lưu truyền, ba gã ải nhân xem thấy tất cả đều sửng sốt. Bại gia tử, thật sự là bại gia tử ha? Đây là bao nhiêu thứ tốt hả? Như thế nào lại phải biến thành như vậy? Lúc này đây, cả Lạp Đạt trầm ổn không khỏi thở dài một tiếng, nhìn thấy trước mặt bảy cây thần đao, trong mắt tràn ngập cảm khái cùng với bất mãn. Niệm Băng có chút xấu hổ nói, ta đối với luyện chế quả thật là không hiểu, mấy cái đao này của ta đều là luyện không tốt sao? Tích Dùng nói, cũng không phải đều không tốt. Trong mấy cái đao này, chỉ có này một thanh, chúng ta trong mắt mới có thể tính chính thức là thần đao. Hắn nói chỉ địa ngục đích Chớ Chú. Địa Băng ngẩn người nói, hả, tại sao? Nhưng ta cũng không có cảm giác được hắn cùng với mấy cây đao này có cái gì bất đồng hả? Tích Dung lại nhạt cười nói, chỗ bất đồng khá lớn. Chuôi đao này chỉ dùng tâm hồn để luyện, cho dù là tông tượng ải nhân chúng ta đến luyện chế cũng bất quá như thế mà thôi. Nhưng quý nhất chính là chuôi đao này lúc luyện chế, chủ nhân hắn dùng hết cả tâm huyết luyện chế mà thành, cho nên mới khiến cho vật liệu dung hợp cao độ như vậy. Ta tin tưởng rằng chuôi đao này nhất định có đao hồn của mình, hơn nữa lại phi thường cường đại. Cây này đối với mấy cây đao khác khi thoát ra phải mạnh hơn nhiều. Niệm Băng nhìn thấy Vệ Ma Đao, trong mắt không khỏi thoát ra một tia quang mang do dự, bởi vì tại giờ khắc này hắn liền nghĩ tới ám ảnh khôi lỗi kia lại thoát ra khỏi sự khống chế của hắn. Do dự một chút thì mới nói, nếu có đao hồn thì đao hồn này nên vận dụng như thế nào? Nó có thể chấp nhận ta khống chế hay không? Tích Dùng nói, đương nhiên là sẽ không. Nếu đao hồn không nhận ngươi, ngươi căn bản là không thể sử dụng chuôi đao này. Ngươi không xem chúng ta đều không có động đến đao của ngươi sao? Mấy cây đao khác hoàn hảo một ít, đao hồn chuôi hắc đao này có lẽ sẽ vẫn giác tỉnh. Nếu là ngoại nhân động đến hắn, có thể sẽ sinh ra hiệu quả cắn trả. Chuôi đao này không cần phải xen vào. Nhưng 6 cây đao khác của ngươi có thể thật sự nát vụn. Chỉ có chuôi đao này lưu lộ khí tức quang minh hơi tốt một chút, năng lượng tinh khiết. Nhiều vật liệu tốt như vậy, cho dù tại trên Thần Đại Lục cũng rất khó tìm thấy à? Nghĩ không tới, cư nhiên bị lãng phí thành dạng này. Nếu vài thứ này để cho chúng ta luyện chế, có thể xác định chúng ta đều có thể trở thành siêu thần khí chuyển lưu bách thế. Hít sâu một hơi, Niệm Băng mỉm cười nói, có lẽ là ta rất tham. Không sao cả, có thể có được chúng đã là may mắn của ta rồi, cớ chi phải cưỡng cầu nhiều chứ. Cảm ơn tiền bối chỉ điểm, nếu từ nay về sau ta gặp được có vật liệu gì tốt, nhất định sẽ đưa đến nơi ngài, xin mời ngài luyện chế. Lạp Đạt đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Niệm Băng. Khi ánh mắt của Niệm Băng cùng hắn chạm nhau, đột nhiên cảm giác được Lạp Đạt trong ánh mắt mấy phần quái dị, nhẹ nhàng gật đầu nói, Niệm Băng, tại thời điểm ngươi đi thác nước tử thần, không thể không đem 6 cây đao này trước hết lưu lại, ta xem thử có thể giúp ngươi bắt bọn nó trở nên mạnh mẽ một chút nào không. Niệm Băng sững sờ một chút nói, chính là Tích Dung tiền bối không phải nói. Lạp Đạt giơ tay lên ngăn cản. Niệm Băng nói thêm gì nữa, ta có biện pháp, ngươi không cần trông coi nhiều, có lẽ chỉ có thể giúp ngươi đem bài cây đao này miễn cưỡng cải biến một chút mà thôi. Thác Đức Tử Thần tràn ngập khí tức tử linh, mặt khác có lẽ cũng chỉ có chuôi đao hắc đao này mới có thể trợ giúp tốt đối với ngươi, mấy cây khác ngược lại dễ dàng phản tác dụng, dù sao tử vong khí thức trong đó cũng rất kín đáo. Ngươi có tin ta không? Niệm Băng nhíu nhíu mày nói, à gì, ta tin ngài, nhưng không dối cợt ngài, bài cây đao này cũng là một nửa thực lực của ta. Nếu ta đem theo đào để lại chỗ này, tại trước khi tới thác nước tử thần, nếu gặp nguy hiểm khác ta sợ. Lạp Đạt lắc đầu nói, không, người không còn sợ cái gì, ta để cho Tích Lỗ với người cùng đi. Hắn đối với địa hình phụ cận này lại quen thuộc, có hắn người sẽ không gặp nguy hiểm nhiều lắm đâu. Có thể đến thác nước tử thần, đương nhiên, từ nay về sau, mọi cái khác phải dựa vào cố gắng của chính người. Khi đó, Tích Lỗ không thể tiến vào. Niệm Bằng nghĩ, đã như vậy, ta đây lưu lại 6 cây đao này. Hắn sở dĩ không quá nguyện ý để lại đao, chủ yếu bởi vì ảnh khôi lỗi của chính mình đã không có đao, ảnh khôi lỗi không thể thi triển, mà bây giờ là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Ngoại trừ tinh thần lực ra, đúng là mình chỉ có ảnh khôi lỗi này. Nhưng đã quyết định, hắn cũng không hối hận. Nghĩ nói, đã phải đem đao lưu lại, ta đây đem năng lực gắn trên đao lưu lại. Có lẽ ngài đã đoán được, ta trong thế giới nhân loại là một gã toàn hệ ma pháp sư. Ta từng dùng ma pháp của chính mình cùng bài cái đao này dung hợp, chế tạo ra bài ảnh khôi lỗi, khiến cho bọn hắn có thể từ tinh thần lực của ta khống chế có ích lợi thiết thực. Bài cây đao này lại xuất phát công kích lực cường đại. Vừa dứt lời thì Niệm Băng trong thiên nhãn huyệt quang mang chật lóe, ngoài trừ ám ảnh khôi lỗi ở ngoài, 6 khôi lỗi khác cơ hồ đồng thời xuất hiện, nhất thời dọa ba gã ải nhân nhảy dựng. Đao hồn, ba vị ải nhân cơ hồ đồng thời kinh hô ra tiếng. Niệm Băng ngẩn người, cái này chỉ là ma pháp của ta, cũng không phải là cái gì đao hồn. Lạp Đạt nở nụ cười, xem ra ta còn xem thường ngươi rồi. Niệm Băng, ta có thể nói chuẩn xác cho ngươi, mấy cái ảnh khôi lỗi này kỳ thật đúng là đao hồn. Chúng nó lấy đao làm thân, lấy tiên thiên chi khí làm thể chất, có được năng lực bổn hệ. Không phải là đao hồn thì là cái gì? Chỉ có điều đây là đao hồn cấp thấp nhất mà thôi. Thân mình cũng không có ý thức về bản thân. Hảo, có mấy cái đao hồn này cải biến đã dễ dàng hơn. Tích Dung một bên đột nhiên mở miệng nói, đại tỷ, ngươi thật sự quyết định sao? Lạp Đạt mỉm cười nói, rất khó khăn mới gặp được vật liệu tốt, không thử làm sao được chứ. Trong cuộc đời ta, đại bộ phận tâm huyết đều dùng để nghiên cứu thuật luyện kim. Bây giờ không dễ dàng gì có được cơ hội như thế này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tích Dung cũng cười, tốt, chúng ta đây theo đại tỷ thử xem. Quả thật vật liệu này nếu bỏ đi thì rất đáng tiếc cả. Niệm Băng à, ngươi yên tâm đi, chúng ta so với các tộc nhân ngàn năm trước đây mạnh hơn nhiều. Tại luyện kim, phương diện chú tạo, có lẽ thiên hạ đã không có ai so được với chúng ta mạnh hơn. Ngươi yên tâm để đao lại ở chỗ này, chờ khi ngươi và Tích Lỗ trở về, nhất định có thể gặp lại bảo đao hoàn toàn mới. Niệm Băng gật gật đầu nói, ta tin tưởng các ngươi, vậy phiền toái A Di cùng với Tích Dung tiền bối rồi. Vừa nói, khống chế thần lực, hắn ra lệnh ảnh khôi lỗi này của mình đều dung hợp trong bảo thạch trên đao. Ảnh khôi lỗi cùng đao dung hợp, trên quang mang đao nhất thời trở nên khác hẳn. Quang mang cũng không mạnh, ngược lại lại đi ảm đạm một ít, nhưng mà quang mang ảm đạm này lại ba động không ngừng, linh tính tăng thêm gấp bội. Thu hồi Phệ Ma Đao, Niệm Băng trong lòng thầm nghĩ, chính mình đi đến thác nước tử thần, có thể dựa vào, có lẽ cũng chỉ có chuôi đao này. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua. 3 ngày này, Niệm Băng đem tất cả thực vật mình mang ở trên người, cũng đem ra cho 7 vị ái nhân làm ẩm thực tốt nhất, làm cho bọn họ nhấm nháp. Các cá nhân đã không khách khí, nhấm nháp thực vật động lòng người kia. Mọi người đều khen ngợi Niệm Băng là đại gia. Từ trong miệng bọn họ thì Niệm Băng biết được lục tích là một loại ma thú một sừng ở trên thần đại lục, cũng là loại nhỏ yếu nhất trong tất cả các ma thú. chỉ biết rằng băng vào thân thể tiến hành công kích. Nếu không phải bởi vì chúng nó có thể lấy ngậm bùn đất có quáng vật để ăn, có lẽ đã sớm thành diệt tuyệt. Bởi vì lục tích nhỏ yếu, chúng nó cũng thành thực vật chủ yếu của đại bộ phận các thần nhân trên thần đại lục, và các ải nhân cũng không có ngoại lệ. Chỉ có điều thời điểm ải nhân giết lục tích so với niệm băng còn muốn dễ dàng hơn. Bọn họ dựa vào thân thể có thể đem lục tích còn sống xé rách ra. Thần đại lục quả thực là một địa phương làm tất cả chủng tộc đều có thể tiến hóa rất nhanh. Mặc dù cuộc sống nơi này thống khổ, nhưng chỉ cần trong thống khổ kiên trì, thu hoạch cũng thật lớn. Khiến niệm băng có chút kỳ quái là mấy ngày nay, Lạp Đạt mặc dù thường xuyên gọi các cá nhân thương lượng cái gì đó, nhưng thủy chung không có động thủ giúp chính mình một lần nữa luyện chế 6 cây đao kia. Hắn cũng không có đối với Lạp Đạt bọn họ có cái gì hoài nghi, chỉ là trong lòng ẩn ẩn nghĩ thấy có chút quái dị. Nhất là khi Lạp Đạt bọn họ tại nghiên cứu phương pháp luyện chế ma pháp đao, cũng không gọi mình và Tích Lỗ đứng bên cạnh nghe, hình dáng có vẻ thực thần bí. 3 ngày nay, người vui vẻ nhất chỉ sợ là Tích Lỗ. Mỗi ngày Địa Băng làm gì đó ăn, hắn đều cao hứng. Mấy thực vật trong truyền thuyết này làm nhãn giới của hắn mở rộng ra. Niệm Băng lúc không tu luyện còn kể cho hắn một ít chuyện phát sinh của mình tại Ngưỡng Quang Đại Lục, khiến cho Tích Lỗ càng thêm háo hức mong chờ đối với thế giới bên ngoài. Giống như lời của Tích Lỗ nói, nhà của ải nhân ở trong núi kiến tạo cực kỳ kỳ diệu, chẳng những có chỗ thông khí, thậm chí thông qua một ít vị trí đặc thù có thể quan sát hết thảy bên ngoài, đồng thời lại hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Lỗ quan sát này cũng chỉ dùng tinh thạch đặc thù chế tạo mà thành, đủ để ngăn cách ma pháp khí tức bên ngoài. Thông qua lỗ quan sát có thể hiểu rõ động tĩnh bên ngoài. Sáng sớm ngày thứ tư, cơn lốc ma pháp cuối cùng cũng chấm dứt. Theo như lời của Lạp Đạt, sau khi cơn lốc chấm dứt một ngày là thời gian hoàn cảnh thần đại lục hài hòa nhất. Trong ngày này ma pháp trong không khí nguyên tố dao động trở nên cực kỳ rất nhỏ, là thời gian thích hợp nhất để đi ra ngoài. Lạp Đạt gọi Niệm Băng và Tích Lỗ vào trong thạch thất, dặn dò mấy câu cho bọn họ ly khai huyệt động ải nhân tộc trong núi. Tích Lỗ hộ tống Niệm Băng đến thác nước tử thần. Trang phục của Tích Lỗ cùng với binh khí rất bất đồng, hắn mặc một bộ khải giáp, một bộ áo giáp này hoàn toàn hiện ra màu đen, áo giáp nhìn qua phi thường dày, nhưng Niệm Băng từng thử qua sức nặng của áo giáp, nhẹ đến nỗi khó mà tin được. Hơn nữa áo giáp mặc dù bao trùm mỗi một bộ vị toàn thân của Tích Lỗ, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến các đốt ngón tay hắn hoạt động. Theo Tích Lỗ nói, áo giáp này vốn lúc trước là chiến khải giáp của vị anh hùng ải nhân tộc. Trải qua mấy trăm năm nay, ải nhân tộc chú tạo đại sư không ngừng cải thiện, đã đạt tới cấp bậc siêu thần khí, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Hít một hơi dài, nhìn lên thì lại thấy được bầu trời âm u vần vũ như trước. Niệm Băng không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Tích Lỗ, chúng ta nên đi như thế nào? Hắn hỏi ải nhân chiến sĩ bên cạnh. Tích Lỗ nói, ta đơn giản thôi, chúng ta không cần leo qua núi, cứ vòng qua bên cạnh đi. Ngươi không biết chứ ở phía trước chúng ta, xuyên qua 2 tòa núi đều là cực kỳ đáng sợ. Trước mắt trong ngọn núi màu đỏ này sinh tồn một loại ma thú phi thường cường hãn tên là Chiết Biệt. Chiết Biệt, Niệm Băng có một chút kỳ lạ nói. Chiết Biệt không phải danh hiệu nhân loại thần xạ thủ sao? Tích Lỗ sắc mặt ngưng trọng nói. Tên chúng nó đúng là như vậy. Chiết Biệt trên Hồng Sơn là một loại quái thú ngoại hình cùng loại với sư tử, chỉ là trên trán chúng có một cây sừng nhọn màu đỏ. Loại sừng nhọn này có thể bắn ra tử vong quang mang thuộc tính hỏa. Loại tử quang này phi thường đáng sợ. Với thân thể của ngươi, tuyệt đối không đỡ được. Điều làm cho người ta vô pháp chịu được đấy chính là mấy con chiết biệt chán ghét này, ánh sáng hắn bắn ra có năng lực truy tung. Bất luận tốc độ của ngươi có mau bao nhiêu cũng không có khả năng thoát khỏi công kích của chúng nó. Muốn cùng chúng nó chống lại, yêu cầu đầu tiên là phải có lực phòng ngự thật cao. Chiết biệt là sinh vật một trong 64 loại đáng ghét nhất trên thần đại lục. Nếu chỉ có một con chiết biệt thì cũng không phải là mạnh. Cho dù không mặc áo giáp ta cũng có thể bắt nó hủy diệt dễ dàng. Nhưng số lượng chiết biệt cũng gần bằng với lục tích. Đi ra ngoài ít cũng chừng 10 con. Hơn nữa chỉ trừng mắt với chúng thì chúng cũng báo thù. Một khi đắc tội với chúng nó thì tuyệt đối là không chết không thôi. Cho nên chúng ta tốt nhất là ẩn núp một chút ít để tránh nguy hiểm xuất hiện. Niệm Băng gật đầu nói. Ngươi là thổ địa ở đây, đương nhiên là nghe lời ngươi. Chúng ta đi thôi. Thừa dịp không khí trong ma pháp nguyên tố dao động rất nhỏ, tranh thủ đi tới thác nước tử thần. Tích Lỗ gật gật đầu, hai chân chạm đất, lập tức hướng dưới chân núi chạy tới. Niệm Băng thả người mà bật dậy, vội vàng đuổi theo hắn. Phương pháp đi của Tích Lỗ cùng với Niệm Băng bất đồng, dùng lực không mạnh nhưng tốc độ chạy lại phi thường nhanh. Khi toàn lực gia tốc, trong không khí để lại một chuỗi tàn ảnh nhàn nhạt. Dù cho địa hình trước mặt phi thường phức tạp, nhưng mà đối với Tích Lỗ mà nói, cũng chỉ như dẫm trên đất bằng bình thường thoải mái. Trong chớp mắt đã bỏ cách Niệm Băng một khoảng rất xa. Niệm Băng mặc dù toàn lực đuổi theo, nhưng khoảng cách càng lúc càng dài, khiến cho Tích Lỗ không thể không dừng lại chờ hắn. Trong chốc lát công phu, hai người đã ly khai Thánh Sơn Hải nhân tộc, đi tới trước Hồng Sơn. Tích Lỗ phân biệt phương vị lại một chút, rồi theo bên trái Hồng Sơn đi. Vừa chạy hắn vừa hướng Địa Băng giải thích, hướng này khả năng gặp được Chiết Biệt có thể tính là nhỏ nhất, là tốt nhất để đi. Hỏa nguyên tố xung quanh Hồng Sơn rõ ràng so với địa phương khác nồng đậm hơn nhiều. Địa Băng có thể cảm giác được một cỗ khí tức nóng rực không ngừng đập vào mặt. Có Tích Lỗ dẫn đường, hắn không cần đem tinh lực khuếch tán thăm dò tình huống xung quanh, chỉ đem tinh thần lực ở hai mặt ngoài làn da bảo vệ thân thể chính mình. Chạy theo Tích Lỗ vòng qua bên cạnh Hồng Sơn mà đi, chỉ chốc lát bọn họ đã vòng qua một nửa Hồng Sơn, trên đường đều không gặp cái gì cản trở. Tích Lỗ nói với Địa Băng, phía Hồng Sơn này bởi vì là lãnh địa của Chiết Biệt, cho dù là ma thú cường đại hơn cũng sẽ không đến nơi đây để trêu chọc chúng nó. Dù sao kẻ có thể thực sự ứng phó trả thù của ma thú Chiết Biệt còn quá ít. Cho dù đàn ma thú cường đại này có năng lực đem Chiết Biệt hủy diệt hoàn toàn thì cũng phải trả cái giá rất lớn. Tại thần đại lục, trong hoàn cảnh ác liệt này, ma thú càng cao cấp thì trí tuệ lại càng cao, cho nên đương nhiên sẽ không làm sự tình gì hại người nhưng mà không có lợi cho mình. Lúc Địa Băng vừa muốn thở phào một hơi, biến hóa rốt cục đã xảy ra. Một tiếng rít gào trầm thấp theo phía bên phải truyền đến, một đạo hồng quang thân ảnh phiêu nhiên đứng ở trước, chặn đường hai người Địa Băng đi tới. Địa Băng chăm chú nhìn lại, chỉ thấy ngăn ở phía trước mình chính là một con hỏa hồng sắc sư tử. Gặp con Chiết Biệt này, Địa Băng chẳng những không có cảm giác sợ hãi, trong lòng ngược lại mọc lên một tia cảm giác thân thiết. Hỏa hồng sắc sư tử không phải đang cùng ngoại hiệu Gia chính mình tương xứng sao? Hỏa Diễm sư vương không nghĩ tới, thực sự hỏa hồng sắc sư tử còn tồn tại. Còn sư tử trước mặt này nhìn qua cực kỳ uy vũ, so với hình thể sư tử bình thường đủ lớn gấp đôi. Hỏa hồng sắc kia bộ lông giống như là hỏa diễm thiêu đốt, nhất là bộ lông đầu, nhìn qua càng giống như một đoàn hỏa diễm cực đại, không ngừng bành trướng. Cây sừng nhọn trên trán kia dài ước một thước, lóng lánh hồng sắc kim quang mang, càng tăng thêm mấy phần khí chất thần tuấn. Tích Lỗ ngừng lại, nhìn thấy Chiết Biệt trước mặt, trong miệng phát ra một tiếng rít gào trầm thấp. Chiết Biệt tự hồ cũng không sợ Tích Lỗ, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Chảo trước bên trái dẫy nhẹ trên mặt đất, trong đôi mắt to màu đỏ sậm rõ ràng tức giận, tựa hồ bởi vì Địa Băng và Tích Lỗ xâm nhập lãnh địa hắn mà phẫn nộ. Địa Băng nhìn Tích Lỗ liếc mắt nói, làm sao bây giờ, động thủ sao? Tích Lỗ do dự một chút, hắn do dự, sợ Chiết Biệt trả thù, lắc đầu nói, Địa Băng, ta ngăn lại hắn, ngươi vòng quanh đi, sau đó ta đuổi theo ngươi. Tốc độ của Chiết Biệt mặc dù nhanh, nhưng so với ta, chỉ cần không đưa tới phần đông Chiết Biệt, không có gì uy hiếp. Địa Băng gật đầu nói, hảo. Nó xem như là của ngươi. Tại thời điểm này, do dự là chí mạng, hắn tin tưởng vào thực lực của Tích Lỗ, lập tức ánh mắt nhìn Tích Lỗ một cái, lập tức vọt lên phía trước chạy đi. Khi hắn vọt tới trước, đồng thời Tích Lỗ đã cướp đường đi tới trước mặt Chiết Biệt, hắn toàn lực phát động. Địa Băng mới biết được nguyên lai Tích Lỗ tốc độ cư nhiên có thể đạt tới khủng bố như thế, cơ hồ có thể cùng khoảng cách ngắn trong nháy mắt rời đi, chỉ là lóe ra một cái đã đi tới trước mặt con Chiết Biệt. Hắn cũng không thấy chiến phủ bên hông mình. Một quyền trực tiếp hướng trên đầu Chiết Biệt đánh tới. Chiết Biệt phát ra một tiếng rít gào trầm thấp, hai chảo trước chợt nâng lên trực tiếp hướng thân thể của Tích Lỗ chụp tới. Tích Lỗ còn không cao hơn Chiết Biệt nhưng hắn cũng không né tránh, mặt đối mặt đón nhận ngọn chảo của Chiết Biệt. Oịch một tiếng, thân thể Chiết Biệt kia tuy lớn thế nhưng bị Tích Lỗ bằng chỉ vào một chút thể lực đã quăng đi ra ngoài, va vào tường đá bên cạnh, phát ra một tiếng thịch. Hết thảy sự việc phát sinh cực nhanh, lúc Tích Lỗ làm văng Chiết Biệt, Địa Băng theo hắn thân vọt tới trước, tốc độ cao nhất hướng bên kia Hồng Sơn mà đi. Tích Lỗ không có di chuyển, ánh mắt tập trung Chiết Biệt trước mắt. Chiết Biệt tự hồ bị Tích Lỗ chọc giận, phát ra một tiếng rít gào phát ra, trán trước cúi thấp, một đạo tử sắc quang mang vặn vẹo hướng Lỗ Tích phóng tới. Địa Băng mặc dù đã bay vút qua, nhưng hắn cảm giác rõ ràng được, đạo tử quang kia dĩ nhiên là thiên hỏa thực sự, đó phải là thập nhất hỏa hệ ma pháp cấm chú mới có thể phát ra thiên hỏa. Hắn hơi do dự, bởi vì hắn lo lắng Tích Lỗ không thể ứng phó với Chiết Biệt công kích. Tốc độ vọt tới trước nhất thời chậm lại, quay đầu lại nhìn Tích Lỗ. Đối mặt với thiên hỏa công kích, Tích Lỗ có vẻ phi thường bình tĩnh. Như trước đứng ở nơi đó, lúc thiên hỏa sắp tới người, hắn lại là một quyền oanh kích ra. Đấu khí màu đen nương theo một quyền mạnh mẽ của hắn tại không trung phát ra sét đánh ầm vang một tiếng. Chẳng những đem thiên hỏa đánh tan đi, còn dư ba đấu khí đánh vào con Chiết Biệt kia. À, kêu một tiếng đã lăn lộn trên mặt đất ngất đi. Tích Lỗ ánh mắt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn lại. Hắn thấy một đám bụi mù màu đỏ, đương nhiên kia không là bụi đất gì, chỉ ít có trên trăm con Chiết Biệt hướng hắn vọt tới, phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ. Tích Lỗ không hề dừng lại, thân hình chợt lóe đã đến bên cạnh Địa Băng, chộp một cái vác Địa Băng trên bả vai rộng dày của mình, hai chân dùng sức đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, hướng phía trước chạy đi như điên. Khi Niệm Băng có phản ứng, thấy được một mảnh tử sắc quang mang trên trăm đạo thiên hỏa tại không trung tập hợp thành một chỗ, không khí xung quanh thiên hỏa phảng phất sôi trào, vặn vẹo, hướng hắn và Tích Lỗ đuổi theo. Tích Lỗ không có quay đầu lại xem, nhưng hắn sau lưng phảng phất có ánh mắt, trong nháy mắt thiên hỏa truy đến bọn họ trong vòng 10 trượng, hắn nhảy mạnh lên cao, dùng sức đem Niệm Băng quăng ra ngoài, đồng thời thân thể tại không trung chuyển mình một cái, chiến phủ màu đen lúc trước lấy tại trong tay của Lạp Đạt đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Miệng phát ra một tiếng ngập trời giống giận, chiến ý điên cuồng chấn nhiếp, không khí chấn động dồn dập ba động. Hai tay cầm cán búa, chiến phủ lấy eo dẫn lưng, lấy lưng dẫn cánh tay, lấy cánh tay dẫn tay, lấy tay dẫn búa. Một đạo cường quang màu đen giống như khai thiên tích địa bùa xuống, nhắm đoàn thiên hỏa đuổi tới chạm mạnh. Áo giáp màu đen trên người hắn thiêu đốt xuất một đoàn hỏa diễm màu đen, chiến ý mình bồng kia kích phát ra đấu khí của mình lại cường thịnh mấy phần. Phốc một tiếng, thiên hỏa tại hắc quang trước mặt một phân thành hai, hắc quang mãnh liệt bùng ra giống như một đầu cự long màu đen nghênh hướng đổi tới các Chiết Biệt. Chiết Biệt tự hồ cảm giác được hắc quang này không thể chế ngự, rất nhanh chóng tách ra hai bên. Hắc quang của mặt búa trong chớp mắt xẹt qua trăm trượng không gian, chạm mạnh phía trên Hồng Sơn. Một chuỗi tiếng nổ vang dày đặc truyền đến, một góc Hồng Sơn là thế, nhưng chỉ một búa đã vàng tung tóe. Bụi đỏ của từng tầng lớn tràn ngập trong không khí, bao phủ các Chiết Biệt ở bên trong, khiến cho chúng nó không thể cảm nhận được phương vị của Tích Lỗ và Địa Băng. Thân thể Địa Băng bị Tích Lỗ ném ra xa hơn trăm trượng, khi thân thể hắn còn đang trên không trung, đã rõ ràng thấy được hết thảy. Khi hắn chuẩn bị rơi xuống đất, người Tích Lỗ đã nhẹ nhàng tới, một lần nữa nhấc hắn lên bả vai, trong chớp mắt đã xẹt qua phạm vi Hồng Sơn, nhanh chóng lao về con đường phía trước. Tim của Địa Băng đang đập điên cuồng, đây là thực lực kiểu gì hả? Mấy ngày nay tới nay, Tích Lỗ ở trong lòng hắn vẫn là cái tên ải nhân hiền hậu thành thật, nhưng với biểu hiện vừa rồi của hắn thì có lẽ trong truyền thuyết nhân loại, thần sư cũng bất quá như thế. Cho dù thần sư chỉ sợ cũng không thể một lần bổ ra thiên hỏa độ ngưng kết cao như vậy, còn chặt đứt cả núi nữa. Trời ạ, chẳng lẽ tại đây trên thần đại lục tất cả sinh vật đều giống như là Tích Lỗ cường hãn như vậy sao? Nếu là thật, vậy các cường giả trên Ngưỡng Quang đại lục thì là cái gì đây? Tích Lỗ vẫn chạy ra thật xa rồi mới giảm dần tốc độ, thở dốc từng tiếng. Hắn đem Địa Băng thả trên mặt đất. Mẹ nó, nguy hiểm, thật nguy hiểm. May mắn không làm cho đám Chiết Biệt này đi lên, nếu không hai chúng ta gặp phiền toái lớn rồi. Địa Băng nửa cười nửa mếu nhìn hắn nói, có lẽ người gặp phiền toái chính là ta. Với thực lực của ngươi, Chiết Biệt này có đến thì cũng không khó khăn. Tích Lỗ lắc đầu, mở mặt nạ trên khôi giáp ra, phun ra một ngụm máu tươi. Mấy tên Chiết Biệt này mạnh hơn người nghĩ, chúng nó dùng sừng phát ra công kích, chẳng những hỏa thuộc tính năng lực rất mạnh, hơn nữa kích lực đánh vào thì phi thường cường hãn. Lúc vừa rồi chống đỡ nhiều công kích như thế, ta bị vài vết thương nhẹ, cũng may là mấy năm nay ta không ngừng cố gắng tu luyện, nếu không, nếu tốc độ chậm hơn một chút, bị chúng nó đuổi theo, cho dù ta muốn chạy cũng rất khó. Người biết không, vừa rồi công kích của chúng đánh chúng đều là khôi giáp trên người ta hóa giải hết. Ái nhân tộc trấn tộc chi bảo thần khải giáp không có dễ dàng bị công phá như thế. Địa Băng mỉm cười nói, xem ra nếu không có người trợ giúp, ta muốn trốn thoát khỏi đám Chiết Biệt này e là không có khả năng. Tích Lỗ cười nói, ngươi không cần phải quá khiêm nhường. Kỳ thật ta cảm giác tinh thần lực của ngươi phi thường cường đại. Ta từng thấy qua cường giả trong cường giả, chính là chủ thần trước kia, so với ngươi mạnh hơn không được bao nhiêu. Đáng tiếc ngươi bây giờ là cương thi thân thể, tinh thần lực không thể hoàn toàn phát huy, nếu không mấy Chiết Biệt này căn bản không ngăn được ngươi. Chỉ là không biết tinh thần lực của ngươi so với các thần như thế nào. Niệm Băng cười khổ nói, đương nhiên là không thể so được. Thôi được, không nói mấy cái này nữa, trước tiên ngươi nghỉ ngơi một lát, chúng ta sẽ tiếp tục chạy. Tích Lỗ gật gật đầu, đặt mông xuống đất bắt đầu tu luyện. Niệm Băng không dám khinh thường, đem tinh thần lực mở rộng, trong phạm vi 10 trượng bên trong bày ra một tầng phong ấn bảo vệ Tích Lỗ, khiến cho hắn không bị ngoại giới quấy nhiễu. Tích Lỗ mạnh mẽ làm khát vọng đối với thực lực của Niệm Băng càng mạnh, xem như Tích Lỗ cho dù so với chủ thần cũng kém không nhiều lắm, chính mình khi nào thì cũng có thể tiến nhập vào tầng thứ này. Cho dù đã tới thực lực của hắn, phía trên còn có cao cao tại thượng các vị tần khác. Nghĩ đến thế một chút, trong lòng hắn không khỏi có chút phiền toái, máu huyết cũng sục sôi trong đáy lòng, vệ huyết cảm giác như ngọ nguậy có khuynh hướng muốn di chuyển. Tinh thần lực khuếch tán làm cho Địa Băng đối với cảm giác xung quanh cực kỳ linh mẫn. Tích Lỗ vừa mới tiến vào trạng thái nhập định không lâu, hắn đột nhiên cảm giác được một tia không đúng. Lúc này hắn và Tích Lỗ ở một mảnh bình nguyên, xung quanh mặt đất là nơi màu đen thổ địa. Có nơi là nham thạch màu đen, thoạt nhìn thì gập ghềnh bất bình, nói là bình nguyên thật sự có chút miễn cưỡng. Tinh thần lực cảm giác từ ngoài trăm trượng một khối nham thạch truyền đến, nó tựa hồ là sinh mệnh khí tức. Niệm Băng trong lòng căng thẳng, thiên nhãn huyệt mở rộng đem chú ý lực tập trung đến hướng kia, đồng thời từ trong không gian chi giới triệu hoán Phệ Ma Đao của mình. Toàn lực chú ý tại Thiên Nhãn Huyệt, hắn rốt cục thấy rõ nguồn bất an của mình, không khỏi hấp một ngụm lãnh khí. Kia không phải là một khối nham thạch, mà là sống lưng của một con quái thú không biết tên. Từ tinh thần lực phản hồi mà xem, quái thú kia thân thể ít nhất dài 14-15 trượng. Chỉ riêng sống lưng lộ ra bên ngoài, ngoài diện tích cũng phải 7-8 trượng. Khí tức quái thú rất bất ổn, xem theo thuộc tính tựa hồ là quái thú thuộc tính thổ. Niệm Băng trong lòng thầm mong quái thú này tiếp tục bảo trì hình dáng ngủ say, ngàn vạn lần không nên tỉnh lại. Chỉ cần Tích Lỗ tu luyện xong, chính mình hai người có thể lập tức ly khai. Nhìn qua Thần Chi Đại Lục, mấy cái cảnh tượng kỳ dị này đối với quái thú trong lòng hắn tràn ngập kinh hãi. Trời phụ ý người, khi Đại Băng vừa xuất hiện một tia hy vọng là lúc quái thú di chuyển, sống lưng cơ đại kia chậm rãi vươn lên, thân thể hơn 10 trượng lộ ra toàn bộ từ mặt đất trôi ra. Đó là một con quái thú màu xám, thân dài ước chừng 5 trượng, nhìn từ bên ngoài như là một con mãng cự đại, chỉ có điều mãng xà này lại dài như một con rồng, dưới bụng còn phải có 8 cặp sừng. Khi nó vừa từ mặt đất chui ra, Niệm Băng lập tức ngửi thấy một cỗ ác xú, cả thân thể cương thi đều có cảm giác cái mùi thối này, có thể thấy được con quái thú này thật là không thể chịu nổi. Thân thể nó chảy xuống chất nhầy màu xám, chậm rãi xoay người, cặp mắt xám chết chóc trên đầu đưa ánh mắt theo dõi Niệm Băng, hung quang không ngừng lóe ra. Niệm Băng biết mình không thể đợi thêm được nữa, tại Thần Chi Đại Lục quả thật chẳng có chút may mắn. Quái thú này tuyệt không bỏ qua hai người, cắn răng một cái, hắn nhảy mạnh ra ngoài, chạy theo hướng ngược lại với quái thú một cách thật nhanh. Hắn trước tiên muốn làm chính là lôi kéo cái sự chú ý của quái thú tập trung đến mình, để Tích Lỗ có thể thuận lợi hoàn thành khôi phục. Quái thú quả nhiên như Niệm Băng mong muốn, cái đầu to lớn theo phương hướng hắn di động, thong thả chuyển động. Đột nhiên quái thú phát ra tiếng gào trầm thấp, thân thể co mạnh lại, ngay sau đó bắn ra hơn 10 trượng, thân thể phảng phất như không trọng lượng, 8 cặp sừng đồng thời hướng xuống mặt đất dụng lực, bị bám một mảnh bụi đen vọt tới phía Niệm Băng. Tốc độ cực nhanh không chút thua kém so với Chiết Biệt mà Niệm Băng đã từng thấy qua. Hào quang chợt lóe, thân thể của Niệm Băng như chớp nhảy qua bên cạnh, đồng thời Vệ Ma Đao trong tay chợt chém ra, bị bám một đạo tử vong khí thức biến thành cương thi. Uy lực của Vệ Ma Đao hiển nhiên là càng dễ dàng phát huy, tuy nhiên vô pháp phát ra hắc ám ma pháp, nhưng tử vong khí tức trong thể nội hắn lại khiến Vệ Ma Đao tăng hiệu quả chấn phúc lên mấy lần. Khí lưu màu xám nâng thân thể cự đại của quái thú. Đáng tiếc, tử vong khí tức lại như gãi ngứa bình thường, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt dấu vết trên lân phiến màu xám của thân thể nó. Quái thú thân thể khổng lồ xoay một cách kỳ dị, nửa thân dưới đem nửa thân trên vung mạnh lên, ngả chặn ngang hướng Niệm Băng đánh tới. Tới lúc này Niệm Băng biết mình không liều mạng không được. Mi tâm tại Thiên Nhãn Huyệt thất thải quang mang trong nháy mắt phóng ra, ánh mắt kỳ dị kia lại mở ra, tinh thần lực khổng lồ hình thành một đạo thất thải quang mang, chợt hướng cặp mắt quái thú vọt tới. Quái thú xuất hiện đạo thất thải quang mang kia, vung nửa trên thân thể nhất thời dừng lại một chút tại không trung. Ngay sau đó đồng dạng kỳ dị sự tình xảy ra, đôi mắt nó bỗng nhiên trong nháy mắt biến thành hào quang màu xanh biếc, trong nháy mắt đón tinh thần lực bắn ra từ Thiên Nhãn Huyệt của Niệm Băng. Hai cỗ năng lượng tiếp xúc tại không trung, không có phát ra tiếng vang. Niệm Băng chỉ cảm thấy Thiên Nhãn Huyệt bên trong kịch liệt chấn động, đại não trong nháy mắt hôn mê một chút. Tiếng giống ngập trời vang lên làm cho Niệm Băng một lần nữa khôi phục thần trí. Niệm Băng chỉ thấy chấn động toàn thân, đã bị quái thú kia lắc thân trên nặng nề đụng phải văng ra. Thân thể tại không trung vẽ nên một đạo tuyến, trực tiếp bay ra trăm trượng mới nặng nề ngã trên mặt đất. Mặc dù hắn là thân thể cương thi, vừa trải qua long phách cải hành, nhưng một cú té ngã này cũng làm hắn suýt nữa thất hồn bất tán. Tinh thần lực trong đầu kịch liệt chấn động, xuất hiện một chút hỗn loạn. Nhưng tinh thần lực của hắn dù sao cũng cường đại, thân thể mặc dù đón nhận trọng kích nhưng tinh thần lực cũng rất nhanh ổn định lại. Niệm Băng đột nhiên phát hiện thân thể cương thi này cũng rất tốt, ít nhất không cảm giác được đau. Nếu mình là người, sợ rằng chỉ mỗi đau đớn trên thân thể cũng làm mình hôn mê bất tỉnh. Càng làm hắn vui hơn là phòng ngự lực mạnh mẽ khiến cho hắn cả một khớp xương cũng không gãy đoạn. Thân thần lực vừa ngưng cố, hắn lập tức lộn người đứng lên, chuẩn bị nghênh đón công kích của quái thú kia. Quái thú không tiếp tục công kích. Khi Niệm Băng đứng lên, vừa lúc thấy thân thể to lớn kia không ngừng lăn lộn trên mặt đất, tựa như cực kỳ thống khổ. Từ cặp mắt to xanh biếc quang mang bất đoạn, mỗi lần trên người nó phún xuất một tầng chất nhầy màu xám. Một tiếng giống thống khổ biểu hiện trạng thái bất ổn của nó lúc này. Thấy một màn thế này, Niệm Băng không khỏi ngây ra một chút. Quái thú này không phải là đột nhiên phát bệnh đấy chứ? Ý này chỉ chợt lóe ra trong đầu, hắn lập tức đã tự cười chính mình có ý nghĩ ngu ngốc. Nếu quái thú trên Thần Chi Đại Lục có thể phát bệnh, có lẽ heo kia cũng có thể biết bay. Hắn đương nhiên không biết, còn Miêu Miêu gọi là Quan Quan tiểu trư lại biết bay. Đã không phải là phát bệnh, chẳng lẽ quái thú lúc này có bộ dáng như thế là vì mình vừa rồi phát ra công kích? Trí nhớ trở lại trước kia một khắc, Niệm Băng mặc dù không thấy rõ trong nháy mắt có xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể khẳng định chính mình trong lúc vội vàng phát ra tinh thần công kích đã ngưng tụ toàn bộ tinh thần lực của mình. Tinh thần lực hình tiễn là hắn phát động tối cường xuyên thứ. Không lẽ một lần công kích kia đã làm quái thú bị thương nặng? Nghĩ thế một chút, Niệm Băng không khỏi tăng lòng tự tin. Ngưng thần cảm thụ tình trạng tinh thần lực của mình bây giờ, hắn phát hiện tinh thần lực của hắn mặc dù hao tổn không nhỏ nhưng tuyệt đối không tưởng tượng lại lớn như vậy. Chỉ một thành tả hữu tinh thần lực đang theo từng điểm tinh quang xoay quanh rất nhanh không ngừng khôi phục. Phát hiện này làm hắn càng tin tưởng, Niệm Băng liền minh bạch đạo lý, sấn tha bệnh, yếu tha bệnh. Không chút do dự, hắn phi thần đến cách quái thú không xa, tinh thần lực ngư kết lấy thực thể tinh thần lực hướng quái thú kia phát động công kích. Hắn nào có biết, có thể làm tinh thần lực thành thực thể trạng thái, tại Thần Chi Đại Lục cũng là một chuyện khó lường, mà có thể dùng thực thể tinh thần lực phát động công kích thì phi thường khó khăn. Phải biết tinh thần lực bản thân rất yếu ớt, hơn nữa liên quan với linh hồn của mình, tu luyện tinh thần lực so với nhục thể khó khăn hơn nhiều. Cho dù tinh thần lực có thể ngưng kết thành thực thể, cũng không có ai nguyện ý dùng tinh thần lực đi công kích người khác. Nếu không một khi tinh thần lực bị hao tổn, vậy thì không chỉ tinh thần lực bị tổn thương mà còn có thể uy hiếp đến linh hồn, so với thân thể bị tổn thương nghiêm trọng hơn nhiều, thậm chí có thể biến thành ngu ngốc. Nếu đổi lại là trước kia, Niệm Băng đã không muốn dùng tinh thần lực bản thân phát động công kích, nhưng hắn bây giờ chân chính có thể dựa vào cũng chỉ có tinh thần lực. Dưới tình huống không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể lựa chọn năng lực công kích mạnh mẽ nhất của mình, lại không nghĩ ra một kích hiệu quả làm cho quái thú trước mắt bị thương nặng. Thực chất thất thải thần quang lại lóe ra, hào quang chia làm hai đoạn, tia thiểm điện nhập vào trong đại nhãn lóe ra bích quang. Lúc này Niệm Băng không gặp chống cự gì, tinh thần lực như hai thanh đao nhọn trực tiếp đâm vào trong tinh thần của quái vật. Theo Niệm Băng ý niệm lệ khí bạo tăng, thân thể quái thú méo mó cò rút lại trong nháy mắt. Sau một khắc đột nhiên đình chỉ động tĩnh, ầm một tiếng, cự đại đầu lâu hoàn toàn nổ tung, bắn ra huyết dịch màu xanh đầy trời. May mà Niệm Băng trốn kịp mới không bị bắn tung tóe lên người. Tinh thần lực công kích cùng với thân thể công kích bất đồng lớn nhất. Ở chỗ tinh thần lực không trực tiếp công kích thân thể của địch nhân mà là triệt để phá hỏng tinh thần của đối phương, giống như là dây dẫn động năng lượng thể nội của đối phương tiến hành tự bạo. Cho nên bất luận là thân thể công kích có cường đại như thế nào, một khi tinh thần băng hoại cũng rất khó trốn kết cục hủy diệt. Cũng giống như Lục Tích, quái thú cự đại trước mắt cũng như vậy, phòng ngự thân thể tuy rất mạnh nhưng lại không có khả năng chống đỡ năng lượng chính mình bên trong bạo tạc. Tinh thần lực của ma thú không thể so với người, dù trí tuệ cao tới đâu, chúng cũng không có khả năng tận lực tu luyện tinh thần lực. Tinh thần lực của Niệm Băng đã đạt đến cảnh giới thực chất công kích là khắc tinh tất cả ma thú. Phải biết ma thú thân thể phòng ngự càng mạnh bao nhiêu thì tinh thần lực càng yếu bấy nhiêu. Quái thú khổng lồ kia thân thể ngoại trừ đầu ra thì đều còn nguyên, cái đầu bạo tạc làm tung ra một hạt lục châu trôi nổi trên không. Tinh thần lực của Niệm Băng vừa động tinh thần lực, lấy tinh thần vi tuyến giữ cái quả châu tử kia đến trước mặt mình. Đó là một hạt châu lớn bằng nắm tay, khác với Lục Tích chính là hạt châu này tràn ngập nhuận chi khí nhưng lại không có khí tức sự sống. Hạt châu ấm áp như ánh mắt bích lục của quái thú kia, không ngừng lóe ra. Niệm Băng có thể cảm giác rõ ràng được bên trong hạt châu này ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Trong lòng vui vẻ, hắn không muốn nghĩ nhiều, mở miệng lớn đem hạt châu nhét vào miệng mình, nuốt mạnh xuống. Hắn nghĩ cái này chắc cũng là một quả nội hạch gì đó, với thân thể cương thi của mình, ăn vào chỉ có lợi. Niệm Băng mỉm cười nói, Được rồi, ta biết nhân phẩm ta tốt, người ghen ghét ta. Tuy nhiên người cũng không cần như vậy, dù thế nào chúng ta cũng là huynh đệ mà. Tích Lỗ cười khổ nói, ta thật sự không biết, cầu đan của Bích Mục Thương Cầu rất khó có được. Công hiệu của cầu đan này cùng với bảo thạch trên chuôi đại địa Tô Tỉnh Tích Toàn Thật Trường Sinh Đao của người có tác dụng tương tự. Hơn nữa cũng là một cấp bậc bảo thạch. Ta không nghĩ tới có người lại đem bảo bối như vậy ăn mất. Nếu có thể lấy cầu đan của Bích Mục Thương Cầu làm chính, thêm lần giáp trên người ngươi, chế tạo thành một kiện khải giáp có phòng ngự lực mạnh, có lẽ sẽ không kém với ải thần khải trên người ta bao nhiêu. Đương nhiên người chế tạo khải giáp này nhất định phải là tộc nhân chúng ta mới được. Nếu ở trong tay người không hiểu được, chỉ có thể làm hỏng bét thôi. Niệm Băng có chút bất đắc dĩ nhìn thân thể của mình nói, ta làm sao biết được thứ này không thể ăn. Nếu sớm biết là đồ tốt như vậy, ta liền lưu lại tặng cho ngươi rồi. Mà kệ, dù sao thì cũng đã ăn rồi. Ở bên ngoài ngoại trừ một tầng lân phiến này ra, tự hồ không có hại gì đâu. Chúng ta đi nhanh đi, nếu không lại gặp một cơn lốc ma pháp thì hành trình của chúng ta chậm trễ mất. Nói xong hắn nhắm mắt một hướng, dẫn đầu phi thân đi tới. Nhìn bóng lưng của Niệm Băng, Tích Lỗ lẩm bẩm nói, Cẩn lốc ma pháp, tầng lân phiến trên người ngươi nếu thật sự có công hiệu giống như bích mục thương cầu, cho dù có cẩn lốc ma pháp năng lực như thế nào, căn bản là không có khả năng làm ngươi bị thương. Nói xong hắn hạ thân mình, mang tàn ảnh lờ mờ đuổi theo Niệm Băng. Khi chạy đi, Niệm Băng mới chính thức thể hội tiến hóa theo như lời Tích Lỗ nói. Thân thể tự hồ nhẹ hơn rất nhiều so với trước kia, tùy tiện trên mặt đất mượn chút lực cũng có thể dễ dàng tung bay ra 3-40 trượng nữa. Hơn nữa, không có chút cảm giác kiệt lực, thông qua tinh thần lực cảm xúc đối với ngoại giới, tốc độ của hắn có thể đuổi kịp Tích Lỗ. Phương diện linh động chưa từng có, Niệm Băng cũng không cần vận dụng quá nhiều tinh thần lực. Vừa chạy đi hắn vừa cân nhắc làm sao có thể đem lân giáp bích lục ở trên người phá hủy đi. Bởi vì Niệm Băng tốc độ tăng lên, nên hai người chạy lên trên đường mau hơn, trong chốc lát đã điên cuồng chạy hơn 10 dặm. Khi chạy bọn họ đã gặp được qua vài ma thú, lần này Tích Lỗ rốt cục thấy được phương pháp công kích khủng bố của Niệm Băng. Thực lực Tích Lỗ đã cực kỳ cường hãn rồi, nhưng hắn giải quyết ma thú cũng phải từng con, y dựa vào đấu khí chính mình cùng với lực chiến phủ đem ma thú phân giải. Nhưng hắn thấy công kích của Niệm Băng là hoàn toàn phóng túng, mặc dù ma thú tập kích bọn họ không quá cường đại, nhưng Niệm Băng hành động thật sự rất dị thường. Một khi có ma thú hướng bọn họ công kích, xung quanh thân thể Niệm Băng sẽ sinh ra một tầng thất thải khí lưu, thất thải quang mang lưu chuyển phân ra vô số đạo quang mang rất nhỏ. Mỗi một đạo quang mang một khi đâm nhập vào trong cơ thể ma thú, chỉ vậy không có gì khác mà ma thú phải bạo thể mà chết. Còn nội hạch của chúng nó cũng vừa tiến vào trong bụng của Niệm Băng. Đương nhiên bây giờ Niệm Băng không tùy tiện ăn bậy, hắn hỏi qua Tích Lỗ, sau khi xác định không có vấn đề thì mới ăn vào bụng. Chỉ là từ sau khi ăn con cầu đan của bích mục thương cầu kia, con nội hạch ma thú khác thì hắn cũng cảm giác thực lực không tăng trưởng được nhiều. Nghe ta nói này, chúng ta thương lượng một chút sự tình có được không chứ? Tích Lỗ dò hỏi. Niệm Băng ngẩn người, vừa chạy đi về phía trước vừa nhìn về Tích Lỗ nói, làm sao vậy? Chúng ta là huynh đệ, có chuyện gì cứ nói thẳng thôi. Tích Lỗ xoa xoa tay nói, lần sau gặp được ma thú, ngươi có thể đừng dùng cái phương pháp công kích dị thường của ngươi có được không? Với cường độ thân thể của ngươi bây giờ, không cần tinh thần lực mà đối phó ma thú cũng là vấn đề không lớn. Lưu lại vài con cho ta nghiền đi. Niệm Băng mỉm cười nói, nguyên này là như vậy hả? Được rồi, không thành vấn đề, ma thú xuất hiện nữa đều giao cho ngươi, ta càng sung sướng được xả hơi. Lúc này tâm tình của Niệm Băng rất tốt, mặc dù lân phiến này ảnh hưởng đến ngoại mạo của hắn, nhưng thân thể tràn ngập lực lượng cùng với tinh thần lực vô cùng vô tận lại làm hắn biết rõ thực lực tăng nhiều. Khi công kích ma thú này căn bản không cần phải lo lắng tinh thần lực tiêu hao. Sau mỗi lần công kích trong thiên nhãn huyệt, 7 lốc xoáy rất nhỏ xoay tròn một lần sẽ lập tức khôi phục tinh thần lực đã mất đi. Đã có phương pháp tiết kiệm lực như thế, hắn tại sao phải sử dụng thân thể để công kích cơ chứ? Tịch Lỗ bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi thật sự là biến thái mà, nội hạch của ma thú cũng ăn. Xem bộ dáng của ngươi kìa, căn bản không giống người từ Ngưỡng Quang Đại Lục đến. Niệm Băng nghi hoặc nói, tại sao ngươi lại nói như vậy? Tịch Lỗ nói, còn hỏi sao? Nhân loại bình thường nào có dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh thần chi đại lục như vậy? Thật xem người so với ít thần nhân kia còn muốn thích ứng hơn, thật sự là khâm phục ngươi à? Niệm Băng cười nói, nguyên lai là như thế, kỳ thật nội hạch ma thú là do năng lượng tạo thành, có thể nói là hạch tâm trên người chúng nó. Gặp dịp ngươi ăn một chút đi, không có vấn đề gì đâu. Tích Lỗ lắc đầu nói, quên đi, ta không có công năng tiêu hóa tốt như ngươi. Đừng quên ngươi là cương thi, đối với mọi nhục thể công năng hấp thu đều rất mạnh. Hơn nữa thân thể ngươi cường hãn dị thường, căn bản không sợ năng lượng nội hạch của ma thú trùng kích. Chỉ là bây giờ ta không rõ ngươi làm sao mà hấp thu được cái khối cầu đan của bích mục thương cầu. Dựa theo đạo lý mà nói, với sức mạnh thân thể của ngươi, căn bản không có khả năng chịu đựng được năng lượng trùng kích lớn như vậy. Đúng là bởi vì hấp thu cầu đan bích mục thương cầu, ngươi ăn nội hạch ma thú khác mới có thể không kiêng nể gì như vậy. Niệm Băng cười khổ nói, mấy vấn đề này mới là ta muốn hỏi ngươi, ngươi lại đi hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Mặc kệ đi, có thể ăn được thì cứ ăn, tăng cường một phần thực lực, cơ hội tới thác nước tử thần cũng nhiều hơn, không phải sao? Kỳ thật cả Niệm Băng cũng không biết, hắn sở dĩ có thể hấp thu nổi khối cầu đan bích mục thương cầu kia, mặc dù chủ yếu là bởi vì tinh thần lực và ý chí lực hắn mạnh mẽ, nhưng đồng thời cùng với thân thể hắn cũng có quan hệ rất lớn. Cho dù ý chí lực hắn đích thực kiên cường đi nữa, nếu lúc ấy thống khổ đồng thời theo tinh thần thế giới và nhục thể truyền đến, hắn đã không có khả năng chịu đựng. Mà thân thể cương thi lại càng làm hắn căn bản không có cảm giác thống khổ của nhục thể. Mặt khác, bởi vì thân thể hắn chịu qua long phách cải tạo, bích mục thương cầu mặc dù cường đại nhưng hắn cũng đồng dạng thuộc loại long khoa, là cái loại siêu cấp biến hóa trong địa long, mà thân thể của Niệm Băng bị long phách biến dị của long áo tư tạp cải tạo qua. Cái này khiến cho cầu đan bích mục thương cầu bài xích đối với hắn phi thường nhỏ, cho nên mới có thể bình an hấp thu cầu đan bích mục thương cầu. Niệm Băng thực lực tăng cường khiến cho tin tưởng của Tích Lỗ tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy tiến hóa dị thường này của Niệm Băng, bây giờ hắn có chút tin tưởng vào nhãn quang của Tính Mạng Chi Thần. Có lẽ nhân vật biến thái này thật sự có biện pháp có thể bình an tiến vào Thác Nước Tử Thần. Hai người không ngừng đi tới phía trước, xa xa một tòa núi lớn màu xanh biếc dần dần xuất hiện ở trước mắt. Độ cao của ngọn núi này còn không bằng Hồng Sơn các Chiết Biệt cư trú, nhưng là chiếm diện tích lại rộng lớn hơn. Sơn thể màu xanh biếc sẫm có vài thập phần rất thật, cũng không có hang động gì lộ ra ngoài. Niệm Băng có chút nghi hoặc nhìn tòa núi lớn này nói: đây đúng là Đệ Tam Tọa Sơn, bay qua nơi này đúng là tới Thác Nước Tử Thần. Tích Lỗ, chúng ta có thể làm giống như ở Hồng Sơn, đi vòng qua hay không? Tích Lỗ lắc đầu nói: điều đó còn có thể không làm được. Ngọn núi này gọi là Lục Sơn, đỉnh núi cũng không ai biết được nước từ đâu mà đến. Nhưng ta có thể nói cho người biết, đỉnh ngọn núi này đúng là ngọn nguồn Thác Nước Tử Thần kia. Muốn tới Thác Nước Tử Thần, chúng ta phải tới đỉnh núi. Theo nơi đây mới có thể trực tiếp đến Thác Nước Tử Thần. Cho dù chúng ta đi vòng qua chỗ khác, cũng phải đạp lên trên ngọn núi này. Quá trình đều là giống nhau. Niệm Băng trong lòng vừa động nói: ý của ngươi nói, Thác Nước Tử Thần kia ở trong đỉnh núi này? Không sai chứ. Mặt sau ngọn núi này còn có thể có một thác nước hay không? Một cái thác nước cũng không có uy hiếp gì. Tích Lỗ tức giận nói: người nghĩ có hoàn mỹ rồi, chỗ nào cũng có chuyện tiện nghi như vậy hả? Ta đối với hoàn cảnh phụ cận này rất là quen thuộc. Ngoài trừ Thác Nước Tử Thần ra, trong vòng chu vi ngàn dặm không có thác nước nào khác. Tại trên Thần Chi Đại Lục, đồ ăn thức uống là chân quý nhất. Bên trong đại lục căn bản không có nguồn nước trực tiếp uống được. Chúng ta uống đều là một ít nước ô trọc trong khe núi chảy ra. Sau khi trải qua tinh lọc mới có thể uống được. Chứ nào xa xỉ giống như ngươi, bên trong không gian chỉ giới mang theo nhiều nước sạch như vậy. Đương nhiên ngươi không cần uống nước, bất quá Cương Thi tựa hồ phải uống máu. Ta cũng chưa thấy được ngươi uống máu hả? Niệm Băng mỉm cười nói: ta không phải là ăn nội hạch ma thú sao? Mấy thứ kia cũng đổ bổ sung cho thân thể của ta rồi. À, ngươi nghĩ rằng ta là cái dạng người như vậy hả? Ta là một trù sư, chế tạo mỹ thực cùng với nhấm nháp mỹ thực là niềm vui thú lớn nhất. Hiện tại chút ít niềm vui thú ấy cũng đã mất rồi. Tích Lỗ trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng nói: tốt lắm, đừng có nói mấy cái này nữa. Chúng ta ngẫm lại làm thế nào để lên ngọn núi trước mặt này đi. Dọc theo đường đi, ngoại trừ gặp được rất là nhiều Chiết Biệt đồng thời phát động ra công kích, lần đầu tiên Niệm Băng thấy Tích Lỗ toát ra vẻ mặt như vậy. Hắn cảm thấy rét lạnh, nhất thời hiểu được tòa Lục Sơn này tất nhiên có chỗ không bình thường. Tích Lỗ nói tiếp: tòa Lục Sơn này trên khắp Thần Chi Đại Lục được xưng là một trong ngũ đại cấm địa, nổi danh cùng với lãnh địa của bốn đại chân thần. Có thể tưởng tượng được trong đó nguy hiểm như thế nào. Đương nhiên, nguy hiểm này chủ yếu thể hiện ở Thác Nước Tử Thần. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu nơi này được bầu làm cấm địa. Nhưng tại xung quanh phiến cấm địa này, đồng dạng cũng có tiềm ẩn uy hiếp. Rõ ràng nhất là các loại ma thú có thuộc tính hắc ám. Trong đó còn có cả một trong tứ đại ma thú, được xưng là Hắc Cám Thiên Hương, thủ hộ giả Thác Nước Tử Thần. Niệm Băng nhíu mày nói: Hắc Cám Thiên Hương, đó là thứ gì vậy? Tên nghe cũng rất hay đó. Tích Lỗ nói: Hắc Ám Thiên Hương là ma thú đứng đầu bốn loại cường đại nhất trong Thần Chi Đại Lục, thực lực mạnh hơn Chiết Biệt, trên cả Bích Mục Thương Cầu. Ta cũng chỉ là xa xa gặp qua một lần hình dáng của hắn. Tên hắn đích sở dĩ dễ nghe như vậy là bởi vì hắn là ma thú có bề ngoài xinh đẹp nhất. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, có lẽ ai ai cũng không nghĩ được hắn là ma thú hung hãn nhất. Nói tới đây, trong mắt của Tích Lỗ thoát ra một tia quang mang sợ hãi. Niệm Băng không cho là đúng nói: ma thú, cuối cùng cũng chỉ là ma thú, chúng ta tránh đừng động chạm với hắn là được. Tích Lỗ lắc đầu nói: đầu cô dễ dàng như vậy. Làm thủ hộ giả Thác Nước Tử Thần, mặc dù Hắc Ám Thiên Hương chỉ có một mình, nhưng hắn cũng có trí tuệ nhân loại. Bề ngoài của hắn là một con chim. Một con chim cánh dài nhiều màu cùng với lông vũ. Nhưng đầu của nó tất cả đều là màu đen. Trên người có thể tàn mát ra một mùi thơm nhàn nhạt. Loại chim này có thể biến hóa thành hình người. Nghe nói hắn đã có được lực lượng cường đại nhất của hắc ám thế giới. Mà Thác Nước Tử Thần chính là nguồn suối của hắn. Thậm chí cả bốn đại chân thần cũng không có biện pháp bắt hắn. Trừ phi đem Thần Chi Đại Lục hủy diệt đi, nếu không bọn họ cũng không có khả năng giết chết con Hắc Ám Thiên Hương này. Nói tới đây, hắn nhìn thật sâu Niệm Băng, dừng lại một chút rồi nói: nói cách khác, Hắc Ám Thiên Hương này mặc dù đặt ngang hàng với ba loại ma thú, nhưng thực lực của hắn còn cao thâm hơn cả ba loại ma thú. Thực lực của chân thần rất mạnh thì Niệm Băng đã quá quen thuộc rồi. Tích Lỗ lại còn nói Hắc Ám Thiên Hương thậm chí có thể so sánh với chân thần, nhất thời làm cho Niệm Băng trợn mắt há mồm. Thác Nước Tử Thần có loại thủ hộ như vậy, mình còn có thể lấy được trái cây ở mặt phía sau sao? Tích Lỗ thở dài một tiếng nói: bởi vì có Hắc Ám Thiên Hương tồn tại, cho nên lúc trước khi ta biết được ngươi muốn tới nơi này hái trái cây mới phi thường kinh ngạc. Ta thật sự không rõ vì sao Tánh Mạng Chi Thần lại để ngươi tới nơi này. Chẳng lẽ hắn cho ngươi đi tìm cái chết sao? Nghe Tích Lỗ nói xong, tâm thần của Niệm Băng thay đổi thật nhanh. Trong đầu linh quang chợt lóe đáp, có lẽ Tạp Áo để cho ta tới nơi này, bởi vì ta là cương thi. Hắc Cám Thiên Hương kia mặc dù cường đại, nhưng hắn lại bị tất làm thương tổn hắc cám sinh vật khác. Nếu không, người cũng sẽ không nói cho ta biết trên tòa Lục Sơn này có nhiều loại hắc ám sinh vật như thế. Cho nên Hắc Cám Thiên Hương tuy mạnh, nhưng cũng không bá đạo. Tích Lỗ, ta quyết định rồi, bây giờ ngươi hãy trở về đi, một mình ta lên núi. Tích Lỗ trong lòng quính lên, chặn lại nói, ngươi có ý tứ gì? Ta nói cho ngươi biết, Hắc Cám Thiên Hương cường đại, nhưng không phải là ta sợ hắn. Đã theo người đến nơi đây, tự nhiên vẫn phải cùng ngươi đi xem. Hai người chúng ta cùng một chỗ, cho dù đánh không lại, có lẽ còn có cơ hội đào tẩu. Liễu Băng lắc đầu nói, ta đương nhiên sẽ không nghĩ rằng ngươi sợ hắn, nhưng ngươi thật sự không cần theo ta đi lên. Tạp Áo để cho ta tới nơi này, thực lực nhất định đủ sức lo lắng cho ta. Hắn để cho ta tới nhất định có chút nắm chắc, cho nên ta nhất định phải đi tới thử xem. Nếu ngươi đi theo ta, có thể hai chúng ta bị lâm vào khổ cảnh đó. Nghe Đệ Băng nói xong, Tích Lỗ không khỏi có chút do dự. Nhưng mà một mình ngươi đi tới, ta làm sao có thể yên tâm? Đệ Băng mỉm cười, trong mắt toát ra một tia quang mang chân chính. Tin tưởng ta đi, Hắc Cám Thiên Hương đã cường đại vậy, cho dù ngươi đi cùng với ta đi. Một khi hắn phát hiện, chúng ta cũng không thể chống lại. Không thể lấy cái hại của hai người mà xem nhẹ được. Huống chi một mình ta thì còn có cơ hội. Ngươi không tin tính mạng chi thần sao? Trở về đi, huynh đệ của ta. Nếu 10 ngày sau ta không trở về, vậy là chứng minh ta đã xong đời rồi. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều làm cái gì. Hãy kiên trì tín nhiệm của mình. Nếu ta không trở về, 6 thanh đao kia sẽ đưa cho ải nhân các ngươi. Ta tin tưởng rằng mấy cái đao này trong tay các ngươi cũng có thể phát huy tác dụng. Tích Lỗ nhìn Địa Băng thật sâu, vươn tay phải của mình ra. Địa Băng nâng tay cùng với hắn. Hãy đi đi. Ta đối với bản thân rất là tự tin. Người dẫn ta đến nơi đây còn nói cho ta biết mấy cái này. Đối với ta mà nói đã rất là bổ ích rồi. Người không phải nói là ta biến thái sao? Nói không chừng sau khi ta thấy Hắc Cám Thiên Hương còn có thể làm ra cái chuyện dị thường hơn. Liếc mắt nhìn Niệm Băng thật sâu. Hảo huynh đệ, ta biết ngươi vì ta mà suy nghĩ. Được, ta nghe lời ngươi. Ta ở Thánh Sơn chờ đợi tin tức tốt của ngươi. Ngươi nhất định phải trở về. Nói tới đây, tay trái hắn dùng sức vỗ vỗ bả vai của Niệm Băng. Tay phải căng thẳng nắm tay phải của Niệm Băng một chút, lúc này mới buông ra, xoay người nhắm đường cũ mà đi. Nếu Tích Lỗ chỉ đi một mình, cho dù Đệ Băng phản đối đi nữa, hắn cũng nhất định phải đi theo Đệ Băng leo lên Lục Sơn đối mặt với Hắc Ám Thiên Hương. Nhưng mà lời nói mới rồi của Đệ Băng đã làm cho hắn nghĩ tới mẫu thân. Chính mình còn có mẫu thân phải phụng dưỡng mà. Nếu mình chết đi, trung niên ải nhân duy nhất của ải nhân tộc trên thần đại lục chết rồi, vậy thì lấy ai chiếu cố mẫu thân và tộc nhân của mình đây? Nghĩ vậy nên hắn mới làm trái lương tâm, cáo biệt Niệm Băng, nhưng trên khuôn mặt thô mộc của hắn khi đi thì đã đầm đìa nước mắt. Tích Lỗ biết Niệm Băng mặc dù chỉ có hơn 3 ngày, nhưng hơn 3 ngày này Niệm Băng không hề giữ lại, đem thực vật mang trên người toàn bộ hết cho bọn người ải nhân tộc, mang đến hy vọng, mang đến tín niệm càng rõ ràng cho bọn hắn. Hết thảy điều này đối với ải nhân tộc mà nói đều là đại ân. Nhưng bản tính của Tích Lỗ rất có hiếu, vì mẫu thân hắn không thể không lựa chọn rời đi, hắn không ngừng tự nhủ, mọi chuyện của Niệm Băng hết thảy đều có tính mạng chi thần an bài, nhưng cho dù như thế, thâm tâm của hắn vẫn còn phi thường khó chịu. Nhìn thấy Tích Lỗ đi rồi, Niệm Băng lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu hướng ngọn núi rộng lớn mà cao lớn phía trước mặt nhìn lại. Ngọn núi màu xanh biếc trước mặt cũng không phải vì thực vật sinh trưởng mới biến thành màu xanh biếc. Có thể nói, trên phiến thần đại lục, ngoại trừ hắn gặp qua tính mạng chi cảnh ra, căn bản không có địa phương nào thích hợp cho thực vật sinh trưởng. Lục Sơn trước mặt sở dĩ có màu xanh biếc, đó là bởi vì nham thạch cấu thành núi vốn là màu xanh biếc, đó là một loại màu xanh rất đậm. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua mây đen không mạnh, thậm chí là nhìn thấy nó giống như màu đen. Hắn mỉm cười, trong mắt toát ra một tia thần quang nhàn nhạt. Hắn cũng không biết mình sắp đối mặt là cái gì, nhưng mà đi tới nơi này, hắn tuyệt không có một tia e sợ. Hắc Ám Thiên Hương kia, hãy khiến cho ta thấy một chút tồn tại của ngươi đi. Tay trái quang mang chợt lóe, hắn cầm Phệ Ma Đao trong tay, màu đen ánh đao lóe ra, cùng với tự thân tử linh khí của hắn kết hợp, ám nguyên tố nồng đậm. Không cần tinh thần lực thì vẫn tận lực khống chế. Xung quanh thân thể của hắn cấu thành một vòng kết giới. Ở chỗ này, Vệ Ma Đao đột nhiên bắt đầu chấn động rất nhỏ. Chấn động không mạnh, nhưng mỗi một lần run rẩy lại tản mát ra một tầng sương mù màu đen nhàn nhạt, gây cho Địa Băng cảm giác hưng phấn. Hắn đem Vệ Ma Đao cất vào trước ngực. Nhìn thấy đao nhận, hẹp, dài, không phản xạ quang mang gì. Cảm thụ hắc ám khí tức mênh mông của nó, Địa Băng tự nhủ. Lã bằng hữu, lần này lên núi các đồng bọn của ngươi đều không có, chỉ có ngươi bảo vệ ta. Vệ Ma Đao phát ra một tiếng kích nhẹ nhàng, tựa hồ hướng Niệm Băng muốn nói cái gì. Niệm Băng lại ngẩng đầu, trong mắt toát ra một tia thần quang mãnh liệt. Hắn bay người lên, giống như một lá cây hướng đỉnh núi Lục Sơn đi tới. Xung quanh là khung cảnh yên tĩnh. Vì bảo đảm an toàn cho chính mình, tinh thần lực của Nệ Băng triển khai toàn bộ. Trước mắt lại xuất hiện cảnh các loại ma pháp nguyên tố ba động. Khi hắn vừa mới tiến vào phạm vi Lục Sơn, lập tức cảm giác được toàn thân lực lượng, các loại năng lượng mặt trái không ngừng hướng thân thể của hắn tụ hợp, mà thân thể cương thi của hắn thì hút vào điên cuồng cái loại khí tức tà ác, hắc ám, tử vong, oán hận. Nịa Bằng thấy trước mắt mọi thứ đều là một mảnh rộng lớn bụi màu đen. Trong phạm vi Lục Sơn, căn bản không có gì hệ ma pháp nguyên tố khác, chỉ có tà ác và cùng với hắc ám mà thôi. Đối với sinh vật khác mà nói, Lục Sơn tuyệt đối là một nơi tử vong. Nhưng đối với các loại tử linh và hắc ám sinh vật mà nói, đây cũng là một phong thủy bảo địa tuyệt đối. Trong cơ thể hắn, năng lượng hắc ám đang làm dịu không ngừng duy trì liên tục bốc lên. Thế nhưng có cảm giác muốn thét lên, thân thể tràn ngập lực lượng gần như vô hạn. Thân thể hắn mỗi lần bốc lên, khi ở trên không trung sẽ cảm giác được năng lượng, dùng hết một chút liền được bổ sung đầy đủ. Địa Băng trong lòng thầm nghĩ, nếu ở trên tọa Lục Sơn này tụ tập được lượng lớn hắc ám, có lẽ chiến đấu lực của chúng nó phải tăng cường gấp đôi. Chắc không được Tích Lỗ nói, hắc ám thiên hương thậm chí có thể chống cự lại 4 đại chân thần. Tại Lục Sơn, với điều kiện đặc trưng như thế, cái loại tình huống này rất có thể là sẽ phát sinh. Khi Nệ Băng cảm thụ hết thảy trong Lục Sơn, hắn đã dùng tốc độ mắt thường khó phân biệt đi tới vị trí giữa sườn núi. Cách đỉnh núi càng gần, khí tức tà ác lại càng lớn. Mặc dù khí tức hắc ám tà ác này làm cho Nệ Băng cảm giác tràn ngập lực lượng, nhưng đồng thời đã khơi dậy dục vọng bản nguyên của cương thi, khiến trong lòng hắn tràn ngập cảm giác khát máu. Nếu không phải Nệ Băng dùng tinh thần lực cường đại ức chế dục vọng hắc ám kia, chỉ sợ hắn đã sớm giống lên. Nhưng mặc dù như thế, trong cơ thể tử vong năng lượng lần lượt nổi lên, làm hắn càng kinh hãi. Hắc ám năng lượng là một con dao hai lưỡi, có thể tăng cường thực lực hoặc có thể cắn trả. Nệ Băng hiểu được điều mình trước hết cần phải làm là giữ cho linh trí được thanh tỉnh. Đồng thời, cảm thụ tá khí tức tăng mạnh, tinh thần lực của Nệ Băng so với trước kia đang tăng mạnh, đột nhiên phát hiện trong không khí một tia biến hóa rất nhỏ. Phía trên núi cách đó không xa, hắn cảm giác được một cỗ khí tức tà ác. Đó không phải là năng lượng bản thân Lục Sơn, bởi vì khí tức bản thân của Lục Sơn ít ba động, thăng bằng theo độ cao của núi không ngừng gia tăng, còn cỗ khí tức tà ác này lại ba động mãnh liệt rất nhiều. Với tinh thần lực của Nệ Băng, rất dễ dàng đã phát hiện ra nhân tố này. Nệ Băng chưa từng lo lắng quá nhiều, bởi vì hắn biết chính mình có lẽ đụng phải hắc ám sinh vật, nhưng không biết có phải là hắc ám thiên hương thủ hộ thác nước tử thần hay không. Tốc độ có chút chậm lại, trong tay Phệ Ma Đao dài nhỏ, tinh thần lực hắn mở ra, giống như một cái lưới lớn tập trung vào mục tiêu kia. Nệ Băng cũng không có thi triển thực chất tinh thần lực, mặc dù như vậy mới có thể làm cho tinh thần lực phát huy tác dụng lớn nhất. Nhưng thực chất tinh thần lực năng lượng phụ ra quang mang rất rõ ràng, ngược lại không bằng tinh thần lực vô hình có hiệu quả bí mật. Nhưng với tinh thần lực của hắn bây giờ, cho dù thi triển không phải là thực chất của tinh thần lực cũng đã rất khủng khiếp rồi. Khi thời điểm tinh thần lực của hắn chắc chắn tập trung đối thủ, hắn sẽ cảm giác rõ ràng được hình thái của đối thủ. Đó là một con quái thú dài, ước chừng 4 trượng. Theo thông tin phản hồi của tinh thần lực, nó núp ở phía sau một khối nham thạch rất lớn, đang chú ý đến mình. Hình thể quái thú Nệ Băng cảm giác được có chút quen thuộc. Hình dáng mập mạp kia trông giống như là ám ma thử, nhưng đầu lâu hắn thật lớn, cho dù là ám ma thử không thể so sánh được. Khi Nệ Băng chuẩn bị dùng tinh thần lực kích thích cái con quái thú kia tìm kiếm cơ hội động thủ, Phệ Ma Đao trong tay hắn đột nhiên xảy ra biến hóa. Một vòng quang mang màu đen từ trên chuôi của đao Phệ Ma tán ra, chuôi đao đột nhiên trở nên nóng rực dị thường. Nệ Băng trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì cảm giác nóng rực kia thế nhưng lại thông suốt với tinh thần lực của hắn, cơ hồ vô ý thức hắn lập tức buông lỏng chuôi đao Phệ Ma. Quang mang chợt lóe, một hắc mang nhạt phiêu diêu theo đuôi Phệ Ma Đao phát tán ra, trong chớp mắt tại trước mặt Nệ Băng ngưng kết thành hình. Đúng là ám ảnh khôi lỗi. Tay phải nó hướng về phía trước có chút tìm tòi, đem Phệ Ma Đao nắm vào trong lòng bàn tay. Không đợi Nệ Băng ra lệnh, đã hóa thành một đạo hắc vụ nhạt hướng phía sau nham thạch tung bay tới. Đúng vậy, mình đến thác nước tử thần mạo hiểm, tại sao lại quên ám ảnh khôi lỗi? Vừa thấy nó xuất hiện, Nệ Băng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ. Dù sao, mặc dù ám ảnh khôi lỗi thường xuyên phải thoát ý sự khống chế của hắn, nhưng mọi thứ ám ảnh khôi lỗi làm đều có lợi cho hắn. Có lẽ là bởi vì hắc ám khí trên cây Phệ Ma Đao này quá mạnh mẽ, cho nên hình thành đao hồn. Bản thân đao có linh tính là chuyện tốt, nhân tiện để nó đến đối phó với quái thú kia, chính mình chỉ cần tìm cơ hội tương trợ là được. Nghĩ tới đây, Nệ Băng phóng người lên, nhẹ nhàng đến trên một tảng đá lớn bên cạnh, nhìn về hướng ám ảnh khôi lỗi vừa lao ra. Quang mang chợt lóe, một hồi rít gào phẫn nộ vang lên, Ngay sau đó một thân thể rất lớn từ phía sau nham thạch kia chợt phóng lên. Vừa thấy thân ảnh ấy bay ra, Địa Băng nhất thời lại càng hoảng sợ. Thân thể đó cao ước chừng 4 trượng, cơ hồ như là một quả cầu, mà đầu của nó thì giống như là một quả cầu, chỉ là nhỏ so với thân thể chút ít mà thôi. Xem hình dáng nó bay lên, giống như là một khối thịt to, mặt trên thả một viên thịt tròn tròn, hai lỗ tai lớn chừng 1 trượng, thật không ngừng đập vỗ, dẫn thân thể của nó nhanh chóng bay cao, né nhanh đạo sáng do ám ảnh khâu lỗi Phệ Ma Đao chém ra. Diện mạo quái thú này, Địa Băng rất quen thuộc, đây không phải giống con quái thú tiểu phấn trư của Miêu Miêu sao? Chỉ là lớn hơn nhiều, thân thể không phải là hồng nhạt mà là màu xám. Mẹ kiếp, Phi Thiên Thần Trư hả? To lớn như vậy mà cũng có thể bay lên sao? Ở trên không trung, Phi Thiên Thần Trư tựa hồ nghe được thanh âm của Địa Băng, mũi to rất xứng với thân thể phát ra một tiếng hống phẫn nộ. Đương nhiên, mặc dù nó là một ma thú cường đại, nhưng thanh âm gầm giống so với heo bình thường cũng không khác chi mấy, chỉ là thanh âm lớn hơn rất nhiều mà thôi. Thấy rõ hình dáng của ma thú này, Địa Băng trong lòng sinh xuất ra một tia cảm giác buồn cười. Tốt, một con Phi Thiên Thần Trư, nó không quan hệ thân cận gì với con tiểu phấn trư quan quan của Miêu Miêu. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hướng ám ảnh khô lưỡi hô. Cẩn thận tuyệt chiêu của phi trư này, có thể là thú huyết phi đằng gì đó. Thời điểm quan quan thi triển thú huyết phi đằng, Địa Băng cũng từng gặp qua, uy lực kia đã là phi thường bá đạo. Nói về lực công kích, trong tất cả sùng vật của Miêu Miêu, tiểu phấn trư quan quan là cường hãn nhất, mà con Phi Thiên Thần Trư thật lớn trước mặt này hiển nhiên thực lực phải so với quan quan mạnh mẽ hơn, không chỉ là một bậc. Nếu nó thi triển ra thú huyết phi đằng, uy lực kia chỉ sợ rất khó tưởng tượng được. Ám ảnh khôi lỗi tự hồ không có nghe Địa Băng nói, thân thể như bóng với hình nhẹ nhàng di chuyển. Trong tích tắc, trong đầu của Địa Băng, tinh thần lực đột nhiên kịch liệt ba động một chút, hắn thấy rõ ràng ám ảnh khôi lỗi đã xảy ra biến hóa. Nó vốn dùng tiên thiên chi khí làm trụ cột, hấp thụ hắc ám nguyên tố ngưng kết mà thành thân thể, trong nháy mắt lại trở nên hư ảo, mà Phệ Ma Đao lại giơ lên cao, năng lượng hắc ám dài đến hơn 1 trượng nhanh chóng co rút lại trong phạm vi 1 thước, tốc độ trong nháy mắt gia tăng gấp đôi, hướng đầu Phi Thiên Thần Trư phóng tới. Phi Thiên Thần Trư tựa hồ đã nhận biết lợi hại, mặc dù không ngừng rít gào, nhưng thân thể thật lớn của nó lại cuộn rút lại một chỗ, thật sự biến thành một quả cầu thịt ở không trung, thân thể xoay ngược, bay nhanh. Cặp lỗ tai thật lớn kia bao bọc phần lớn bên ngoài, một tầng năng lượng màu xanh xám phát ra bên ngoài cơ thể, chợt đụng phải ám ảnh khối lỗi. Thấy cảnh này, Địa Băng cũng không khỏi lo lắng, tinh thần lực hắn thủy chung đều tập trung trên người Phi Thiên Thần Trư, một khi ám ảnh khối lỗi không thể ngăn cản, hắn sẽ lập tức ra tay. Nhưng xem tình trạng bây giờ, ám ảnh khối lỗi từ hồ chống đỡ cũng không khó khăn. Phi Thiên Thần Trư công kích diện tích tuy lớn, nhưng đối mặt với đặc điểm lớn nhất của ám ảnh khôi lỗi chính là tốc độ cùng với tính linh hoạt, với loại công kích này căn bản nó không có khả năng gây thương tổn cho ám ảnh khôi lỗi. Khi Địa Băng nghĩ đến phương hướng ám ảnh khôi lỗi có thể né tránh, một cảnh xuất hiện làm hắn buồn cười. Ám ảnh khôi lỗi kỳ lạ hơn cũng không có né tránh công kích của Phi Thiên Thần Trư, thân thể vọt tới trước trong nháy mắt chật đình trệ ở giữa không trung. Vệ Ma Đao giơ tay lên cao quá đỉnh đầu, chợt phát ra một đạo hắc quang. Nhưng đạo quang mang này cũng không phải là hướng Phi Thiên Thần Trư tấn công, mà là bắn về phía không khí ở trên Phi Thiên Thần Trư. Điều này làm cho Địa Băng có chút buồn bực. Ám ảnh khôi lỗi này tận cùng là muốn làm cái gì? Khi Địa Băng đang nghi hoặc thì đáp án đồng thời bộc lộ. Sau khi tốc độ Phi Thiên Thần Trư dưới sự ảnh hưởng tự nhiên của thể trọng khổng lồ phi lên cực nhanh, mà động tác của ám ảnh khôi lỗi lại vừa vặn so với nó còn nhanh hơn. Ở không trung, một đạo hắc quang mang trong nháy mắt phóng đại, một thân thể thật lớn không nhỏ hơn Phi Thiên Thần Trư chút nào chợt xuất hiện tại giữa không trung, chính là mẫu thân của lão thử Điểm Điểm, một siêu cấp ám ma thử bậc 5. Ám ma thử xuất hiện hiển nhiên khiến Phi Thiên Thần Trư giật mình, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nó đã không còn thời gian phản ứng. Công kích của ám ma thử có thể nói là hoàn toàn mới. 4 bộ móng vuốt đều khéo léo thu lại, học theo bộ dáng của Phi Thiên Thần Trư cuộn mình lại, chỉ là thân thể của nó lại không xoay tròn. Cái đầu nhọn hướng về phía trước, đôi mắt nhỏ nhìn không chớp mắt, cái mông to hạ xuống, toàn thân tỏa ra một tầng quang mang màu đen, cũng đặt cái mông xuống phía dưới. Tốc độ ám ma thử ngồi xuống cũng rất nhanh, cân nặng của nó cũng không nhẹ. Khi vị trí của nó đến gần ám ảnh khôi lỗi, Phi Thiên Thần Trư cũng vừa lúc đánh tới. Vì vậy, một chuyện làm cho Địa Băng cười sặc sụa xuất hiện, cái mông phì độn màu xanh đen cùng với thân thể cuộn tròn của Phi Thiên Thần Trư va chạm vào nhau. Hai thân thể cùng to béo như hai quả cầu thịt lớn từ trên trời giáng xuống, vừa vặn nện vào trên sườn núi Lục Sơn. Một tiếng nổ vang lớn trực tiếp đem Địa Băng đánh văng ra. May mà hắn sớm đã có chuẩn bị, dùng tinh thần lực bảo vệ lỗ tai của mình, lúc này mới không có bất cứ thương tổn gì. Ngay sau khi tiến vào Lục Sơn, Địa Băng đã cẩn thận xem xét qua cấu tạo của nham thạch, Nham thạch này ngoại trừ bên trong tràn ngập năng lượng hắc ám, đồng thời cũng cực kỳ cứng rắn, so với nham thạch màu đen bình thường ở Thần Chi Đại Lục còn cứng rắn hơn gấp đôi. Nhưng Ám Ma Thử và Phi Thiên Thần Trư, hai quả cầu thịt lớn, Ám Ma Thử và Phi Thiên Thần Trư lực lượng thật là đáng sợ. Phi Thiên Thần Trư thân thể xoay tròn bởi vì một cái đập mông của Ám Ma Thử mà thay đổi phương hướng. Hơn nữa năng lượng của Ám Ma Thử dùng sức nặng của bản thân chúng, vậy mà có thể trong nháy mắt đem cái thân thể cự đại của Phi Thiên Thần Trư lún vào trong Lục Sơn tới 2/3. Lấy chỗ lõm mà nó làm bể ra làm trung tâm, từng vết nứt không ngừng tỏa ra xung quanh, dài tới 100 trượng mới ngừng lại. Phi Thiên Thần Trư lúc này thực sự tức giận, thân thể khổng lồ của nó dùng sức tránh răng, từ trong chỗ lõm nhảy ra, nhìn Ám Ma Thử trên không trung, trong miệng phát ra một tiếng gầm lớn. Một cỗ khí lưu màu xám nhìn qua rất kỳ quái, trong quá trình ngưng tụ trên người Phi Thiên Thần Trư xuất hiện một vòng xoáy màu xám kỳ dị, mà trung tâm của vòng xoáy là màu đen. Phi Thiên Thần Trư đôi mắt đen to vốn tràn ngập vẻ uể oải đã biến thành đỏ như máu. Theo tiếng rít gào, cái mũi to không ngừng thở ra từng đạo nhiệt khí. Trong lòng của Đệ Băng căng thẳng, lập tức dùng tinh thần lực chi thông cho Ám Ảnh Khôi Lỗi. Hắn biết Phi Thiên Thần Trư sắp phát động tuyệt kỹ cùng loại với Tiểu Phấn Trư Quan Quan, tuyệt kỹ Thú Huyết Phi Đằng. Một con heo lớn như vậy, công kích của nó rốt cuộc mạnh tới mức nào? Địa Băng không biết mà cũng không muốn biết. Phi Thiên Thần Trư động tác mặc dù không nhanh, hơn nữa tựa hồ rất uể oải, nhưng trình độ cường đại của hắc ám khí tức trên người nó vượt quá mức mà Địa Băng có thể thừa nhận. Khối năng lượng màu xám khổng lồ cơ hồ trong nháy mắt đã ngưng kết xong. Ngay sau đó, Phi Thiên Thần Trư hai móng trước giơ lên, đôi tay lớn như hai cây quạt giang sang hai bên, một cỗ khí lưu màu xám thật lớn phóng lên cao, hướng về phía Ám Ma Thử bay tới. Cỗ khí lưu đó do nó phát ra vô cùng kỳ quái, hình thái vậy mà lại giống thân thể nó y như đúc, tựa như một con Phi Thiên Thần Trư bằng năng lượng thể. Lực áp bách khổng lồ, cho dù Đệ Băng cũng vô pháp đối mặt. Cũng không kìm được hoảng sợ, hắn tự hỏi chính mình, cho dù trải qua bao nhiêu lần cải tạo thân thể cũng khẳng định không cách nào chịu được công kích hùng mãnh như vậy. Trí tuệ của Ám Ảnh Khôi Lỗi so với tưởng tượng của Đệ Băng còn cao hơn nhiều. Trong nháy mắt khi Phi Thiên Thần Trư phát động công kích, cũng có thể nói là ngay lúc con heo bằng năng lượng hoàn toàn chia lìa khỏi bản thể, Ám Ma Thử trên không trung đột nhiên biến mất, hoàn toàn biến mất, không lưu lại một chút dấu vết nào. Ám Ma Thử mặc dù bị thân thể Phi Thiên Thần Trư phản chấn chịu thương thế nhất định, nhưng không có bất cứ thương tổn thực chất nào. Lúc Phi Thiên Thần Trư phát động công kích cực mạnh, nó cứ như vậy bị Ám Ảnh Khôi Lỗi thu về. Chứng kiến Ám Ma Thử biến mất, Đệ Băng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trái tim của hắn còn đang thấp thỏm, chưa kịp trở lại bình thường, lại lập tức đập mạnh lên, bởi vì Ám Ma Thử mặc dù biến mất nhưng Ám Ảnh Khôi Lỗi lại đột nhiên xuất hiện giữa không trung thay vào vị trí của Ám Ma Thử, đón nhận cái năng lượng chư do Phi Thiên Thần Trư phát ra. Lúc này năng lượng chư tràn ngập hắc ám khí tức, tuyệt đối có thể gọi là tử vong chi chư. Địa Bang mặc dù tinh thần lực cường đại, nhưng cho dù hắn có muốn cứu viện, hiện tại cũng chỉ có thể công kích bản thể Phi Thiên Thần Trư. Năng lượng Phi Thiên Thần Trư phát ra, hắn không thể ngăn trở kịp. Kỳ tích lại một lần nữa xuất hiện trên Ám Ảnh Khôi Lỗi, hắn vẫn bình tĩnh lơ lửng trong không trung, thân thể nhẹ nhàng dung nhập vào trong năng lượng chư tràn ngập năng lượng hắc ám. Ngay lúc năng lượng chư mãnh liệt đánh vào, thân thể Ám Ảnh Khôi Lỗi đã biến mất trong năng lượng màu xám. Kỳ tích, đây đương nhiên không phải là kỳ tích, nếu Ám Ảnh Khôi Lỗi cứ như vậy mà chết đi, vậy sao có thể gọi đây là kỳ tích được chứ? Ngay lúc Địa Băng trong lòng trầm xuống mà Phi Thiên Thần Trư hưng phấn giống to, năng lượng chư trong không trung xuất hiện biến hóa. Nếu bởi vì thực lực địch nhân quá mạnh mẽ đem toàn bộ lực công kích đánh trả lại cho mình, sợ rằng Phi Thiên Thần Trư cũng sẽ không sợ hãi như thế. Nhưng nó lại thấy được một cảnh tượng vĩnh viễn không muốn thấy nhìn lại. Ngay lúc nó đang gào lên hưng phấn, năng lượng chư trên không trung đột nhiên mất liên lạc cùng với bản thể. Sau một khắc, năng lượng chư màu xám trong nháy mắt biến thành màu đen. Với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, nó thu nhỏ lại, ngưng kết về phía trung tâm. Phi Thiên Thần Trư nổi giận hống lên một tiếng, cơ thể khổng lồ của nó run rẩy. Hình thể đột nhiên trong nháy mắt thu nhỏ lại, mà năng lượng màu xám xung quanh cũng trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Quang mang màu đen ở bên trên đã nhanh chóng co rút, một lần nữa trở thành hình người. Một thanh hắc đao đột nhiên xuất hiện, quang mang chợt lóe, đạo thân ảnh kia đã bay tới trước mặt Phi Thiên Thần Trư, chính là Ám Ảnh Khôi Lỗi đã khôi phục lại hình dáng. Lúc này Ám Ảnh Khôi Lỗi đã xảy ra biến hóa, thân thể của hắn không có một chút cảm giác hư ảo nào của năng lượng thể. So sánh với Địa Băng ở cách đó không xa, nó có màu đen, còn Địa Băng toàn thân xanh biếc, ngoại trừ màu sắc khác nhau và trên người Địa Băng nhiều hơn một tầng lân phiến, hai người họ không có chút khác biệt. Xuất hiện thêm một bản thân, mặc dù khiến Địa Băng cảm thấy quái lạ, nhưng hắn cũng đồng thời cảm giác được Ám Ảnh Khôi Lỗi trở nên cường đại hơn so với trước kia, cường đại tới cảnh giới mà mình không thể phán đoán được. Ám Ảnh Khôi Lỗi không nhìn Địa Băng, vậy ba đao trong tay hắn hướng tới trước trán Phi Thiên Thần Trư. Một cỗ khí lưu màu xám từ trên người Phi Thiên Thần Trư không chịu được sự khống chế chảy về phía Ám Ảnh Khôi Lỗi. năng lượng không ngừng vận chuyển, mà ám ảnh khôi lỗi tự như đang làm một việc vô cùng dễ chịu. Trừ vệ ma đao trong tay phải chỉ vào phi thiên thần trư, các bộ phận khác trên cơ thể hoàn toàn giãn ra, cảm giác thực thể càng thêm rõ ràng. Địa Băng thông qua thiên nhãn huyệt của mình quan sát ám ảnh khôi lỗi, từ trên người ám ảnh khôi lỗi hắn phát hiện ra một sự tình đáng kinh ngạc. Lúc này hình thái của ám ảnh khôi lỗi vậy mà lại có chút tương tự với sinh mệnh chi thần tạp áo, chỉ có bất đồng là tạp áo có được sinh mệnh năng lượng, mà ám ảnh khôi lỗi có được lại là hắc ám năng lượng. Hắc ám năng lượng tràn ngập tà ác, đương nhiên cường độ năng lượng của ám ảnh khôi lỗi so với tạp áo còn kém xa, nhưng lại hoàn toàn ngưng kết này. Cái cảm giác được hình thái năng lượng ngưng kết thâm sâu khôn lường lại vô cùng giống với sinh mệnh chi thần tạp áo. Phát hiện này không khỏi khiến Địa Băng vừa hưng phấn vừa lo lắng. Ám ảnh khôi lỗi cứ phát triển như vậy thật sự tốt sao? Xem bộ dáng của nó tựa hồ có thể hấp thu năng lượng của mọi vi sinh vật hắc ám. Nếu cứ như vậy liên tục lớn mạnh, từ lúc hắc ám năng lượng của nó đạt tới mức bão hòa sẽ xuất hiện tình huống gì đây? Đang lúc Địa Băng còn đang suy tư, phi thiên thần trư đã chịu không nổi. Mặc dù Lục Sơn lúc này đúng là lại bổ cho hắc ám sinh vật, nhưng nó cũng không chịu nổi ám ảnh khôi lỗi điên cuồng hấp thu năng lượng của mình như vậy. Nó liều mạng dãy giụa, nhưng lại phát hiện ra chính bởi mình vừa phát ra công kích cực mạnh mà ám ảnh khôi lỗi năng lượng mặc dù không bằng nó, nhưng hấp thu năng lượng nó phát ra xong lúc này đã vượt qua nó, khiến cho phi thiên thần trư vô pháp kháng cự. Chỉ có thể nhìn năng lượng mà mình vất vả tu luyện không ngừng bị ám ảnh khôi lỗi hấp thu. Phi thiên thần trư nhìn ám ảnh khôi lỗi, trong đôi mắt đã lộ ra vẻ cầu xin. Từng khối thịt béo trên người không ngừng rung động, tựa hồ lúc nào cũng có thể tê liệt. Ám ảnh khôi lỗi trong miệng phát ra một tiếng rít, vậy ma đao trong tay phát ra một đạo quang võng màu đen, bao phủ lấy thân thể cự đại của phi thiên thần trư. Quang mang màu đỏ sậm trong mắt lóe lên, tựa hồ đang trao đổi cái gì đó với phi thiên thần trư. Năng lượng không bị hấp thu nữa, thân thể phi thiên thần trư cũng ngừng run rẩy. Cái đầu heo lớn của nó không ngừng gật gật đầu, trong mắt toát lên vẻ cầu xin. Ám ảnh khôi lỗi khẽ động, vậy mà đao liên tiếp lóe ra, hắc sắc đao mang trong không trung đan thành một ký hiệu kỳ dị khắc lên trên trán của phi thiên thần trư. Phi thiên thần trư thân thể run rẩy, từ không trung trôi nổi, cũng như ám ma thử lúc trước bị hút vào trong khối bảo thạch của phệ ma đao. Chứng kiến cảnh tượng này, Địa Băng không khỏi trợn tròn hai mắt. Khó trách bọn họ nói phệ ma đao là kiện siêu thần khí duy nhất của mình. Hắc ám trừ mạnh như vậy, kể cả bản thân mình dùng tinh thần công kích cũng chưa chắc đã có thể đánh bại, mà trước mặt ám ảnh khôi lỗi, nó tựa hồ không có chút năng lực chống cự. Chẳng những bị hấp thu năng lượng lớn, hắc ám năng lượng, lại bị ám ảnh khôi lỗi trực tiếp hàng phục. Kỳ thật, ám ảnh khôi lỗi thu thập phi thiên thần trư chẳng hề đơn giản như Địa Băng tưởng tượng. Phi thiên thần trư đã tiến hóa tới hình thái ma thú bát giai, cũng là hình thái cuối cùng, thực lực rất mạnh. So với bích mục thương chát mà Địa Băng giết cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Với năng lượng của ám ảnh khôi lỗi so với nó còn kém mấy bậc. Mặc dù năng lượng của ám ảnh khôi lỗi rất đặc thù, nhưng không thể trực tiếp hấp thu phi thiên thần trư. Mọi chuyện vừa rồi ngay khi phi thiên thần trư phát ra năng lượng công kích là đã trúng mưu của ám ảnh khôi lỗi. Nếu như phi thiên thần trư một mực đem hắc ám năng lượng của bản thân ẩn vào trong người, ám ảnh khôi lỗi cũng chẳng có biện pháp gì. Nhưng nó lại đem năng lượng xuất ra như vậy, lập tức bị ám ảnh khôi lỗi nắm bắt cơ hội, cùng với phệ ma đao cường đại đem con ma thú mập mạp này thu vào trong đao, trở thành triệu hoán thú như ám ma thử. Tình huống đồng dạng lại xuất hiện một lần nữa. Sau khi ám ảnh khôi lỗi thu thập phi thiên thần trư, lập tức thu vệ ma đào về trong cơ thể, thân thể lại nhanh chóng trở về bên cạnh Địa Băng. Tinh thần lực của Địa Băng lại một lần nữa liên lạc được với nó, lại có thể khống chế khôi lỗi này. Địa Băng không vội vàng đem ám ảnh khôi lỗi thu hồi, mà năng lượng thể đang đứng trước mặt này giống mình như đúc. Đao hồn, nó thật sự là đao hồn sao? Trí tuệ của nó thật đáng sợ. Chiến thuật vừa rồi cho dù chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được như vậy, nhưng ám ảnh khôi lỗi lại có thể sử dụng năng lực của mình tự chế tạo ra đủ loại tình huống. Khuôn mặt của ám ảnh khôi lỗi không biểu lộ chút gì. Niệm Băng trong lòng do dự một chút, lúc này mới đem nó thu hồi. Khi phệ ma đao một lần nữa trở lại tay hắn, hắn có thể cảm giác rõ ràng năng lượng hắc ám trong thành hắc ám thần đao này càng trở nên ngưng luyện, nhất là cỗ hắc ám khí tức mênh mông đó, lúc này đã lấy bảo thạch trên đao làm trung tâm, không ngừng thu liễm. Hảo đao, thật sự là hảo đao. Không biết lúc đối mặt với hắc ám thiên hương, ám ảnh khôi lỗi còn có thể phát huy năng lực lớn như vậy không? Giải quyết phi thiên thần trư không hề hao phí một chút năng lực của Địa Băng. Xem xong trận đấu đặc sắc đó, hắn không vội leo lên Lục Sơn mà cẩn thận quan sát xung quanh. Hắn biết với cường độ năng lượng của phi thiên thần trư, xung quanh khó có thể có hắc ám ma thú khác sống. Lúc này đây chính là địa phương an toàn nhất trên Lục Sơn. Chuyển thân tới chỗ huyệt động mà phi thiên thần trư lưu lại, nhìn vào chỗ lồi lõm thật lớn, Địa Băng không khỏi thầm giật mình. Từng vết rách rộng lớn không ngừng lan tràn khắp xung quanh, mà trong cái khe này, hắc ám khí tức phun ra cực kỳ mãnh liệt, so với những nơi khác mà mình từng đi qua đều mãnh liệt hơn. Theo thân thể tự động hấp thu hắc ám năng lượng, lớp lân giáp như phỉ thúy trên người của Nệ Măng lộ ra một tầng hắc khí nhàn nhạt. Khát vọng uống máu trong nội tâm cũng càng thêm mãnh liệt. May là tinh thần lực của hắn đủ mạnh mới không bị hắc ám khí tức này ảnh hưởng. Cố nén dục vọng muốn uống máu ở trong lòng, hắn buông lỏng thể xác và tinh thần, điên cuồng hấp thu hắc ám khí tức xung quanh. Niệm Băng đối với tinh thần lực của bản thân đã rất tin tưởng, trong thiên nhãn huyệt đã sớm tự thành hệ thống, phản ứng tự nhiên của cương thi căn bản không cách nào ảnh hưởng tới phán đoán của bản thân, mà hắn hiện tại muốn chính là lực lượng cường đại. Khoanh chân ngồi giữa cái hố lớn, tinh thần lực ngoại phóng, đặt thân thể của chính mình vào trạng thái nửa tu luyện nửa cảnh giác. Đối với cương thi phải tu luyện như thế nào hắn không biết, nhưng hắn lại biết cái loại hắc ám sinh vật như cương thi này, năng lượng mặt trái càng mạnh, năng lực cũng sẽ càng mạnh. Mặc dù chỉ là thân thể mạnh mẽ như vậy cũng đủ rồi, cho nên hắn muốn làm chính là đem hắc ám khí tức phun ra trong cái khe này, dùng tinh thần lực trợ giúp điên cuồng hấp thu vào trong cơ thể, dung hợp với bản thân của mình. Trong quá trình tu luyện, Đệ Băng không khỏi có chút hâm mộ ám ảnh khôi lỗi, đồng dạng là hấp thu năng lượng. Nó hấp thu xong tự hồ rất dễ dàng là có thể chuyển hóa thành năng lượng của hắn, mà bản thân mình thì lại khác. Mặc dù đều là năng lượng, nhưng thân thể của mình lại phải không ngừng chuyển hóa. Toàn bộ hắc ám năng lượng phải chuyển hóa thành năng lượng giống với bản thân mình thì mới có thể sinh ra hiệu quả, cho nên cũng chậm hơn rất nhiều. Tu luyện như vậy được 3 ngày, khiến cho Đệ Băng ngừng lại là bởi một cảnh tượng kỳ dị. Vết nứt vốn trên sườn núi đã khép lại, ngay cả chỗ lõm mà Phi Thiên Thần Trư đập xuống vách núi tạo thành cũng chậm rãi hồi phục, đem thân thể mình từ trong đó đẩy ra, không còn cái khe. Hắc ám khí tức tự nhiên kém hơn rất nhiều, nhưng 3 ngày này cũng đã khiến cho Đệ Băng thu được không ít lợi ích. Đầu tiên hắn cảm nhận được chính là lực lượng biến hóa. Thân thể được bao trùm bởi lân phiến tràn ngập lực lượng bạo tạc. Hắn hiện tại ngược lại muốn gặp được một con Phi Thiên Thần Trư, dựa vào thân thể của mình chống cự một chút, xem bản thân rốt cuộc cường hãn tới trình độ nào rồi. Biến hóa tiếp theo là ở tầng lân giáp đã từ màu xanh biếc biến thành màu xanh thẫm. Từng đường vân càng thêm rõ nét, nhưng lân giáp lại nhạt hơn một chút. Lân phiến màu xanh sẫm đã có chút cảm giác trong suốt. Hoạt động một chút các bộ phận ở trên thân thể, 3 ngày tu luyện cũng không khiến hắn có chút cảm giác cứng ngắc nào. Mặc dù bởi là cương thi không có cảm giác của loài người, nhưng cảm giác tràn ngập lực lượng vẫn khiến lòng tin của Nệ Băng tăng lên nhiều. Ngẩng đầu nhìn về Lục Sơn ở phía sau, thân hình bay lên phía trước, một chân đạp lên vách núi Lục Sơn, thân thể mượn lực nhảy lên, trong nháy mắt đã lên cao 50 trượng, lực lượng khống chế cực kỳ vi diệu, xoay một vòng trên không trung, tạo thành một đường vòng cung bay lên trên Lục Sơn. Ngay lúc tới gần Lục Sơn lại đạp xuống một cái, thân thể lại bay lên, chỉ 2 lần như vậy đã bay lên cao 100 trượng, tốc độ so với lúc trước tu luyện nhanh hơn 1/3. Cương thi mặc dù có rất nhiều tai hại, nhưng thân thể không thể nghi ngờ là vô cùng mạnh mẽ, nhất là cương thi sau khi tiến hóa, tốc độ thân thể sau khi tiến hóa quả thật chỉ có thể dùng 2 chữ kinh khủng để hình dung. Lục Sơn cũng chỉ cao có 1200 trượng, nếu băng nhảy liên tiếp hơn 10 lần, rốt cuộc cũng lên tới đỉnh Lục Sơn. Trong quá trình lên núi, hắn không gặp phải bất cứ chống cự nào. Điều này khiến cho hắn cảm thấy thư thái hơn nhiều. Rốt cuộc cũng lên tới đỉnh núi, trong lòng của Nệ Băng không khỏi sinh ra cảm giác rất hãnh diện. Phóng nhãn nhìn xung quanh toàn bộ là núi đá màu xanh sẫm, mà hắn toàn thân bao phủ lân phiến xanh sẫm, nếu không nhìn kỹ thì tựa hồ không khác gì núi đá, chỉ là lân phiến phản xạ ánh mặt trời tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Vừa mới bước lên đỉnh núi, Nệ Băng lập tức nghe thấy tiếng nước đổ ầm ầm. Hắc ám nguyên tố trong không khí xung quanh cực kỳ nồng nặc, khiến Nệ Băng có chút ngạc nhiên chính là hắc ám nguyên tố ở đây vô cùng tinh khiết, chỉ có hắc ám mà thôi, không hề có khí tức tà ác của tử linh, oán linh. Điều này làm cho hắn cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Tiếng nước ầm ầm không ngừng vang lên, đỉnh núi Lục Sơn tương đối bằng phẳng, ít nhất cũng như bộ dáng của Thánh Sơn đứng sừng sững và đầy nham thạch đi về phía thanh âm. Tới bên kia vách núi, hắn lập tức thấy được mục tiêu chuyến đi này của mình. Cảnh tượng trước mắt của Nệ Băng tựa như thiên trì, đúng như lời Tích Lỗ, bên trong Lục Sơn đại bộ phận là trống rỗng. Một hồ nước tràn ngập màu xanh biếc chiếm toàn bộ không gian dưới vách núi 10 trượng. Không thể nhìn ra được hồ nước sâu cạn ra sao, nhưng nhìn kỹ, hồ nước màu xanh biếc này tựa như một khối lục bảo thạch khổng lồ. Mặt hồ vô cùng tĩnh lặng, gió bên ngoài tựa hồ không có chút ảnh hưởng tới nó. Niệm Băng vừa đi tới bên cạnh vách núi, lập tức cảm nhận được hắc ám khí tức nồng nặc và vô cùng cường đại. Đó cũng không đơn thuần là hắc ám mà một loại hắc ám tràn ngập cảm giác kỳ dị, tràn ngập tử vong. Tinh thần lực của Thiên Nhãn Huyệt nói cho Niệm Băng, khí tức mà nó thấy là khí tức tử vong tinh khiết, mà ngay cả thân thể hắc ám của bản thân hắn cũng có chút bài xích cái loại khí tức này. Thân thể Địa Băng hơi động, khí tức tử vong có hấp lực cực lớn, tựa hồ muốn túm hắn vào trong hồ nước xanh biếc đó. Âm thầm dùng mình, Niệm Băng vô pháp xác định cường độ thân thể của mình có thể chịu được nếu rơi xuống hồ nước tử vong bên dưới hay không. Hồ nước đó rốt cuộc là cái gì hình thành đây? Hắn hơi nhíu mày, đồng thời ánh mắt hướng ngọn nguồn thanh âm nhìn lại. Niệm Băng chứng kiến một thác nước không lớn, ngọn nguồn của thác nước là đỉnh núi cách hắn không xa. Nói chuẩn xác hơn là dưới đỉnh núi một trượng, nước màu xanh biếc từ trong huyệt động trên vách núi chảy ra mãnh liệt, rơi xuống tử vong chi hồ, bắn lên từng tảng bọt nước, khiến cho mặt hồ rung động nhiều hơn vài phần. Tinh thần lực ngoại phóng, Niệm Băng ngăn cản khí tức tử vong xâm nhập thân thể mình, cảm giác kỳ dị lập tức biến mất. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như là một nhân loại bình thường đột nhiên cảm nhận được khí tức tử vong cường đại như vậy thì sẽ có cảm giác gì. Với thân thể cương thi của hắn mà còn không chịu được khí tức tử vong, vậy là cường hãn tới mức nào à? Cẩn thận lui về phía sau một trượng, Niệm Băng triển khai thân hình, nhanh chóng phi thân về phía thác nước. Hắn đương nhiên không hy vọng xa với Hắc Cám Thiên Hương không ở đây. Hắn chỉ hy vọng tận lực trước khi Hắc Cám Thiên Hương phát hiện ra mình có thể lại gần thác nước một chút. Chỉ có xuyên qua tách nước bản thân mới có thể lấy được thứ tạp áo yêu cầu. Về phần có thể đi ra hay không thì chỉ có thể xem từng bước. Tạp áo khẳng định biết ở đây có Hắc Cám Thiên Hương tồn tại, nhưng nếu nàng đã nói mình tới, tất nhiên là phải có đạo lý. Vẫn như trước không hề bị bất cứ thứ gì ngăn trở. Tới sát vách núi một trượng, hấp lực của khí tức tử vong trong hồ nước nhỏ hơn rất nhiều, lại được tinh thần lực ngăn cách cũng không tạo ra phiền toái quá to lớn cho Niệm Băng. Thân thể cương thi quả thật còn có chút ưu thế. Rất nhanh, Niệm Băng đã đi tới phía trên thác nước tử thần. Nhìn thác nước tử thần đổ xuống, trong lòng hắn không khỏi do dự. Dùng thân pháp vòng cung do bản thân nghiên cứu ra, thêm vào xung lực xoay tròn, là nhờ tinh thần lực trợ giúp, theo lực độ của thác nước hắn có thể nắm chắc vọt qua được một lần. Nhưng hiện tại thực sự phải tiến vào sao? Đối với hồ nước tử vong trong lòng hắn tràn ngập kiêng kỵ, thật sự là có chút khó hạ quyết tâm. Nhảy xuống đi, người còn chờ cái gì đây? Một thanh âm nỉ non đột nhiên vang lên, thanh âm tựa hồ từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Với tinh thần lực của Niệm Băng cũng vô pháp tra ra ngọn nguồn của âm thanh này. Ai? Là ai? Niệm Băng xoay người lại, tinh thần lực đại phóng, hắn không giữ lại chút nào, mở ra thiên nhãn huyệt, đồng thời triệu hoán Vệ Ma Đao nắm trong tay phải. Cảm thụ được không khí ba động, nhưng hắn thất vọng phát hiện chính mình không thể cảm nhận được mục tiêu tồn tại. Người nói ta là ai đây? Nhân loại, ta nghĩ nếu người đã dám tới đây, nhất định là biết sự tồn tại của ta. Đã lâu lắm rồi, mấy ngàn năm qua, người là người thứ nhất dám bước tới thác nước tử thần, muốn lấy thiên hương quả của ta. Thanh âm trở nên rất ôn nhu, phảng phất như thầy tử đang thổ lộ với trượng phu. Nhưng Niệm Bằng với tinh thần lực cực kỳ cường hãn, khi thanh âm truyền vào trong tai, hắn vẫn không khỏi tâm thần dao động. Trong mắt thần quang chợt lóe lên, tinh thần lực toàn diện phong tỏa mới thoát khỏi ma âm này. Hắc Ám Thiên Hương, người đã phát hiện ra ta, tại sao không ra đây? Niệm Băng trầm giọng quát, hắn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí bước về phía trước một bước, lại một lần nữa đi tới bên cạnh vách núi. Lúc này đây, hắn đang đứng bên trên thác nước tử thần. Người muốn gặp ta sao? Nhân loại, vậy ngươi hãy nhảy xuống đi, ta nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi. Thanh âm hoàn toàn bất đồng với vẻ ôn nhu lúc trước, giờ đây tràn ngập mị hoặc. Dưới ảnh hưởng của thanh âm, Niệm Băng tự hồ thấy được vô số mỹ nữ đang vẫy tay với mình. May mắn là hắn đã có cảnh giác, dựa vào thiên nhãn huyệt trấn tĩnh lại, tinh quang gia tốc xoay tròn, tạo nên một tầng tinh thần chi quang bảy màu, đem thân thể hoàn toàn bảo vệ mới không bị thanh âm này ảnh hưởng. À, tinh thần lực của ngươi rất mạnh à? Trách không được ngươi có thể tới chỗ này của ta. Nhìn hướng ngươi leo núi hẳn là từ chỗ con heo lười biếng kia lên à? Mục đích ngươi tới không phải là vì 3 khối thiên hương quả sao thác nước đúng không? Vậy sao ngươi lại không nhảy? Ngươi nên nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Thanh âm đột nhiên trở nên dị thường bén nhọn, tinh thần lực của Niệm Băng cũng phải rung động. Trong lòng hắn hoảng hốt, chỉ hai chữ đơn giản là vậy mà trong đầu hắn lại sinh ra ý niệm lập tức nhảy xuống. Nếu như không phải là tinh thần lực từng trải qua nhiều lần khảo nghiệm, tiến tới cảnh giới mà chính hắn cũng không rõ, sợ rằng dưới tác dụng của ma âm này, hắn đã thực sự nhảy xuống rồi. Hít một hơi thật sâu, Niệm Băng vốn ổn định tâm thần của mình, chậm rãi giơ Phệ Ma Đao trong tay lên. Hắn làm ra một động tác đơn giản, Phệ Ma Đao nhẹ nhàng chém ra, một đạo hắc quang lẫm liệt chợt xuất hiện, trực tiếp bổ xuống dưới thác nước. Cùng lúc đó, thân hình của hắn lùi lại, trực tiếp lùi về phía sau đỉnh núi. Một tiếng phốc vang lên, thác nước dưới khí tức của Phệ Ma Đao phát ra đình chỉ trong nháy mắt rồi lại ầm ầm đổ xuống, tiếp tục rơi và tử vong chi hồ. Một đạo sương khói từ sau thác nước bay ra, sương khói trong nháy mắt mở rộng, một con chim lớn từ trong làn sương đó biến ảo ra. Đó là một con chim 5 màu, nó vừa xuất hiện trên không trung phảng phất như có thêm một mặt trời chói mắt, lông vũ nhiều màu nhìn qua tựa như trong suốt, được ánh mặt trời chiếu vào tỏa ra vạn màu, phủ khắp hồ nước tử vong, biến nó thành một thế giới rực rỡ màu sắc. Hai cánh chim lớn giang sang hai bên, một tiếng kêu thanh thúy dễ nghe từ trong miệng nó phát ra. một vòng âm thanh nhàn nhạt khuếch tán khiến mặt hồ tử vong xuất hiện một gợn sóng tinh tế. Niệm Băng đem tinh thần lực hoàn toàn tập trung, thân thể lộn về phía sau, giữa không trung cuộn mình lại. Bởi vì hình dạng này mới có thể làm cho tinh thần lực càng trở nên cô đọng. Khi hắn rơi xuống đất, thanh âm thanh thúy đã tiêu thất mà hắn lại cảm giác được một trận chóng vánh. Hắn biết bản thân vừa rồi lại một lần nữa từ bên bờ tử vong quay về, nếu không tinh thần lực thất thủ, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Phượng Hoàng, ngươi là Phượng Hoàng? Sau khi nhìn rõ con chim lớn, Niệm Băng không khỏi thất thanh kinh hô. Phượng Hoàng, ngươi cho rằng ta là như vậy sao? Thanh âm nhu mì từ trong miệng con chim lớn nhiều màu phát ra. Thân thể nó rất đẹp, tì vết duy nhất là đầu của nó, toàn thân chỉ duy nhất một chỗ bị lông ma màu đen bao trùm, cùng với hào quang nhiều màu trên người rất không hợp. Nhưng chính cái sự không hợp này lại khiến cho con chim lớn này có nhiều hơn vài phần khí tức tà dị. Niệm Băng lắc đầu nói, không, đương nhiên là không phải. Ngươi hẳn là thủ hộ thần của thác nước tử thần Hắc Cám Thiên Hương. Con chim lớn thu hai cánh lại, quàng màng ngũ sắc cơ hồ trong nháy mắt tiêu thất, thân thể nó được quang mang ba bọc hạ xuống bên phía vách núi, xuống phía trên thác nước tử thần. Quang mang hiện lên, Niệm Băng giật mình phát hiện trước mắt mình không phải là con chim lớn nữa mà là một nữ nhân, một nữ nhân không thể dùng lời để hình dung. Mái tóc 5 màu buông dài tới tận mặt đất, thân thể thon thả với chiều cao không sai biệt lắm với Niệm Băng, vóc người hoàn mỹ không một tia tì vết. Một bộ quần áo rực rỡ màu sắc bao phủ từng tấc da thịt trên người nàng, thoạt nhìn nàng như chỉ mới 20 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết, gương mặt trắng nõn, nở một nụ cười nhẹ, một đôi mắt to màu đen phảng phất như có thể nói, phong thái duyên dáng. Nhìn lần đầu thì tựa hồ như là thiếu nữ 18-19 tuổi, nhìn kỹ lại thì có chút phong phạm của thiếu phụ 27-28 tuổi. Những ưu điểm trên thân thể của nữ nhân có thể có, tất thảy xuất hiện ở trên người mỹ nữ có ngũ thải xướng pháp này. Không cần sử dụng năng lực gì thì thân hình của nàng ta đã là nguồn gốc của sự mê hoặc rồi. Khi hai mắt của Niệm Băng cùng đôi mắt màu đen kia của nàng đối diện, trong phút chốc, đầu óc của Niệm Băng như rơi vào trạng thái trống không, mơ hồ. Ngay sau đó, hắn nghe thấy một tiếng nổ mạnh. Khi hắn khôi phục lại sự thanh tĩnh là lúc phát hiện chính mình vẫn đứng ở chỗ cũ, không di chuyển như trước, nhưng tinh quang bên trong thiên nhãn huyệt của mình không biết thế nào lại xoay chuyển cực tốc. Từng tầng quang mang bảy sắc không ngừng từ trong thiên nhãn huyệt phun ra, tự động ngưng kết thành một bức tường ánh sáng ở trước người Niệm Băng. Hai mắt của Niệm Băng không lộ một chút ý thức, chỉ bằng thiên nhãn huyệt quan sát toàn bộ ngoại giới. Thành âm có chút kinh ngạc của Hắc Cám Thiên Hương vang lên. Nhân loại, ngươi thực khiến ta giật mình. Từ khi ta tới đây, ngoại trừ 4 tên thần nhân kia, ngươi chính là kẻ thứ nhất có thể từ trong tinh thần không gian của ta vùng thoát ra. Ngay cả ma nhãn, ma mâu của ta mà cũng không thể khiến cho tinh thần của ngươi thất thủ. Điều này e rằng ngay cả những thần nhân đó cũng vô pháp làm được. Ta cũng không hiểu ở trên thần đại lục này lại xuất hiện một cao thủ giống như người từ khi nào. Lời của Hắc Cám Thiên Hương tự hồ như tán dương nhưng lại khiến Niệm Băng trong tim tầng tầng sợ hãi. Nếu hắn vẫn là nhân loại mà nói, có lẽ thân thể đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Vừa rồi chỉ trong nháy mắt, hắn suýt nữa đã thất thủ dưới sự công kích của ma nhãn. May mắn là tinh thần lực tự động phát, cho nên phòng ngự mạnh mẽ mới có thể đưa hắn từ bên bờ vực tử vong kéo trở về. Hắc Cám Thiên Hương, ngươi không cần hỏi là ta từ đâu mà đến. Ta tới nơi này cũng không hề cố ý đối địch với ngươi. Chỉ là muốn lấy vài thứ từ chỗ của ngươi. Chỉ cần có thể lấy được thứ ta muốn, ta lập tức sẽ rời đi. Nói ra những lời này, ngay cả Niệm Băng đối với chính mình cũng có cảm giác có chút buồn cười. Chỉ là tinh thần lực của hắn vừa mới phải chịu một sự kích thích mạnh, thậm chí còn chưa hoàn toàn thanh tĩnh. Hắc Cám Thiên Hương nở nụ cười. Hảo à, ta cũng không có phản đối người đi lấy, không phải sao? Ngay từ đầu ta đã bảo ngươi nhảy xuống, chỉ là ngươi không dám mà thôi. Ôi, được rồi, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi làm sao mà lại biết ta ẩn tàng ở trong thác nước tử thần? Đáng lẽ ra lấy thực lực của ngươi phải không thể phát hiện ra sự tồn tại của ta chứ. Tinh thần lĩnh vực của ta là hoàn toàn phóng thích, bất luận ngươi ở nơi nào xung quanh thác nước tử thần đều sẽ cảm giác được tinh thần là từ 4 phương 8 hướng mà đến mới đúng. Niệm Băng lạnh nhạt cười nói, có lẽ là bởi vì ngươi quá tự tin vào chính mình đó thôi. Không sai, ta vốn không cảm giác được tinh thần lực của ngươi, nhưng chính lúc ngươi tăng mạnh ngữ điệu nói lặp lại ra hai chữ này, tinh thần lực của ngươi lại xuất hiện một tia sơ hở rất nhỏ, bị tinh thần lực của ta phát hiện. Hơn nữa cũng phải thêm vào một chút suy đoán đơn giản mới tìm được vị trí của ngươi. Hắc Cám Thiên Hương dùng nhàn tuyệt mỹ, thần tình thoáng lộ ra vẻ tức giận. Nhưng cho dù là tức giận, dung mạo của nàng vẫn cứ rất động lòng người. Đáng tiếc vì Niệm Băng cố ý dùng thiên nhãn huyệt để quan sát, cho nên cũng không thể nhìn được dung mạo động lòng người của nàng. Chỉ có thể nhìn thấy năng lượng thay đổi hình thái hai màu xám, đen vòng quanh nàng. Năng lượng của Hắc Cám Thiên Hương cực kỳ quái dị. Từ trên người nàng, Niệm Băng thậm chí không cảm giác một tia hắc ám khí tức hoặc là tử vong khí tức. Đứng ở đó nàng tựa như một người thường, năng lượng trong cơ thể của nàng cũng có vẻ phi thường ổn định. Tựa hồ không có năng lực gì, nhưng mà Niệm Băng là ý thức rất rõ ràng sự cường đại của Hắc Cám Thiên Hương. Hắn thậm chí có thể đoán được bây giờ cái mình sử dụng thiên nhãn huyệt thấy đều là Hắc Cám Thiên Hương sau khi đã trải qua tinh thần lực ngụy trang muốn cho mình thấy. Tinh thần lực của nàng chỉ có trên mình, ngoại trừ từng gặp qua sinh mệnh chi thần tạp áo kia thực lực thâm sâu không lường ra, Hắc Cám Thiên Hương là người mạnh nhất mà Niệm Băng đã gặp. Nguyên lai là như vậy, xem ra tinh thần lực của ta đã như cũ, chưa có đạt tới viên dung chi cảnh. Nhân loại, người thấy ta đẹp chứ? Thanh âm của nàng có chút thanh u, nhưng thần kỳ, lúc này trong thanh âm lại không có cộng thêm tinh thần lực công kích gì. Niệm Băng lạnh nhạt nói, người rất đẹp, có thể nói là người đẹp nhất trong những nữ nhân ta đã thấy, nhưng người dù sao cũng không phải là nhân loại. Hắc Cám Thiên Hương mỉm cười nói, người như thế nào có thể xác định ta không phải là nhân loại đi? Chẳng lẽ ma thú sau khi tu luyện tới trình độ nhất định có thể biến hóa thành người, mà người sau khi tu luyện tới một trình độ nhất định sao không thể biến thành ma thú chứ? Tựa hồ không hề có cái đạo lý như vậy. Niệm Băng chậm rãi tiến đến từng bước, nhắm hai mắt lặng lặng đối diện với Hắc Cám Thiên Hương. Mấy cái này đều là chuyện của chính ngươi, đối với ta không có quan hệ gì. Ngươi không phải vừa nói để cho ta nhảy xuống sao? Hảo, lúc này trước tiên ta liền nhảy, ngươi có thể khai mở rồi. Hắc Cám Thiên Hương sửng sốt, ngươi thực sự muốn nhảy? Niệm Băng hỏi ngược lại, cái này không phải là ngươi hy vọng sao? Hắc Cám Thiên Hương gật đầu nói, tốt lắm, ngươi nhảy đi. Kèm theo một nụ cười kỳ dị, thân thể của nàng phảng phất không có trọng lượng gì, tự nhiên phiêu phủ lên để mở đường ở phía trước. Niệm Băng như trước nhắm mắt lại, đi từng bước hướng phía trước. Khi hắn đi tới vách núi mới dừng lại, dưới chân không ngừng truyền tới tiếng nổ vang của thác nước tử thần. May mắn Hắc Cám Thiên Hương không có hướng hắn phát động công kích, nếu không Niệm Băng thật không biết chính mình có thể kiên trì được hay không. Nhảy à, ngươi không phải muốn nhảy sao? Chẳng lẽ ngươi bây giờ đang sợ hãi hay sao? Thanh âm của Hắc Cám Thiên Hương có chút trêu tức vang lên. Niệm Băng mỉm cười nói, đương nhiên là ta muốn nhảy, bất quá trước đó ta muốn hỏi ngươi một sự tình. Hắc Cám Thiên Hương sững sốt một chút, ngươi hỏi đi, nhưng không có nghĩa là ta nhất định phải trả lời ngươi. Niệm Băng đột nhiên mở hai mắt, chính diện nhìn thẳng Hắc Cám Thiên Hương, ngữ khí trong nháy mắt trở nên trầm thấp rất nhiều. Ngươi cùng sinh mệnh chi thần tạp áo, đến tột cùng là có quan hệ gì? Lời này vừa nói ra thì Hắc Cám Thiên Hương trôi nổi trong không trung ngây người một chút, quang mang trong mắt lập tức trở nên mông lung, liền trong nháy mắt này, hào quang bên trong thiên nhãn huyệt của Niệm Băng đại phóng, thất thải quang mang ngưng kết thành một cây tế châm, như tia chớp hướng mi tâm của Hắc Cám Thiên Hương đâm tới. Mà Niệm Băng chính mình thì phi thân nhảy xuống, thân thể ở trong không trung vẽ nên một đường vòng cung, chợt hướng trong thác nước tử thần phóng đi. Sự thất thố của Hắc Cám Thiên Hương chỉ duy trì trong nháy mắt, nhưng một chút chần chừ này Niệm Băng đã có thể hoàn thành rất nhiều việc. Tinh thần châm khiến cho Hắc Cám Thiên Hương phát ra một tiếng hét thảm, toàn thân phát xuất một tầng ngũ thải quang mang, thân thể trong không trung liên tiếp mấy lần quay cuồng mới miễn cưỡng ổn định lại. Mà dưới sự lôi kéo của tinh thần, Niệm Băng phi thân về phía trong thác nước, so với nàng càng không chịu nổi, toàn thân tử vong khí tức màu xám đại phóng, trong miệng kêu thảm một tiếng, thân thể trong lúc cực liệt rung động, như cũ hướng thác nước tử thần phóng đi. Niệm Băng trước khi hành động đã đem hết thảy đều tính toán cực kỳ rõ ràng. Hắn đương nhiên không rõ Hắc Cám Thiên Hương cuối cùng muốn làm cái gì, nhưng hắn cũng hiểu được bất luận như thế nào, chính mình đều nhất định phải nhảy xuống, chỉ cần như vậy mới có thể lấy được quả thật mà tạp áo bắt mình lấy. Ba khối quả thật đó chỉ sợ đều là thiên hương quả như lời Hắc Cám Thiên Hương nói, cho nên hắn trước tiên dùng ngôn ngữ nói khích Hắc Cám Thiên Hương. Khi khiến cho Hắc Cám Thiên Hương mở đường, hắn nhanh chóng tiếp cận phía trên thác nước tử thần, thừa dịp Hắc Cám Thiên Hương bị lời nói của mình kích thích thất thần trong nháy mắt thì phát động tinh thần công kích cực mạnh. Đồng thời lúc công kích, hắn cũng tính toán chắc mình cũng bị thương tổn không nhẹ. Thân thể của cương thi thì bị thương tổn đương nhiên sẽ không đổ máu. Thương tổn lớn nhất đối với cương thi chính là hoàn toàn do tử vong khí tức tinh khiết tạo thành. Đồng thời khi tự thân phóng thích tử vong khí tức thì càng có khả năng dưới tình huống không bị thương tổn nhảy vào trong thác nước. Trong thời gian ngắn như thế cũng là cực hạn mà Niệm Băng có thể làm. Mắt nhìn thấy thân thể của Niệm Băng muốn nhảy vào trong thác nước, Hắc Cám Thiên Hương vừa mới ổn định thân hình, con mắt động lòng người lại toát ra một tia tàn khốc và đùa cợt. Ầm. Trong nháy mắt, thân thể của Niệm Băng lọt vào trong thác nước. Hắn đột nhiên phát hiện toàn bộ trước mắt không hề là thác nước mà biến thành thân núi màu xanh. Tử vong khí tức xung quanh trong nháy mắt bốc lên, đem tử vong khí tức trên người mình hoàn toàn xâm thực, đồng thời bao vây lấy thân thể của chính mình. Dưới sự lôi kéo của một cỗ lực lượng rất lớn, hướng hồ nước phía dưới chìm xuống. Thời khắc này Niệm Băng mới chính thức hiểu được, thác nước tử thần chính mình dùng tinh thần lực cảm thụ dĩ nhiên là huyễn tượng của Hắc Cám Thiên Hương dùng tinh thần lực tạo ra. Chính trong nháy mắt này, Niệm Băng trước mắt phảng phất mở ra một cánh cửa lớn. Hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai tinh thần lực có thể sử dụng như vậy. Đáng tiếc, hiện tại đã không cho hắn nhiều liên tưởng và lĩnh ngộ. Sự thật tàn khốc dẫn thân thể hắn hướng trong cái hồ màu xanh biếc tràn ngập tử vong khí tức kia rơi xuống. Một tiếng, thân thể của Niệm Băng trên mặt hồ bắn tung lên, mảnh lớn bọt nước Cơ hồ không có dừng lại, thân thể của hắn đã bị hồ nước hoàn toàn thôn phệ. Hắc Cám Thiên Hương trôi nổi ở trên vị trí của nệm băng trầm xuống, nhìn thấy một mảnh rung động kia dần dần biến mất, trong mắt không khỏi toát ra một tia hào quang nghi hoặc, thì thào tự nhủ: hắn vì cái gì lại hỏi ta cùng với Tạp Áo có quan hệ đi? Chẳng lẽ hắn đã biết bí mật gì? Xem ra nhân loại này tinh không thuộc Thần Chi Đại Lục, nếu không hắn không có khả năng có được tinh thần lực mạnh mẽ như vậy. Ở trên phiến Thần Chi Đại Lục này, tất cả thần nhân sớm đã ngộ đạo. Bắt hắn tới hỏi là được. Y phục rực rỡ trên người dần dần biến thành một bộ váy dài màu đen. Tướng mạo của Hắc Cám Thiên Hương như cũ xinh đẹp, nhưng khí tức lại bởi vì toàn thân biến thành màu đen mà có vẻ nồng đậm hơn rất nhiều. Nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt trở nên dị thường lãnh đạm, lấy tay nhẹ huy hướng trong mặt hồ ấn xuống. Đột nhiên Hắc Cám Thiên Hương thân thể chấn động, nàng lần đầu tiên chính thức toát ra vẻ giật mình, bởi vì dưới sự dò xét của tinh thần lực, nàng thế nhưng tịnh không phát hiện ra nệm băng đã nhập vào trong hồ. Không, cái này không có khả năng. Hắc Cám Thiên Hương trong lòng hoảng hốt, vô ý thức nàng nghĩ tới cái gì, cơ hồ không có gì do dự, phi thân ra, hướng nham bích lúc trước nệm băng đụng vào bên cạnh 5 trượng mà đánh tới. Mà nơi đây nham bích cũng đã xuất hiện biến hóa, thác nước tử thần nghiêng nghiêng lại xuất hiện, nơi này mới là thác nước tử thần chân chính. Một đạo thân ảnh như tia chớp từ trong hồ nước nhảy lên, tại tốc độ mà Hắc Cám Thiên Hương vô pháp dùng mắt quan sát một khắc, trong nháy mắt theo thác nước xâm nhập vào, đạo thân ảnh kia chính là Niệm Băng. Hắc Cám Thiên Hương đồng dạng nhập vào thác nước. Lúc này, Niệm Băng đứng trước mặt nàng toàn thân ướt át, mà Niệm Băng thì vừa lúc đứng ở bên cạnh một gốc cây nhỏ chỉ cao có 3 thước. Tay phải của hắn đã cầm một trái quả thật màu nhũ trắng. Cây nhỏ lắc lư, tựa hồ tùy thời đều có thể bị Niệm Băng phá hủy. Nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ không trùng động. Nếu không, khối quả thật xinh đẹp này chỉ sợ cũng phải xong đời. Trong thanh âm của Niệm Băng để lộ một tia tiêu ý trêu tức. Nhìn Hắc Cám Thiên Hương, hắn cười. Trên cây có 2 khối quả thật khác, cùng với trái cây lung lay như muốn ngã. Hắc Cám Thiên Hương ánh mắt có chút ngốc trệ. Nàng rất rõ ràng thực lực của Niệm Băng đã đạt tới trình độ nào. Nàng thật sự không thể tin tưởng được rằng tất cả phát sinh trước mắt là sự thật. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Ngươi làm như thế nào mà tới được? Niệm Băng mỉm cười nói. Hắc Cám Thiên Hương cường đại, không biết ngươi là hỏi cái phương diện nào? Là hỏi ta vì cái gì có thể trong hồ nước tử vong sinh tồn, hay là hỏi ta vì cái gì có thể thuận lợi tìm được thác nước tử vong chân chính đi? Kỳ thật ngươi đã làm một cái sai lầm, thì chính là đối với năng lực của chính mình quá tin tưởng. Quả thật tổng thể năng lực của ta so với ngươi thì phải hổ thẹn rất nhiều, nhưng có điều ngươi lại đã bỏ qua, đó là tinh thần lực của ta cùng ngươi chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Nếu không ngươi cũng sẽ không bị tinh thần lực công kích của ta bị thương. Đương nhiên, ta bị thương so với ngươi nặng hơn, nhưng sau khi rơi vào hồ nước, ta cũng có chút cơ hội. Hắc Cám Thiên Hương trên mặt đã không còn nụ cười dịu dàng đáng yêu, lãnh đạm nhìn Niệm Băng nói: "Ta chỉ muốn biết rằng, bằng của ngươi lực lượng là như thế nào từ trong tử vong hồ thoát ra. Mặc dù tử vong hồ nước cũng sẽ không chính thức hủy diệt tử linh, nhưng lấy cương thi thân thể của ngươi không tinh khiết, trong tử vong hồ không có khả năng có năng lực hành động, sẽ bị tử vong khí tức hoàn toàn phong ấn." Niệm Băng mỉm cười nói: "Thật không? Vậy ngươi cũng đã quá đánh giá thấp ta. Ta nói rồi, so tổng hợp thực lực của ta cùng ngươi thì một bầu trời, một mặt đất, nhưng tinh thần lực của ta lại có chút ít, không thể so với ngươi yếu nhiều lắm. Hơn nữa lúc đó ta đụng vào nham bích, đã từ trong năng lực của ngươi hiểu được rất nhiều thứ. Dùng phương pháp sử dụng tinh thần lực ngươi đã chỉ điểm ta, không sai, giống như lời của ngươi vậy. Khi ta vừa mới rơi vào tử vong chi hồ, đã bị tử thần nước cực kỳ nồng đậm này vây khốn, thân thể cương thi của ta căn bản không thể cùng mấy cái tử thần nước này chống lại. Nhưng trong khi đó, lại không ảnh hưởng tinh thần lực phát huy tác dụng. Tinh thần lực của ngươi có thể sinh ra huyễn tượng, chẳng lẽ ta không thể học tập một chút, dùng tinh thần lực mô phỏng tử vong khí tức xung quanh hồ nước dung hợp sao? Đợi khi tử vong khí tức xung quanh cảm nhận được là đồng loại của chúng nó, đối với ta còn có thể như nào sẽ có uy hiếp đi. Cho nên ta mới có thể đuổi đến nơi đây. Có lẽ ngươi còn không biết, trước khi trở thành cương thi, ta là một gã ma pháp sư, mà ma pháp mô phỏng chính là phương hướng ta chủ yếu tu luyện." Hắc Cám Thiên Hương ánh mắt lấp lánh nhìn Niệm Băng, dung nhan tuyệt mỹ của nàng ở trong mắt của Niệm Băng tịnh không có chỗ nào đáng yêu. Niệm Băng rất rõ ràng, đối mặt với địch nhân cường đại như thế, chính mình chỉ cần hơi không cẩn thận, lập tức có khả năng bị hủy diệt. Hắc Cám Thiên Hương đột nhiên nở nụ cười. "Hảo, xem ra ta quả thật đã đánh giá thấp ngươi. Tinh thần lực của ngươi quả nhiên là rất mạnh. Bất quá ngươi chỉ là một nhân loại, ngươi nghĩ như vậy có thể uy hiếp đến ta sao?" Niệm Băng cúi đầu nhìn về phía quả thật trong tay. "Ta vốn từ đầu không nghĩ là muốn uy hiếp đến ngươi. Ta chỉ muốn mang vài quả thật đi. Ta nghĩ 3 quả này đối với ngươi cũng rất trọng yếu. Nếu ngươi nhất quyết đối với ta công kích mạnh mẽ, thì với tinh thần lực của ta, cho dù không thể cùng ngươi đối kháng, thì việc trong nháy mắt đem mấy quả này hủy diệt vẫn là có thể làm được. Đừng ép ta làm việc mà chính ngươi không muốn. người cũng không mong muốn xuất hiện có kết quả ngọc đá cùng ta chứ. Nhìn hình dáng đáng giận kia của Niệm Băng, Hắc Cám Thiên Hương đột nhiên quyến rũ cười nói: Người cần gì phải cướp mấy quả này đi, Tạp Áo bảo ngươi tới lấy chúng, đơn giản là hứa với ngươi điều kiện gì, việc nàng có thể làm được, ta bị thất cũng không thể làm được. Có lẽ ta có thể trợ giúp được ngươi. Cùng với Tạp Áo so với, ta thật là dễ nói chuyện nhiều chứ. Mỉm cười Niệm Băng nói: Ngươi là Hắc Cám trưởng khống giả, cũng là kẻ mạnh nhất mà ta thấy đến nay, có thể sử dụng hắc cám năng lượng. Cho dù là Vu Yêu cũng vô pháp cùng ngươi so sánh. Có điều ngươi dù sao cũng chỉ là một người của hắc cám thế giới, ngươi có thể khiến cho ta từ cương thi một lần nữa biến thành người, giao cho ta sinh mệnh lực mới sao? Ta nghĩ cái này mới là không thể. Hắc Cám Thiên Hương nói: Không sai, ta không thể giúp ngươi khôi phục lại sinh mệnh lực, nhưng trở thành một hắc cám giả có cái gì không tốt? Ta có thể cho ngươi một lần nữa có được cảm giác của nhân loại, thậm chí một lần nữa có được năng lực sử dụng ma pháp. Ngoại trừ không có sinh mạng lực ra, cùng những người khác không có gì khác nhau. Chẳng lẽ cái này không thể so với ngươi một lần nữa biến thành người càng tốt hơn sao? Niệm Băng sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn Hắc Cám Thiên Hương. Tinh thần lực của hắn mặc dù không có chút buông lỏng, nhưng thần sắc địch ý lại giảm đi một ít. Ngươi có thể làm cho ta một lần nữa có được cảm giác của ngươi. Ta nên hay không nên tin tưởng ngươi đây? Ánh mắt trong cặp mắt màu đen kia của Hắc Cám Thiên Hương càng trở nên nhu hòa. Vì cái gì lại không? Ta đối với ngươi cũng không có nhiều yêu cầu. Chỉ cần ngươi đồng ý buông tha mấy trái thiên hương quả đáng yêu này, ta liền thực hiện lời hứa của chính mình. Niệm Băng buông lỏng quả thật trong tay ra, hai tay giơ cao lên chậm rãi đi tới. Ngoài 3 thước trước mặt Hắc Cám Thiên Hương, cứ như vậy đi, thân sắc của hắn thập phần bình tĩnh. Lần này tới phiên Hắc Cám Thiên Hương sững sờ. Ngươi chỉ có như vậy mà liền tin tưởng ta, nếu như ta đổi ý, đừng quên ta có thể sai bảo người của Hắc Cám thế giới. Niệm Băng nở nụ cười. Nếu người muốn giết ta, ta đã sớm chết. Vì sao nói như vậy? Hắc Cám Thiên Hương tò mò hỏi. Niệm Băng lạnh nhạt nói: Rất đơn giản thôi, bởi vì Hắc Cám Thiên Hương chẳng khác Tạp Áo sinh bệnh chi thần, ta nói đúng chứ? Hắc Cám Thiên Hương chấn động toàn thân, ánh mắt trong ngươi màu đen trong nháy mắt trở nên sắc bén. Không thấy nàng thực hiện động tác như thế nào, nhưng một vòng hào quang màu đen nhàn nhạt đã vây ở trên thân thể của Niệm Băng. Tử vong khí tức mênh mông giống như lốc xoáy bao vây vòng quanh thân thể Hắc Cám Thiên Hương và Niệm Băng xoay tròn. Niệm Băng có thể rõ ràng cảm giác được trong tử vong khí tức vây quanh chính mình rõ ràng là kèm lẫn tinh thần lực của Hắc Cám Thiên Hương. Thẹn quá hóa giận sao? Tạp Áo tiểu thư, chẳng lẽ nàng đã đùa đủ rồi? Niệm Băng mỉm cười nhìn Hắc Cám Thiên Hương, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Thân sắc của Hắc Cám Thiên Hương trở nên lạnh lẽo. Ngươi làm sao mà phát hiện được? Niệm Băng nói. Có phải là ngươi cảm thấy ta gây cho ngươi quá nhiều ngạc nhiên chăng? Kỳ thật tất cả sơ hở đều là do ngươi tự mình làm lộ ra. Ồ, Hắc Cám Thiên Hương nghi hoặc nhìn Niệm Băng nói. Là bởi vì ta thủy chung không xuất thủ đối với ngươi sao? Niệm Băng lắc đầu nói, cái đó chỉ là một phương diện nhỏ trong đó mà thôi. Trước khi ta lên núi cũng đã nghe đại danh của ngươi, đồng thời cũng biết sự cường đại của ngươi, mà với thực lực cường hãn của ngươi như thế, ta lại như thế nào có thể trước sự thủ hộ của ngươi đi vào thác nước tử thần, cùng với lấy được 3 trái quả thật kia đi. Nhiệm vụ của Tạp Áo giao cho ta rõ ràng là không có khả năng hoàn thành. Ngay cả mấy ma thú trước khi ta tới nơi này đều gặp, đều suýt nữa đã lấy mạng của ta. Đương nhiên cái này cũng chỉ khiến cho ta cảm giác được giữa ngươi cùng Tạp Áo có chút liên hệ không hiểu được mà không thể chính thức phán đoán. Sau khi ta đi tới đỉnh núi, khi ngươi cùng ta nói chuyện thì bắt đầu lộ ra sơ hở. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ngươi xưng hồ đối với ta vẫn là nhân loại mà không phải là thần nhân sao? Nếu không ai nói cho ngươi, ta nghĩ ngươi không có khả năng phán đoán ra, ta vốn không phải là thần nhân trên thần chi đại lục. Hắc Cám Thiên Hương nhíu mày nói, bởi vậy ngươi liền cảm thấy ta cùng Tạp Áo vốn là một người. Ngươi đừng quên, Tạp Áo sở hữu sinh mệnh lực, mà ta có chính lại là tương phản hoàn toàn, tất cả là tử vong lực. Niệm Băng mỉm cười nói, sinh mệnh chung quy cũng có kết cuộc giống nhau. Sinh mệnh cùng với tử vong mặc dù là hai cái cực đoan, nhưng ở dưới tình huống nhất định lại có thể chuyển hóa lẫn nhau. Cho nên cái này cũng có thể trở thành nguyên nhân giải thích cho ngươi. Đương nhiên ngươi sẽ cảm thấy điều kiện của ta cũng chưa đầy đủ, có chút gượng ép có phải không? Quả thật như thế, nhưng thời điểm khi ta vừa mới đối với ngươi thăm dò, cùng ở thời điểm lúc trước ta hướng ngươi phát động công kích, khi ta nhắc tới 2 chữ Tạp Áo, tinh thần của ngươi liền gặp phải dao động cực kỳ rõ ràng. Chẳng lẽ cái này cũng không đủ để chứng minh liên quan giữa ngươi cùng với nàng ta sao? Hắc Ám Thiên Hương lạnh lùng nói, vậy ngươi cũng không nên đoán chúng ta là cùng một người. Có thể chúng ta là bằng hữu hay là tỉ muội thì sao? Niệm Băng nhún vai nói, thế ngươi đã nói là đoán. Cái gọi là đoán chính là lớn mật giả thiết, cẩn thận chứng thực. Đã muốn phán đoán thì ta vì cái gì mà không đoán cái khả năng tương đối nhỏ, nhưng kết quả lại càng có thể khiến ngươi giật mình đi. Hắc Cám Thiên Hương trợn to mắt nhìn hắn, chỉ đơn giản như vậy. Niệm Băng mỉm cười nói, chỉ đơn giản như vậy, mặc dù có chút ít điểm nghi ngờ, nhưng ta lại chỉ là phán đoán mà thôi. Hắc Cám Thiên Hương nói, Phán đoán của người đúng là lớn mật, ngay cả tính mạng của chính mình cũng mang đánh cuộc. Người cảm thấy như vậy đáng giá sao? Mỉm cười, Niệm Băng trong mắt toát ra một tia thần quang nhàn nhạt. Dù sao ta cũng không có cơ hội gì. Nếu ta tùy tiện hái quả cũng tuyệt đối không thể từ trước mặt ngươi xông ra ngoài. Ba quả kia là hy vọng của ta, ta tự nhiên sẽ không cam lòng đem chúng nó hủy diệt. Đã như vậy ta vì cái gì mà không đánh cuộc một lần đi? Vận khí gần đây của ta không tệ, ta cá cược là nhất định ngươi sẽ không giết ta. Hắc Cám Thiên Hương nở nụ cười. Nhân loại đều thông minh giống như người vậy sao? Đáng tiếc nhân loại thông minh luôn phải chết sớm. Người đã đánh cuộc sai, ta bây giờ đã muốn giết người. Vừa nói bàn tay mảnh khảnh của nàng đã lặng lẽ ấn lên ngực của Niệm Băng, không có vẻ gì ra uy hiếp, giống như là động tác nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng mà một chưởng nhẹ nhàng kia lại kéo theo tử vong khí tức bao bọc xung quanh, đem thân thể của Niệm Băng chắc chắn giam cầm ở bên trong, khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Niệm Băng không dãy giụa, trong mắt hào quang đại phóng, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen kia của Hắc Cám Thiên Hương. Mặc kệ nàng là một chưởng kia đã ấn lên ngực mình, lân phiến màu xanh sẫm dưới bàn tay trắng nõn kia đột nhiên hướng ra phía ngoài dao động từng vòng. Làn da giống như sóng biển run rẩy, Niệm Băng toàn thân căng thẳng, cảm giác nghẹt thở rõ ràng truyền vào đại não. Lân phiến ở trước ngực bàn tay nhỏ nhắn kia kịch liệt rung động, lân phiến màu xanh sẫm dần dần biến thành màu xanh tươi, đang màu xanh tươi dần dần biến thành màu xám tro. Hắc Cám Thiên Hương giống như đang vỗ về ngực của tình nhân, ở trong ngực của Niệm Băng nhẹ nhàng vuốt ve. Mỗi lần vỗ về đều có một cỗ thống khổ phát ra từ linh hồn kích thích thân thể Niệm Băng. Thân thể của Niệm Băng khẽ run lên, nhưng thần quang trong mắt ngược lại càng mãnh liệt vài phần. Thật sự không sợ ta giết ngươi? Hắc Cám Thiên Hương lúc này đã gần sát người Niệm Băng, bàn tay nhỏ lúc trước ở trên ngực hắn đưa lên phía trên, quần áo nửa thân trên của Niệm Băng hóa thành tro bụi biến mất, lân phiến trên người cũng dưới động tác của bàn tay nhỏ bé kia không ngừng thay đổi. Hắc Cám Thiên Hương mặc dù nói lời muốn giết người, nhưng thanh âm của nàng lại phi thường mập mờ. Ánh mắt quyến rũ nhẹ liếc qua thần quang trong mắt của Niệm Băng, tựa như làm nũng với tình nhân. Niệm Băng miễn cưỡng nhẫn nhịn sự thống khổ của thân thể. Người đương nhiên sẽ không giết ta. Nếu ta đoán không sai, ta đối với người nhất định có giá trị lợi dụng rất lớn. Ngươi lại như thế nào để ta chết đi? Đã là ngươi không giết ta, vậy thì cần gì phải cứ cố làm ra vẻ? Hắc Cám Thiên Hương than nhẹ một tiếng. Vận khí của ngươi thật sự là tốt lắm. Không sai, ta cùng với Tạp Áo quả thật có quan hệ không tầm thường. Nhưng ngươi đã đoán sai. Ta cùng với nàng cũng không phải là một người. Nếu nàng là sinh mệnh chi thần, thì ta đây liền tính là tử vong chi thần đi. Mà thác nước tử thần này chính là nhà của ta. Người đã muốn chết như vậy, đơn giản ta liền thành toàn ngươi. Ta báo thật quả bảo ta không được giết ngươi. Bất quá người biết không, bộ dáng kiêu ngạo của ngươi quá mức chán ghét, cho nên ta quyết định có lẽ là không để ý tới thỉnh cầu của Tạp Áo, cứ như vậy giết người đi. Ngươi nói được chứ? Thanh âm của nàng rất nhẹ, trong lời nói nhỏ nhẹ nói rõ sinh tử của người khác, đặc biệt có một loại cảm giác kỳ dị. Niệm Băng lại nhạt cười nói, giết đi, dù sao ta bản thân cũng đã là người chết. Hắc Cám Thiên Hương ngẩng đầu nhìn Niệm Băng, sát khí từ trong đôi mắt chợt lóe lên, cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé của nàng rời ngực Niệm Băng, tới khi tay của nàng cách ngừng Niệm Băng 3 tấc thì ngừng lại. Một trường này ấn xuống, đừng nói là một cương thi, cho dù có là một hắc cám ma thú đỉnh cấp, chỉ sợ cũng phải hoàn toàn hủy diệt. Chính lúc này, Niệm Băng đang thản nhiên đứng, chuẩn bị tùy thời nhận lấy cái chết đột nhiên di chuyển. Thất thải quang mang như điện phóng xạ ra, tinh thần thật thể như mũi tên chật hướng tới cái trán của Hắc Cám Thiên Hương đâm tới. Hắc Cám Thiên Hương hừ lạnh một tiếng, tay phải giữ nguyên xu thế không thay đổi trước cực Niệm Băng chụp tới, con ngươi màu đen bắn ra 2 đạo hàn quang lạnh lùng, bỗng nhiên đón nhận tinh thần công kích của Niệm Băng. Nhưng sự tình nàng thật không ngờ đã xảy ra. Tinh thần lực trong thiên nhãn huyệt của Niệm Băng phát ra, chỉ là vừa phát liền thu, cũng không có cùng tinh thần lực của nàng tiếp xúc, mà thân thể của Niệm Băng chợt lùi xa. Tinh thần lực thu hồi trực tiếp đâm trên lòng bàn tay của Hắc Cám Thiên Hương, mà thân thể của hắn cúi thấp xuống, một lần đảo người, hướng cây quả phía sau mà đánh tới. Hạt châu gạo cũng đòi phóng ra quang hoa. Ý chỉ là hạt gạo bình thường mà cũng đòi phát sáng sao? Ý tứ là coi thường. Bàn tay của Hắc Cám Thiên Hương đánh ra nhẹ nhàng, vừa thu lại, một cỗ hắc sắc khí lưu nồng đậm nhẹ nhàng bay ra, cùng với thân thể tinh thần lực của Niệm Băng cuốn cùng một chỗ. Niệm Băng thảm hô một tiếng, thân thể bay ngược trong không trung, vừa chậm lại, toàn thân tử vong khí tức tỏa ra mạnh mẽ, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Mà thân thể của Hắc Cám Thiên Hương cũng dừng lại một chút, tinh thần năng lượng trong mắt phóng thích nhẹ nhàng thu về. Liền đang lúc nàng lực cũ đã dùng hết, lực mới chưa sinh, một đường bén nhọn vô hình đâm lên lưng của nàng. Phốc! Thân thể của Hắc Cám Thiên Hương dưới lực tác dụng của sự trùng kích cự đại chợt nhào về phía trước, mở miệng phun ra một cỗ huyết vụ tạo thành từ chất lỏng màu đen, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Ở thời khắc này, nàng thế nhưng đã mất đi sự khống chế đối với thân thể của mình, thân thể đang vọt tới trước trực tiếp đâm vào Niệm Băng, đã bởi vì tinh thần lực bị phá mà ngã xuống đất phía trước. Hai người đụng cùng một chỗ, nhất thời biến thành một mớ lăn lộn hỗn độn. Niệm Băng vô ý thức ôm chặt lấy thân thể của Hắc Cám Thiên Hương, đó là một thân thể ấm nhuyễn mềm mại, phảng phất như không có xương cốt, nhưng ôm trong ngực lại tràn ngập co giãn. Sự tuyệt vời trong nháy mắt khiến cho Niệm Băng lại có chút mê mẩn, trong lúc xoay người tịnh không có hướng Hắc Cám Thiên Hương hạ thủ. Hắc Cám Thiên Hương lúc này bỗng chốc bị thương rất nặng, lại phun ra một ngụm chất lỏng màu đen, mà ở lưng của nàng cũng không ngừng tuôn ra một luồng chất lỏng màu đen. Năng lượng của thân thể phát ra rõ ràng là đã yếu bớt hơn một nửa. Niệm Băng cuối cùng vẫn là Niệm Băng. Lấy cường độ tinh thần lực của hắn, tịnh không có quá lâu mất tự chủ, lập tức tìm lại chính mình. Thân thể trong lúc lăn mình dồn sức đứng lên, trong ngực như trước ôm Hắc Cám Thiên Hương, mà tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát, cố nén sự đau đớn kịch liệt ở trong Thiên Nhãn Huyệt, lại hướng Hắc Cám Thiên Hương phát động. Một lần thực chất tinh thần lực công kích nữa, thật vất vả tìm được cơ hội, hắn lại như thế nào có thể buông tha cho đi. Mặc dù tại thời điểm phát động này, Niệm Băng cảm giác thấy có chút thương tiếc. Dẫu sao là dáng mạo xinh đẹp như vậy á, cứ như vậy mà nổ tung mà chết, quả thật có chút đáng tiếc. Muốn chết sao? Mà buông ta ra. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, tinh thần lực của Niệm Băng mới xuất ra, toàn thân lại kịch liệt rung động giống như bị điện giật. Hắn hoảng sợ phát hiện, trong ngực mình ôm đã không hề là Hắc Cám Thiên Hương tràn ngập tử vong khí tức kia, mà là sinh mệnh chi thần Tạp Áo, hoàn toàn do sinh mệnh khí tức tạo thành, ngay cả bề ngoài cũng hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt bình thường của Tạp Áo, trang phục mộc mạc của Hắc Cám Thiên Hương hoàn toàn bất đồng. Tại thời khắc này, Hắc Cám Thiên Hương đã biến thành một người khác. Niệm Băng đầu tiên là sửng sốt một chút, vừa định buông tay ra, nhưng hắn lập tức nghĩ tới có chỗ không đúng, cố nén sự không thoải mái của chính mình đối với sinh mệnh khí tức, dùng sức đem Tạp Áo ôm chặt. Nghĩ hay đấy, ngươi nói thả thì thả hả? Hắc Cám Thiên Hương, ta biết tinh thần lực của ngươi am hiểu biến ảo, nhưng lúc này đây, ta tuyệt sẽ không bị mắc lừa. Ta ngược lại muốn nhìn, thời điểm khiến ngươi tâm thần rối loạn, còn có thể hay không tiếp tục biến thành bộ dáng của Tạp Áo lừa ta. Vừa nói hắn vừa dùng sức ôm chặt Tạp Áo, cứ như vậy cúi đầu từ từ hướng về phía môi nàng hôn xuống. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt. Trong mắt của Tạp Áo tràn ngập kinh ngạc, nàng quên cả phản kháng, tùy ý để Niệm Băng hôn lên môi của mình. Trong đầu đột nhiên truyền đến một cơn mát lạnh, Niệm Băng đột nhiên phát hiện mình phảng phất tới một thế giới khác. Đau đớn trong Thiên Nhãn Huyệt đã không thấy nữa, chỉ cảm thấy mông lung bay bổng. Cảm giác của hắn bây giờ chỉ là sự dạt dào trong lồng ngực, cảm giác rõ ràng sự kích thích thần kinh. Hắn kinh ngạc phát hiện vào thời khắc này chính mình tựa hồ đã có một chút cảm giác của nhân loại. Sự ấm nhuận của nụ hôn giữa hai môi giống như dòng suối trong mát làm dịu thân thể. Cảm giác tuyệt vời này là lần đầu tiên hắn cảm nhận được từ lúc biến thành cương thi tới nay. Hắn không biết toàn bộ những cái này là bởi vì sao, nhưng cánh môi bị hắn giữ lại đang không ngừng biến hóa, chợt lạnh lẽo như tuyết, chợt nóng bỏng như lửa. Trong sự biến hóa không ngừng của băng và hỏa, khí lưu hoàn toàn bất đồng đang không ngừng từ cánh môi ấm mềm kia truyền vào cơ thể, tất cả tựa hồ đều biến hóa. Niệm Băng cũng không muốn dừng lại, nhưng hắn lại phát hiện có một đôi tay giống như ngọc thạch điêu khắc không biết từ khi nào đã quấn lấy cổ của mình. Cảm giác tuyệt vời không ngừng trong một nụ hôn tăng lên, thần trí của Niệm Băng rốt cuộc đã bị mất điều khiển. Niệm Băng hôn lên Hắc Cám Thiên Hương, theo suy nghĩ nào đó mà nói thì hắn có chút đùa cợt quái đản. Hắc Cám Thiên Hương bị trọng thương là cơ hội lớn nhất của hắn, mà cơ hội thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong tích tắc, Niệm Băng chìm vào trong hồ nước. Tử vong năng lượng dị thường khổng lồ xung quanh nhất thời đưa thân thể của hắn vây ở bên trong. Mặc dù hắn là tử linh, mấy cái khí tức tử vong này không thể đem hắn hủy diệt, nhưng mà hắn cũng không có tinh khiết cương thi chi thể. Trong lúc đối mặt với tử vong thuần tịnh nhất trước mắt, vấn đề đầu tiên vẫn chính là xuất hiện biến hóa của thân thể. Bản năng cương thi dưới tác dụng của tử vong năng lượng tinh khiết nhanh chóng mạnh lên, cảm giác khát máu tăng lên tới một mức độ hoàn toàn mới, tựa hồ muốn đem thần trí của Niệm Băng hoàn toàn thôn tính. Niệm Băng đối với Hắc Cám Thiên Hương mà nói chính là dựa vào tinh thần lực mô phỏng hình thái của tử vong năng lượng từ hồ nước chảy ra. Cái này mặc dù là sự thật nhưng cũng không phải hoàn toàn đúng. Năng lực của hắn mặc dù trong lúc Hắc Cám Thiên Hương thi triển lĩnh ngộ tới trình độ sử dụng tinh thần lực nhất định, nhưng lĩnh ngộ không sâu sắc, trong lúc vội vàng đó làm sao có thể làm được hoàn mỹ như vậy. Mô phỏng của tinh thần lực đó chỉ khiến cho Niệm Băng khôi phục lại năng lực hành động nhất định, đồng thời thân thể không tiếp tục khó chịu. Chính thức cứu hắn lại chính là thành vĩnh thế địa ngục đích chớ chú Phệ Ma Đao này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe hết tập 29 của Băng Hỏa Ma Trù. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 30.